Dù sao ở Khinh Ca Lâm địa, dù ngươi có là tồn tại Vũ Hoàng cũng tùy thời có khả năng vẫn lạc. Lý Vân Tiêu chào hỏi nói. Ta là đại đội trưởng đội thứ 8 mới đến, sau này nơi này sẽ do ta quản lý. Hắn chỉ vào Chu Tường cười nói. Kể cả ngươi trong đó. Trong mắt Chu Tường lồi ra, ngơ ngác nhìn Lý Vân Tiêu một hồi, ngửa mặt lên trời chu lên nói. Đây là khảo nghiệm cuối cùng của đoàn trưởng đại nhân đối với ta sao? Một đứa bé, chẳng lẽ hắn là con riêng của đoàn trưởng đại nhân? Sắc mặt Lý Vân Tiêu trầm xuống, hai đồng tử lập tức hóa thành huyết hồng, co rút lại thành một vòng trăng non, quát khẽ. Nguyệt khuyết, một cổ lực lượng khó có thể hình dung chập trùng ra, cuồn cuộn không dứt. Chu Tường toàn thân một hồi, đồng tử bỗng nhiên co rút lại, đại lượng tinh thần lực như thủy triều đánh vào trong linh hải của hắn. Hắn hoảng sợ vội vàng nhắm mắt lại, nhanh chóng lui về phía sau. Con mắt là cửa sổ tâm linh, tinh thần công kích tuy rằng có thể không chỗ nào không có, nhưng nếu đối phương mở mắt ra thì chẳng khác nào mở ra một cửa sổ tiếp nhận công kích, có thể khiến mọi việc đơn giản hơn rất nhiều. Mặc dù nhắm hai mắt lại, nhưng lực lượng xông tới lúc trước cũng trực tiếp nổ nát phòng ngự trong thức hải hắn, đâm thẳng vào linh hồn. Ân, Chu Tường kêu rên một tiếng, một cổ tâm huyết xông lên cổ họng. Bị hắn nuốt xuống, trong miệng tràn đầy mùi máu. Hắn không dám mở mắt ra, nhắm hai mắt kinh hãi nói. Ngươi là thuật luyện sư cao giai sao? Lý Vân Tiêu nhàn nhạt nói. Từ giờ trở đi là cấp trên của ngươi. Chu Tường đắng chát nuốt một ngụm nước miếng, lúc này mới chậm chậm mở mắt ra, đáng thương nhìn qua Hải Lâm, bộ dạng rõ ràng như muốn nói, một đám thuật luyện sư đã khó hầu hạ, hiện giờ lại phái tới một người phải hầu hạ. Lại còn am hiểu tinh thần công kích chi thuật, mình sợ rằng khó sống lâu rồi. Hải Lâm thiếu gia, mẹ già của ta ở nhà sau này phải dựa vào ngươi chiếu cố rồi. Ô ô ô tương đương. Nghĩ đến chỗ bi thống, Chu Tường nhịn không được khóc lớn lên. Chu Lôi mồ hôi lạnh đầm đìa, đối phương chính là cường giả Vũ Hoàng A, vậy mà thật sự khóc lên. Qua đó có thể thấy được nơi này coi như là Vũ Hoàng cũng không chịu được A. Hải Lâm giả vờ giả vịt vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi. Yên tâm đi, về sau Vân Tiêu đại ca sẽ bảo kê ngươi, ngươi đi theo Vân Tiêu đại ca nhất định sẽ không lỗ lả, Vân Tiêu đại ca là người rất tốt. Lý Vân Tiêu nhìn thoáng qua kiến trúc tựa như bảo hồ lô kia, cảm nhận được trận trận chấn động từ bên trong truyền đến, ánh mắt lộ vẻ vui vẻ hiểu ý, nói. Chu Tường, mang bọn ta đi vào xem một chút đi. Chu Tường đang khóc thương tâm. Đột nhiên toàn thân run rẩy, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, lắc đầu liên tục nói. Không không không, muốn đi tự các ngươi đi đi. Lý Vân Tiêu sững sờ, cười nói. Có đáng sợ như vậy không? Chu Tường lộ ra một tia cười lạnh, nói. Ngươi thử vào xem sẽ biết, nếu không chúng ta đánh cuộc, nếu ngươi đi vào có thể trèo trống nửa canh giờ không đi ra, vậy ta sẽ thật tâm phục ngươi, gọi ngươi là lão đại, có lệnh tất theo. Bằng không thì ngươi phải nghĩ cách điều ta khỏi đội thứ 8. Trong mắt của hắn hiện lên một tia vui vẻ giảo hoạt, chờ đợi nói. Sao hả? Lý Vân Tiêu khẽ mỉm cười nói. Thành giao, mọi người cứ ở bên ngoài nhìn xem. Hắn cũng không quay đầu lại lập tức đi vào bên trong. Nhìn bóng lưng hắn tiến vào trong, Chu Tường liền cất tiếng cười to. Ha ha, rốt cục có thể rời khỏi đây rồi. Đinh Linh Nhi nhàn nhạt nhìn hắn, nói. Lần này chỉ sợ ngươi phải thất vọng rồi, vẫn nên nghĩ sau này gọi lão đại thế nào đi. Chu Tường tràn đầy tự tin nói. Ta sẽ không thua, đây là một nơi quỷ quái, đám thuật luyện sư kia, tuyệt đối không ai chống nổi nửa canh giờ. Hắn đánh giá Đinh Linh Nhi liếc, lộ ra dáng cười tà tà nói. Nếu không chúng ta cũng đánh cuộc đi, nếu ngươi thua, thì phải làm bạn gái ta. Đinh Linh Nhi sắc mặt trầm xuống, lãnh đạm nói. Nếu ngươi thua, thì phiền ngươi tự tát mình 10 cái, bỏ 3 vòng quanh mặt đất. Tốt, thành giao. Chu Tường không ngừng thoải mái cười to, hai mắt đẫm lệ. Cảm tạ ông trời, Chu Tường ta quả nhiên là khổ tấn cam lai, không những được rời khỏi nơi quỷ quái này, mà còn mang đến cho ta một tiểu la lị xinh đẹp như vậy, thế giới quá mỹ hảo rồi. Đinh Linh Nhi lạnh nhạt nhìn hắn, khẽ hừ hừ. Nàng tin tưởng 10 phần, Lý Vân Tiêu là người nào? Hắn đã từng là đại thuật luyện sư cửu giai, ở trong phiến thiên vũ giới này, hắn là người có thuật đạo đứng ở đỉnh phong. Mấy người cứ như vậy ở bên ngoài im im lặng lặng chờ, lúc đầu trên mặt Chu Tường tràn đầy vui vẻ,
còn không ngừng dò xét trên người Đinh Linh Nhi, thưởng thức bạn gái tương lai của mình, về sau bị sát khí của Đinh Linh Nhi chằm chằm thêm vài lần, liền không dám nhìn thêm nữa. Cút, tiểu tử ngươi lại dám phá hư quá trình luyện chế của ta, ngươi, ngươi đáng chết a. Quả nhiên bên trong truyền đến một tiếng giống to kinh thiên động địa, chấn khiến toàn bộ kiến trúc bảo hồ lồ đều run rẩy vài cái. Chu Tường cười như điên, nói. Ha ha, tiểu tử kia xong đời rồi. Nghe thanh âm này, nhất định là Phương Thụy Đại Sư. Hắn đang luyện chế tuyệt địa đan, do 5 vị đại sư liên thủ luyện chế, đang vào thời khắc mấu chốt nhất, lúc này dù là thần tiên cũng không cứu được tiểu tử kia rồi. Hắn đắc ý khẽ liếc nhìn Đinh Linh Nhi, nhưng trên mặt nàng lại không có chút cảm xúc chấn động, phảng phất như không có chuyện gì xảy ra vậy. Chu Tường nội tâm một hồi không thoải mái, khẽ hừ một tiếng, lộ ra bộ dạng dương dương tự đắc, như nói ngươi cứ chờ xem. Trong bảo hồ lô, một lão giả toàn thân lôi thôi gầm thét lên với Lý Vân Tiêu, nói. Đáng chết a, chúng ta vất vất vả và nghiên cứu chế tạo hơn nửa tháng, hao phí vô số thiên tài địa bảo mới đến bước này, lại bị ngươi phá hư hết. Ngươi không xong với ta đâu. Còn có 4 vị thuật luyện sư nữa, tất cả mặt mày đều âm trầm, toàn thân tái nhợt đến đáng sợ. Không chỉ là do phẫn nộ tức giận mà ra như thế, mà là luyện chế trong thời gian dài. Những thuật luyện sư này cũng đã sớm khô kiệt hồn lực, khí huyết suy yếu, bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ. 4 phía còn có đại lượng các thuật luyện sư, cũng bị tiếng giống kia làm cho giật mình, nhao nhao rời mắt qua hướng này. Trời ạ, tuyệt địa đan mà Phương Thụy Đại Sư hao phí vô số tâm huyết luyện chế chẳng lẽ đã thất bại sao? Tuyệt địa đan khó luyện vậy sao? Liên hiệp 5 vị đại sư cũng không được sao? Tuyệt địa đan cũng là đan dược ngũ giai thôi mà. Bản thân Phương Thụy Đại Sư chính là tồn tại ngũ giai a. Tuyệt địa đan chính là đan dược đỉnh cấp trong ngũ giai, có thể giúp Vũ Vương tăng thêm 30% tỷ lệ đột phá đến lục hợp cảnh, thất bại cũng rất bình thường. Coi như thuật luyện sư lục giai xác suất thành công cũng cực thấp. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều dừng tay, nhìn qua bên này nhao nhao nghị luận. Lý Vân Tiêu nhìn lão đầu lôi thôi kia, lông mày nhíu lại, mỉa mai nói. Tự luyện chế thất bại. Lại đổ lên người người khác, có người không biết xấu hổ như ngươi sao? Phương Thụy giận tím mặt, tức giận đến toàn thân phát run nói. Ta luyện chế thất bại. Ngươi có biết ta vì lần luyện chế này đã chuẩn bị bao lâu không? Mỗi khâu đều được lên kế hoạch cả trăm lần, căn bản không có chút sơ hở nào cả. Ngươi bồi ta luyện chế đi. Lý Vân Tiêu khịt khịt mũi, hừ nhẹ nói. Luyện chế tuyệt địa đan chỉ cần 7 loại chủ tài. Thêm 36 loại tài liệu phụ trợ là đủ. Trong lò đan của ngươi chí ít có trên 100 loại tài liệu, loạn thất bát tao, không thất bại mới là gặp quỷ đấy. Rác rưởi nhất là đã thất bại còn đổ lên người ta. Ngươi, Phương Thụy lắp bắp kinh hãi, cách luyện chế tuyệt địa đan thập phần tuyệt mật, tiểu tử này làm sao biết được phối trí tài liệu, hơn nữa hắn làm sao biết trong lò đan có trên 100 loại tài liệu. Chẳng lẽ là đoán được sao? Tuyệt đối không thể có thể. Ngươi thì biết cái gì? Tuyệt địa đan chính là đan dược đỉnh cấp ngũ giai, bên trong ẩn chứa lục hợp võ ý rất lớn, bởi thế mới có thể gia tăng 30% tỷ lệ đột phá vũ tông. Mà 7 loại chủ tài, thêm vào 36 tài liệu phụ trợ đều là tài liệu ngũ giai, lấy thực lực của chúng ta rất khó tăng lên lục giai chi ý. Cho nên dùng đại lượng tài liệu lục giai để tinh luyện lục hợp võ ý, dung nhập vào đó. Phương Thụy giải thích cả buổi, cuối cùng vỗ đầu của mình, cả giận nói. Ta giải thích với tiểu thí hài nhưng ngươi làm gì? Mau bảo người trong nhà ngươi tới đền bù cho ta mau. Lý Vân Tiêu lộ ra bộ dáng đồng tình, tựa hồ nhìn một người không có thuốc chữa, tràn đầy vẻ thương cảm. Thực lực không đủ cũng đừng có cưỡng ép luyện chế vượt giai, lãng phí tài liệu lãng phí tinh lực, ngoại trừ 7 chủ tài và 36 phụ tài ra, nếu còn có cách khác thì đã sớm hình thành đan phương lưu truyền tới nay rồi. Chỉ bằng mấy thứ như các ngươi, cũng muốn cải tiến đan phương. Thuật đạo ngũ giai trên lý luận có thể luyện chế tất cả tồn tại ngũ giai, nhưng bởi vì đám ngu xuẩn chỉ số thông minh có hạn, lại thích làm chút tiểu thông minh, bởi vậy mới khiến chênh lệch giữa mỗi giai càng thêm khác biệt ngày đêm. Người đã là tồn tại ngũ giai, lẽ ra có thể tự mình luyện chế ra tuyệt địa đan mới đúng. Lý Vân Tiêu đi đến trước mặt lò đan, mở nắp ra, nhíu mày. Hắn moi hết toàn bộ dược cặn luyện chế thất bại bên trong ra, sau đó từ trên bệ dược bên cạnh lấy ra các loại tài liệu. Một lần nữa thả vào TANG. Phương Thụy nheo mắt, trong nội tâm đại chấn.
Lúc trước còn tưởng rằng Lý Vân Tiêu chỉ biết rõ số lượng tài liệu tuyển địa đan, nhưng từ các loại tài liệu hắn chọn vừa rồi mà xem, tiểu tử này quả thật biết rõ đan phương tuyển địa đan đan, hơn nữa từ chấn động trên người hắn mà xem thì. Ngươi là thuật luyện sư. Phương Thụy kinh hãi kêu lên, ánh mắt tràn đầy không thể tin, ngạc nhiên nói. Cái này, điều này sao có thể? Ngươi là thuật luyện sư mấy giai? Lý Vân Tiêu đậy nắp lò lên, liếc qua nói. Nơi này có hỏa long địa mạch, dương khí trùng thiên. Tăng thêm thuật đạo ngũ giai, đủ để luyện chế tuyệt địa đan rồi. Hắn đánh ra một pháp quyết, bay vào trong lò đan kia, lập tức rầm rầm vận chuyển lại, bảo thạch khảm nạm trên thân lô liền tản mát ra ngũ quang thập sắc, thập phần xinh đẹp. Cái gì, hắn muốn luyện tuyệt địa đan? Người bốn phía đều nhao nhao ngạc ngây ngẩn cả người, không ít người nhìn không được cười lên, lắc đầu không thôi. Tiểu tử này mới 15 tuổi à, thật sự là thuật luyện sư sao? 15 tuổi, rõ ràng ta không cảm giác được hồn lực chấn động mà. Không phải không cảm giác thấy, mà là quá mạnh mẽ. Ta cảm thấy hồn lực chấn động của hắn, vậy mà không hề dưới Phương Thụy đại sư. Một gã thuật luyện sư tứ giai sợ hãi nói, trong mắt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Không dưới Phương Thụy đại sư, Bạch lão, ngài không phải nhầm rồi chứ? Mọi người đều lộ vẻ sợ hãi. Động tác kế tiếp của Lý Vân Tiêu lập tức khiến một đám cả kinh đến há hốc mồm, toàn bộ đều như hóa đá. Đan dược ngũ giai sở dĩ là ngũ giai, cũng là vì thuật luyện sư ngũ giai liền có thể luyện chế. Nếu cần lục giai mới có thể luyện vậy thì cũng không phải là ngũ giai đan rồi. Chỉ cần ngươi thật sự phát huy hồn lực và thuật đạo ngũ giai đến mức vô cùng tinh tế, không lãng phí chút lực lượng dư thừa, cũng đủ cho ngươi luyện chế bất luận đan dược ngũ giai nào rồi. Lý Vân Tiêu bắt đầu động, tốc độ cũng không nhanh, chỉ bình thường, mỗi một động tác đều thập phần trôi chảy, cảnh đẹp ý vui, giống như khuôn mẫu tiêu chuẩn nhất vậy. Cái này, quả nhiên là hồn lực ngũ giai. Phương Thụy cảm nhận được một cổ hồn lực không kém gì mình từ trên người Lý Vân Tiêu chấn động ra, mang đến cho hắn cảm giác cực kỳ thoải mái, giống như hòa thành một thế với hoàn cảnh chung quanh, mỗi một động tác, mỗi một phần hồn lực của hắn đều thuận theo quy luật khó nói nên lời nào đó. Hắn nhìn xem, cứ như vậy ngây dại. Không chỉ hắn, mà tất cả thuật luyện sư đều cảm thấy mình lọt vào một hoàn cảnh thập phần huyền diệu. Giống như mình nhìn thấy cũng không phải một vị thuật luyện sư ngũ giai đang luyện đan, mà là thuật đạo vô thượng đang triển khai trước mặt, một cánh cửa cao lớn đang chậm chậm mở ra với mình. Cổ trai khốn trụ không ít người mấy chục năm tựa hồ đang có dấu hiệu dần buông lỏng, trong thức hải không ngừng có linh quang lập lòe, các loại vấn đề vô sự tự thông, rộng mở trong sáng. Giờ khắc này, tất cả mọi người có một loại cảm giác lệ nóng doanh tròng. Phù phù. Rốt cục có người nhìn không được quỳ xuống, quá trình luyện chế kia, đã thể hiện ra cảnh giới cao nhất của thuật luyện sư rồi, phảng phất như thuật thần hàng lâm, tiếp nhận thế nhân triều bái. Phù phù. Phù phù. Một người tiếp một người bắt đầu quỳ xuống, những thuật luyện sư ngày bình thường vô cùng cao ngạo, coi trời bằng vung, vào thời khắc này tất cả đều chân tâm thật ý quỳ xuống. Bọn hắn quỳ không phải Lý Vân Tiêu, mà là thuật đạo chí cao vô thượng khiến mình phải theo đuổi cả đời kia. Mà thuật đạo mà bọn hắn cả đời theo đuổi, lại được thể hiện một cách vô cùng rõ ràng trên người Lý Vân Tiêu. Mỗi một động tác của hắn đều hành vân lưu thủy, trên mặt tràn đầy nụ cười thản nhiên, hoàn toàn trái ngược với những thuật luyện sư liều chết liều sống, mang cả tánh mạng ra để luyện chế kia, loại luyện chế này ở trong tay hắn giống như một loại hưởng thụ, tựa hồ càng ngày càng tinh thần. Trong toàn bộ đại sảnh ngoại từ tiếng ầm ầm của lò đan ra thì không còn bất cứ thanh âm nào khác, yên tĩnh đến kỳ dị. Sau nửa canh giờ, ngoại trừ Lý Vân Tiêu ra, lại không có bất kỳ người nào còn đứng nữa cả. Hào quang bảo thạch trên lò đan lập lòe luân chuyển, rất nhanh dần trở nên yên lặng. Lý Vân Tiêu toàn thân đều là mồ hôi, hô hấp cũng trở nên gấp gáp. Thật lâu không được luyện chế thoải mái như vậy rồi, hồn lực ngũ giai vừa đúng lúc hao phí không còn. Hắn tiến mở nắp lò ra, một cổ đan hương chi khí tràn ngập ra, toàn bộ đại sảnh đều ngập tràn hương khí. Ti. Phương Thụy dốc sức liều mạng hít vào một hơi, kích động đến mức lệ nóng doanh tròng, nói. Tuyệt địa đan, đan hương tuyệt địa đan trên nhất phẩm A. Thuật thần đại nhân A. Một gã thuật luyện sư khóc hô. Thỉnh truyền thụ ta thuật đạo mạnh nhất, thuật thần đại nhân. Thuật thần đại nhân. Lập tức tất cả thuật luyện sư toàn bộ đều hô khóc lên.
Loại thuật đạo cảnh giới cao nhất này được thể hiện hoàn mỹ trên người một thiếu niên 15 tuổi, ngoại trừ thuật thần hàng lâm thì đâu còn cách giải thích nào khác nữa. Lý Vân Tiêu vẻ mặt hắc tuyến, nói. Ta không phải thuật thần gì cả, toàn bộ đều đứng lên nói đi, các ngươi nguyên một đám đều hơn 100 tuổi, toàn bộ quỳ với ta thật không ra làm sao cả. Loại tràng cảnh tiếp nhận vạn người triều bái này hắn cũng không phải là chưa trải qua, nếu đổi thành người khác thì đã sớm bối rối không biết làm sao rồi. Nhưng Lý Vân Tiêu lại cực kỳ lạnh nhạt, tuyệt địa đan vừa luyện chế thành công kia cũng không thèm nhìn đến, trực tiếp đi đến chỗ trung ương. Thuật thần đại nhân, thỉnh truyền thụ chúng ta thuật đạo vô thượng. Mọi người vẫn đang không ngừng khóc hô, giống như sợ thiếu niên sở hữu thuật đao vô thượng kia sẽ tùy thời biến mất vậy. Lý Vân Tiêu thản nhiên nói. Cái gì thuật đạo vô thượng, ta cũng mới chỉ sờ đến được một ít da lông thôi. Các ngươi bình thường có vấn đề gì ta có thể hỗ trợ một chút. Đúng rồi, không nên gọi ta là thuật thần, xấu hổ không dám nhận, gọi ta là Vân Thiếu là được rồi. Thuật, Vân Thiếu đại sư, ta muốn hỏi, vừa rồi ngài luyện chế chúng ta đều thấy được. Cơ hồ mỗi một phần hồn lực và khí lực đều không có chút lãng phí, phải làm sao mới có thể luyện chế được hoàn mỹ như thế. Một gã thuật luyện sư cố lấy dũng khí, hỏi ra nghi hoặc từ tận đáy lòng mình. Lần này tất cả mọi người đều cực kỳ khẩn trương, vỉnh tai lắng nghe. Đây chính là nghi hoặc lớn nhất trong lòng bọn họ. Lý Vân Tiêu đi đến phía trên nhất trong đại sảnh, kéo lấy ghế ngồi sống, gác chân lên nói. Các ngươi cũng đều ngồi đi, đừng có đứng nguyên một đám như vậy. Mọi người không dám không theo, vội vàng nhao nhao tìm đến bổ đoàn, giống như đám học sinh ngay ngắn ngồi vây quanh phía dưới Vân Tiêu, tập trung tinh thần chú ý lắng nghe. Bất luận loại luyện chế nào, đều có hồn lực tự dưng hao tổn, mặc dù là ta cũng không ngoại lệ. Nhưng loại hao tổn này lại có thể khống chế. Thời gian trôi qua từng chút một. Chu Tường chờ đợi bên ngoài bảo hồ lô bắt đầu không còn đắc ý như trước nữa, thỉnh thoảng nhíu mày, tựa hồ đang suy tư điều gì đó. Đợi thêm chút nữa, hắn rốt cục bất an, không nhịn được đi qua đi lại, nhìn sang bên trong bảo hồ lô, tựa hồ sợ Lý Vân Tiêu đang nấp ở nơi nào đó. Rốt cục, nửa canh giờ qua đi, vẫn không thấy bóng dáng Lý Vân Tiêu đi ra. Làm sao có thể? Chu Tường nhảy dựng lên, cả giận nói. Hắn nhất định là chơi xấu, trốn ở một nơi bên trong không đi vào. Đinh Linh Nhi lạnh giọng nói. Nếu là nam nhân thì mau tranh thủ thực hiện lời hứa của mình đi, tự tát 10 cái, bò quanh đây 3 vòng. Chu Tường sắc mặt đỏ bừng, tranh luận nói. Ta phải xác định hắn có chơi xấu không đã. Hải Lâm nói. Vào xem chẳng phải sẽ biết sao. Hắn dẫn đầu đi ở phía trước. Mọi người nhao nhao đi vào theo. Bên trong là một không gian rất rộng rãi, Lạc Vân Thường bước vào trong đó, liền cảm thấy trong cơ thể nổi lên một hồi sao động, chân khí càng tự động vận chuyển trong kinh mạch bách hải khiến nàng cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Hỏa Long chi địa này lại có ảnh hưởng lớn đến cửu dương thần thể của nàng như thế. Mà bảo hồ lô này lại nằm ngay vị trí long nhãn của Hỏa Long địa mạch, dương khí trùng thiên. Một màn trước mắt khiến mọi người cực kỳ ngạc nhiên. Đặc biệt là Chu Tường càng há to miệng ba, trong mắt thiếu chút nữa đã rơi trên mặt đất. Chỉ thấy trong không gian rộng lớn, một đám thuật luyện sư mỗi người đều nhu thuận ngồi ngay ngắn trên bổ đoan, tập trung tinh thần nghe Lý Vân Tiêu nói chuyện. Bốn phía các loại tài liệu khí cụ vung vãi lung tung, trong toàn bộ đại sảnh ngoại trừ thanh âm của Lý Vân Tiêu ra không hề có thanh âm nào khác nữa. Cái này, Chu Tường hoàn toàn hóa đá rồi. Đây là những thuật luyện sư tính tình thô bạo. Thái độ cực kém, cực kỳ khó hầu hạ kia sao? Sao nguyên một đám lại giống như học sinh vậy? Lý Vân Tiêu liếc thấy bọn hắn tiến đến, mỉm cười đứng lên nói. Chỉ giảng đến đây thôi, mọi người tranh thủ tiêu hóa lời ta nói đi. Hải Lâm thiếu gia và Chu Tường đội trưởng đã đến rồi. Sầm ào ào. Tất cả thuật luyện sư đều đứng lên, xoay người nhìn hằm hằm vào mấy người Chu Tường, trong mắt mỗi người đều phóng hỏa, tức đến sùi bọt mép. Mấy người Chu Tường lập tứ cu cảm nhận được lửa giận trùng thiên phô thiên cái địa mà đến, cơ hồ không khí chung quanh đều như muốn bốc cháy lên vậy. Một lão già tóc bạc vọt lên, đúng là Phương Thụy, hắn run rẩy ngón tay, chỉ vào mấy người quát. Ngươi, đám các ngươi lại dám quấy rầy Vân Thiếu đại sư thụ đạo, toàn bộ đáng chết a. Song binh đoàn thái điều các ngươi đối đãi với thuật luyện sư như thế sao? Cổ trai làm khó ta hơn 10 năm bỗng nhiên mở ra, ngươi. Các ngươi lại dám phá hư chuyện thần thánh như thế.
quá đáng giận rồi, ta phảng phất thấy được đại môn thuật đạo đang mở ra với ta, đều là các ngươi a. Một gã thuật luyện sư tức đến sùi bọt mép, nói. Song binh đoàn Thái Điểu đối với thuật luyện sư chúng ta quả nhiên tôn trọng, hợp đồng lão phu ký với các ngươi vừa vặn đến kỳ rồi, ta không lưu lại nữa. Đúng, hợp đồng của Tết cũng sắp đến kỳ, cũng thoát ly Song binh đoàn Thái Điểu, cả ngày luyện đan luyện khí cho các ngươi, nhưng các ngươi lại cắt đứt ta nghe giảng. Đúng vậy, đi, hợp đồng đến kỳ cùng nhau đi theo Vân Thiếu Đại Sư đi. Địa phương quỷ quái này, chúng ta đã sớm không muốn ở rồi. Vân Thiếu Đại Sư đi đâu chúng ta sẽ theo nấy. Ta cũng vậy. Ta cũng vậy. Trong lúc nhất thời, tất cả thuật luyện sư đều phẫn nộ dị thường, nhao nhao tỏ rõ lập trường, yêu cầu thoát ly Dòng binh đoàn Thái Điểu, đi theo Lý Vân Tiêu. Phản ứng kịch liệt như thế khiến bọn người Hải Lâm toàn bộ đều thất kinh, sợ tới mức toàn thân mồ hôi lạnh. Nói đùa gì vậy? Nếu những thuật luyện sư này đi hết, thực lực toàn bộ Dòng binh đoàn Thái Điểu ít nhất hạ thấp một nửa. Đây đều là hậu cần mạnh nhất a, vô luận là thế lực thế nào, đều phải có một đám thuật luyện sư ở phía sau chèo chống mới có thể xưng bá một phương. Chu Tường cũng lập tức sợ ngây người, đầu óc trống rỗng. Nếu đám thuật luyện sư này thật sự đi hết, hậu quả kia, hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Đại sư, chư vị đại sư, ngàn vạn đừng xúc động là ma quỷ a. Chu Tường vội bước lên phía trước trấn an đám núi lửa đang bùng cháy kia. Nhưng hoàn toàn không làm nên chuyện gì, ánh mắt những thuật luyện sư kia đều nhìn hắn như có đại thù giết cha, hận không thể dùng ánh mắt giết chết hắn. Ma quỷ, các ngươi dám cắt đứt Vân Thiếu Đại Sư giảng bài, các ngươi mới thật sự là ma quỷ, cút cho ta. Hải Lâm vội vàng quăng ánh mắt cầu cứu về phía Lý Vân Tiêu, nếu những thuật luyện sư này thật sự rời đi, đừng nói Chu Tường, coi như là hắn đoán chừng cũng sẽ bị lột ra. Lý Vân Tiêu lúc này mới nói. Chư vị muốn rời khỏi Dòng binh đoàn Thái Điểu sao? Hắn hướng thượng vị ngồi xuống, vắt chân lên, lãnh đạm nói. Đúng rồi, đã quên tự giới thiệu rồi, ta là Lý Vân Tiêu, hiện giờ chính thức tiếp nhận chức đội trưởng đại đội thứ 8 Dòng binh đoàn Thái Điểu. Hắn vừa nói xong, toàn bộ đại sảnh trở nên hoàn toàn yên tĩnh, không có một chút thanh âm. Vân Thiếu Đại Sư là đại đội trưởng đội thứ 8. Tất cả thuật luyện sư đều khiếp sợ. Thần sắc trên mặt từ ngơ ngẩn chuyển thành cuồng hỉ, nguyên một đám kích động mặt đỏ tới mang tai, có chút không thể tự kiềm chế. Lý Vân Tiêu nhàn nhạt liếc nhìn mọi người. Nghe nói các ngươi ngày bình thường đều rất ngang ngược càn rỡ, rất khó quản lý a. Chu Tường đội phó còn khóc lóc muốn rời khỏi nơi đây đấy. Không có, tuyệt không việc này. Một đám thuật luyện sư nhao nhao khẩn trương, Phương Thụy vội vàng biện hộ. Chúng ta đều bình dị gần gũi. Hòa ái dễ gần, mọi việc đều rất tao nhã, đối xử mọi người cũng khiêm cung hữu lễ, tuyệt không hề lấy thân phận thuật luyện sư ra đè người. Có phải không, Chu đội phó? Hắn quay đầu nhìn Chu Tường, trong mắt chừng còn lớn hơn cả chuông đồng, hung hăng trợn mắt nhìn xuống dưới. Chu Tường bị chừng đến đầu óc phát mộng, biểu hiện tương phản cực lớn của đám thuật luyện sư này khiến hắn có một loại cảm giác thê lương không nói nên lời xông lên đầu, trên mặt tràn đầy vẻ đau thương, nghẹn ngào nói. Các vị đại sư đều là người khiêm tốn, hào hoa phong nhã, ôn nhân từ tường, khéo hiểu lòng người, nói niệm quân tử, ôn nhu như ngọc, ô, ô ô ô. Nói đến phía sau, mọi ủy khuất cũng không nhịn được nữa dâng lên, ngồi chồm hổm trên mặt đất ôm đầu khóc giống. Đúng đúng đúng, tất cả thuật luyện sư đều vội vàng nói. Chúng ta đều khiêm cung hữu lễ, tính nết ôn hòa, về sau Vân Tiêu đại sư có lệnh, không ai dám không theo. Hải Lâm và Chu Lôi đều lộ vẻ chóng mặt, bọn hắn nhìn đám thuật luyện sư bình thường vênh váo tự đắc, lỗ mũi chỉ lên trời kia giờ phút này nguyên một đám khom người cúi người với Lý Vân Tiêu, son sắt thể thốt, cảm thấy cực độ không chân thật, có loại cảm giác mộng ảo. Chu Lôi nuốt nước miếng một cái, khô khốc nói. Vân Tiêu đại sư am hiểu tinh thần công kích, những thứ chúng ta thấy không phải là ảo giác đấy chứ. Hải Lâm cũng vỗ vỗ trán của mình, cảm thấy một hồi đau đớn. Lại nhìn Chu Tường ngồi chồm hổm trên mặt đất thương tâm khóc lớn, cảm thấy không giống như giả dối. Lý Vân Tiêu cau mày nói. Thế nhưng hợp đồng của chư vị đại sư đều đã đến hạn rồi, Dòng binh đoàn Thái Điểu có tiếp tục ký với ngươi hay không, ta thật không rõ a. Vẫn nên hỏi Hải Lâm thiếu gia xem thử. Thuật luyện sư các thế lực lớn đều là ký hợp đồng cả, thế lực cung cấp đại lượng các loại tài liệu cung ứng cho thuật luyện sư tu luyện.
từ đó lưu bọn hắn lại luyện chế cho mình. Chỉ có cực ít thuật luyện sư sẽ thật sự gia nhập vào thế lực nào đó, như vậy tương đương với hoàn toàn hạn chế bản thân rồi. Dù sao nơi cuối cùng trong suy nghĩ tất cả thuật luyện sư đều không ngoại lệ đều là thuật luyện thánh địa hóa thần hải. Hợp đồng. Một gã thuật luyện sư vội vàng chạy đến trước mặt Hải Lâm, khẩn cầu. Hải Lâm thiếu gia, xin cho ta tục ước với dòng binh đoàn Thái Điểu đi. Ít nhất cũng phải tục ước 50 năm. Còn có ta, 50 năm làm sao đủ, ta muốn tục ước 100 năm. 100 năm, ngươi choáng nha, ngươi cũng đã hơn trăm tuổi rồi. Lão tử muốn ký chung thân ước, cả đời đều ở lại dòng binh đoàn Thái Điểu. Ta cũng muốn, khế ước chung thân. Bất quá trong hợp đồng phải có ghi rõ là phải Vân Tiêu Đại Sư ở dòng binh đoàn Thái Điểu, nếu Vân Tiêu Đại Sư đi rồi thì ta cũng đi. Đúng đúng đúng, Đại Sư Vân Tiêu ở chúng ta ở, Vân Tiêu Đại Sư đi, chúng ta cũng đi. Hải Lâm lập tức choáng váng, trong đầu nhớ tới phụ thân năm đó phải cực kỳ khổ sở mới cầu được những thuật luyện sư này lưu lại, đưa ra đủ loại điều kiện, còn phải nhìn sắc mặt đối phương, mới có thể ký hợp đồng 5 năm với đối phương. Hiện giờ lần này tất cả đều khóc lóc chủ động yêu cầu ký hợp đồng chung thân, tương phản này cũng quá. Càng thêm khiến hắn kinh hãi là dù ký hợp đồng chung thân nhưng ràng buộc bọn hắn không phải là dòng binh đoàn Thái Điểu, mà là Lý Vân Tiêu. Nếu Lý Vân Tiêu rời đi thì, hậu quả kia. Hắn trong lúc nhất thời cảm thấy đầu lớn lên, tiếng khóc hô yêu cầu ký hợp đồng chung thân ở bốn phía như vây lấy hắn, hắn cảm giác mình căn bản không ứng phó được loại tràng diện này, vội vàng hô. Nhanh! Nhanh, tả thống lĩnh mau đi soạn hợp đồng với các đại sư, lại gọi cha ta đến đây nữa. Người phương nào lại gây huyến náo ở đội thứ 8? Đột nhiên một tiếng hô từ đằng sau đại sảnh truyền đến, một lão đầu tóc trắng xóa mặt mũi tràn đầy giận dữ vọt ra, nhìn quanh mọi nơi một chút quát. Các ngươi đều đang làm gì đấy? Trên mặt nguyên một đám đều là nước mắt, chẳng lẽ có ai khi dễ các ngươi sao? Ta nghe nói có người muốn ký kết hợp đồng chung thân. Các ngươi không phải bị ngu đấy chứ? Lão đầu trừng lớn mắt, hung hăng trợn mắt nhìn mọi người, nhưng hắn phát hiện mọi người đều lộ vẻ lạnh nhạt và kiên nghị, không vì hắn nói thế mà thay đổi. Lục đại sư, Phương Thụy vội bước lên phía trước nói. Vị này chính đại đội trưởng đội thứ 8 mới đến, chúng ta đều quyết tâm đi theo đại đội trưởng. Đại đội trưởng lưu chúng ta lưu, đại đội trưởng đi chúng ta đi. A, à, lão đầu hồ nghi nhìn hắn một cái, hừ lạnh nói. Một đám gia hỏa không có cốt gì, người nào có thể khiến các ngươi bán đi tự do của mình, ký hợp đồng chung thân thế. Ta ngược lại muốn xem thử đội trưởng mới đến này là thần thánh phương nào. Hắn đẩy đám đông ra, nhìn về phía đại sảnh. Trong lòng mọi người rùng mình, lục đại sư này là nhân vật đứng đầu trong các thuật luyện sư. Bản thân cũng là thuật luyện sư ngũ giai đỉnh phong, hơn nữa tính tình cực kỳ táo bạo, nếu hắn và Vân Tiêu đại sư sinh ra xung đột, đắc tội mạo phạm hắn thì. Trong khi trong lòng mọi người tâm thần bất định không thôi, phỏng đoán lung tung thì. Lục đại sư kia trừng lớn mắt, nhìn Lý Vân Tiêu há to mồm, vội vàng nhào tới trước, lớn tiếng kêu rên nói. Đại sư, rốt cục ta lại gặp được người rồi. Hắn nửa quỳ lấy như hài tử phủ phục trước người Lý Vân Tiêu, khóc hô. Thỉnh đại sư nhận của ta một lạy a, về sau lục tốn ta nguyện đi theo đại sư rồi, đại sư ngài ngàn vạn đừng vứt bỏ ta a. Hai tay của hắn không ngừng chộp tới đùi Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu cảm thấy nổi da gà, vội vàng đạp bay hắn ra, cả giận nói. Cách ta xa một chút, ta không có hứng thú với nam nhân. Nếu muốn ở bên ta thì phải hỏi xem dòng binh đoàn Thái Điểu có đáp ứng hay không đã. Lão nhân này đúng là lục tốn trước kia từng gặp qua, sau khi hắn được Lý Vân Tiêu gợi ý liền vùi đầu vào luyện chế, quả nhiên rất nhanh đã thành công. Lần này luyện chế thuận lợi khiến hắn cổ trai khốn trụ hắn nhiều năm thoáng buông lỏng, thiếu chút nữa đã trực tiếp tấn cấp lục giai rồi. Dòng binh đoàn Thái Điểu. Lục tốn sững sờ, vội vàng đứng dậy, chạy về phía Hải Lâm quát. Hải Lâm thiếu gia, mau lấy ra hợp đồng của ta muốn ký hợp đồng chung thân. Vân Tiêu đại sư ở thì ta ở, Vân Tiêu đại sư đi ta đi. Hải Lâm một hồi đau đầu, lại thêm một người nữa. Ba tương đương. Đột nhiên một tiếng tát thanh thúy vang lên trong đại sảnh, Chu Tường cúi lấy đầu, không ngừng tát vào mình, đau khổ nói. Vân Thiếu, ngươi sau này là lão đại của ta, ngươi nói cái gì chính là cái đó, cho dù bảo ta đi đớp cứt ta cũng đi. Ba tương đương,
hắn không ngừng tát lên, tổng cộng 10 cái tát vang dội, hai bên mặt lập tức sưng tấy đỏ ửng. Lúc đầu hắn thật sự không hạ thủ được, dù sao cũng là cường giả Vũ Hoàng A, đặt ở thế lực nào cũng là tồn tại cường đại. Nhưng thấy nguyên một đám thuật luyện sư bình thường đều cực kỳ cao ngạo giờ lại quỳ xuống, mình tát vài cái tựa hồ cũng không quá mức xấu hổ. Mấy cái tát đằng sau cũng càng lúc càng mạnh, cảm giác ngượng ngùng cũng bị tát đến chết lặng, triệt để không cảm nhận được nữa. Ngược lại cảm thấy có thể đi theo Lý Vân Tiêu là một loại tự hào và hạnh phúc lớn lao, ít nhất mình muốn đi thì đi, không cần ký hợp đồng gì cả. Mà những thuật luyện sư cao cao tại thượng này còn phải ký văn tự bán mình chung thân mới có tư cách ở bên hắn. Nghĩ như vậy khiến hắn tát càng thêm tự hào, mấy cái tát cuối cùng càng tát đến hăng say, hai bên mặt sưng phủ giống như hóa trang vậy. Đội phó, người đây là... Lý Vân Tiêu giật mình há to mồm, khó hiểu nói. Phương pháp biểu đạt trung tâm của ngươi cũng quá mới lạ đi nha, bản thiếu gia coi như thêm kiến thức. Chu Tường vuốt hai bên mặt sưng vù, lắc đầu liên tục nói. Nên làm, ta là người không biết tốt xấu, nên đánh, nên đánh. Hắn vụng trộm nhìn về phía Đinh Linh Nhi, ánh mắt lộ ra vẻ khẩn cầu. Đinh Linh Nhi mỉm cười, cảm thấy hiểu ý, ý Chu Tường nàng rất rõ ràng, đối phương dù sao cũng là cường giả Vũ Hoàng. Có thể thẳng thắn tát mặt trước bao nhiêu người đã là dũng khí cực lớn rồi, nhưng quỳ như chó bỏ ba vòng thật sự là không làm được, cho nên khẩn cầu nàng hủy bỏ. Thấy Đinh Linh Nhi nhẹ nhàng gật đầu, Chu Tường lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lòng tràn đầy vui mừng. Tuy rằng hắn tát rất tự hào, nhưng nếu bỏ như chó, vậy thì đoán chừng sẽ không cách nào ngóc đầu lên ở dòng binh đoàn Thái Điểu được nữa. Chu Lôi dùng tốc độ nhanh nhất phóng tới tổng bộ, tất cả thuật luyện sư muốn ký hợp đồng chung thân. Đây không thể nghi ngờ là một đại sự rất lớn, coi như là Hắc Liên đoàn trưởng sợ rằng cũng sẽ bị chấn động. Hợp đồng, hợp đồng. Chu Lôi liều mạng nhảy vào tổng bộ, cũng không thông báo đã vọt ngay vào phòng Hải Bắc Phi, thở dốc nói. Hải đoàn trưởng, hợp đồng, hợp đồng. Hắn bay quá nhanh, một hơi hao hết sạch nguyên khí, trong lúc nhất thời thở không ra hơi. Hải Bắc Phi lộ ra vẻ không hài lòng, nhíu mày nói. Vội vàng hấp tấp, không có chút chấn định, còn giống bộ dạng võ giả sao. Nơi này là tổng bộ dòng binh đoàn Thái Điểu, coi như trời có sập xuống cũng có ta chống lấy. Chu Lôi lắc đầu, dốc sức liều mạng hít một hơi, nói. Hợp đồng, tất cả thuật luyện đại sư, hợp đồng của các đại sư, tất cả thuật luyện đại sư đều muốn hủy bỏ hiệp ước trước kia, hợp đồng, ký. Cái gì? Hải Bắc Phi hét lớn một tiếng. Khí thế trên người ầm ầm tản ra, một cổ kình khí nổ bung, cả người Chu Lôi bị khí kình kia xông lên, hất bay ra ngoài. Hải Bắc Phi bước ra một bước, thân ảnh cách hơn 10 mét nắm lấy Chu Lôi bị đánh bay ra ngoài trong tay, sắc mặt âm trầm đáng sợ, lạnh giọng nói. Có phải Lý Vân Tiêu nháo ra chuyện không? Tất cả thuật luyện đại sư đều muốn giải ước hết sao? Chu Lôi vốn đã không thở ra hơi, bị khí kình của hắn xông lên càng phun ra một búng máu. Hắn dốc sức liều mạng muốn giải thích, nhưng khẽ hé miệng ra, liền có một cổ khí huyết dâng lên, vọt vào yết hầu. Chu Lôi cảm thấy khẩn trương, dốc sức liều mạng lắc đầu, lại dốc sức liều mạng gật đầu, lắc lắc một hồi, càng ngày càng loạn, hé miệng động vài cái, liền phun ra một búng máu tươi. Đáng chết a! Hải Bắc Phi trực tiếp ném Chu Lôi ra ngoài, giận dữ hét. Đội thứ 8 là căn cơ hậu cần của đoàn ta, Lý Vân Tiêu. Nếu có một vị đại sư đi rồi, ta tất sẽ hủy xương cốt ngươi. Hắn hóa thành một đạo quang mang, lập tức chạy tới thành Tây, trong nháy mắt đã biến mất ở chân trời. Chu Lôi bị Hải Bắc Phi quăng ra, liền bay ra ngoài vài trăm mét mới ngừng lại. Nghe trận trận tiếng giống giận dữ từ không trung truyền đến, nhìn hào quang biến mất ở phía chân trời, toàn thân hắn liền đổ mồ hôi. Lần này phiền toái lớn rồi, dùng thực lực và lửa giận của Hải Bắc Phi. Sẽ không phải lập tức chụp chết Lý Vân Tiêu đấy chứ. Vậy thì, nghĩ vậy, hắn sợ run cả người, chỉ trách mình quá vội vàng, không nói rõ ràng mọi chuyện, nếu xảy ra chuyện lớn thì sao hắn đảm đương nổi chứ. Hắn vội vàng móc ra rất nhiều đan dược cho vào miệng, dốc sức liều mạng đuổi theo, nhưng lấy tốc độ của hắn, làm sao sánh được với Hải Bắc Phi. Tốc độ cường giả Vũ Tôn, chỉ chớp mắt đã đi vạn dặm rồi. Hải Bắc Phi chỉ một thoáng đã đến thành Tây. Lĩnh vực trên người trực tiếp khuyết tán ra, bao phủ trọn căn cứ đại đội thứ 8 vào trong. Sau một khắc, thân ảnh của hắn liền trực tiếp xuất hiện bên ngoài kiến trúc bảo hộ hô,
một đạo sóng âm khuyết tán ra, cơ hồ như muốn chấn sụp cả không gian. Lý Vân Tiêu đang trong đại sảnh lập tức liền bị một cổ sát khí rất mạnh tập trung vào, ngay sau đó một đạo sóng âm bén nhọn phá không mà đến, tuy rằng thanh âm truyền đi rất rộng, nhưng lực công kích lại hội tụ thành tuyến, chỉ nhắm vào một mình hắn, toàn bộ đại sảnh đều bị cỗ lực lượng này chấn cho lung lay, giống như đang trong nước biển vậy, không gian có chút phiêu hốt bất định. Lý Vân Tiêu toàn thân lạnh như băng, lỗ chân lông lập tức toàn bộ mở ra, một loại khí tức tử vong ập đến. Hải Bắc Phi ra tay quá đột nhiên, nếu có chuẩn bị thì coi như là một quyền của Vũ Đế hắn cũng tiếp được. Nhưng đối phương tới quá đột nhiên, lực lượng Vũ Tôn Nhị Tinh toàn bộ triển hai khiến lỗ chân lông hắn căng lên, sát khí chui thẳng vào thể nội. Đúng lúc này, Lục Tốn hét lớn một tiếng xông tới, dùng thân thể ngăn ở trước người Lý Vân Tiêu, trong mắt lóe ra thần sắc kiên nghị thấy chết không sờn. Hắn là thuật luyện sư ngũ giai đỉnh phong, thần thức cường đại hơn xa người bình thường. Ngay sau đó, Phương Thụy cũng chạy đến. Hai người một trước một sau, mở ra hai tay che chở Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu trong nội tâm cả kinh, đồng tử bỗng nhiên mở lớn. Một cổ tình cảm ấm áp chảy xuôi trong lòng, nhìn thấy hai lão đầu tóc trắng xóa ngăn ở trước người mình, bọn hắn thủ hộ không phải mình, mà là thuật đạo vô thượng mà bọn hắn vẫn luôn hướng tới. Bọn hắn đối với Lý Vân Tiêu cũng chưa quen thuộc, nhưng lại từ trên người Lý Vân Tiêu thấy được mục tiêu mà bọn hắn khó với tới. Mặc dù không thể với, nhưng tâm luôn hướng về. Trong dòng sông lịch sử dài dòng buồn chán, trên con đường vĩnh viễn không có điểm cuối này từng xuất hiện qua không ít người thủ hộ lấy tín ngưỡng thần thánh trong suy nghĩ của mình, vì nó mà kính dâng ra sinh mệnh. Hai người tuy rằng sắc mặt tái nhợt, nhưng lại cắn chặt răng, không lui một bước. Đây là bóng người Hải Bắc Phi vọt vào trong tay đã ngưng tụ lấy lực lượng không gì sánh nổi. Mắt thấy sắp chụp chúng bỗng nhiên thấy được hai gương mặt quen thuộc, hắn liền vội vàng cưỡng ép thu hồi trưởng lực, ra sức khẽ hấp trên không trung, ép tất cả khí thế của mình trở về. Vũ Tôn chi lực, mặc dù chỉ là dư uy, nhưng cũng không phải hai lão đầu này có thể chống được a. Nếu làm bị thương bọn hắn, hậu quả không thể lường được. Phốc, khí kình cường đại xông về trong cơ thể, một ngụm tâm huyết trực tiếp xông lên yết hầu, hắn cưỡng ép xoay mấy vòng trên không trung. Lúc này mới hóa giải được kinh khí, nhưng trong cơ thể hiển nhiên đã bị nội thương. Loại cưỡng ép ngừng chân khí này có hại rất lớn cho cơ thể, hơn nữa tu vị càng cao cắn trả lại càng lớn. Hải Bắc Phi vội vàng xông tới, cũng không chút hạ thủ lưu tình, hiện giờ toàn bộ đều bị hắn nhận lấy, trong cơ thể khí huyết quay cuồng, chỉ cảm thấy kinh mạch đứt gãy hơn 10 chỗ. Hai vị đại sư, đây là vì sao? Hắn khó hiểu, mình muốn giết Lý Vân Tiêu. Mọi người lẽ ra nên rất vui vẻ mới đúng chứ. Vì sao? Lục Tốn trở về Tử Quỷ Môn Quan, vẻ mặt tái nhợt, cắn răng nói. Hải Bắc Phi, uổng cho chúng ta vì Dòng Binh Đoàn Thái Điểu bán mạng nhiều năm như vậy, người vậy mà muốn giết Vân Tiêu Đại Sư. Vậy trước tiên bước qua thi thể chúng ta đi đã. Đúng, bước qua thi thể chúng ta đi. Thuật luyện sư còn lại giờ phút này cũng nhao nhao phản ứng lại, nguyên một đám bước nhanh về phía trước. Ngăn ở trước người Lý Vân Tiêu, lộ ra thần sắc kiên định, thấy chết không sờn. Lần này thật sự đã hù sợ Hải Bắc Phi rồi, hắn cứ đứng ngốc ở đó. Cha, người đây là muốn làm gì thế? Hải Lâm cũng xông tới, mở miệng chỉ trích, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Không nói đến Lý Vân Tiêu mấy lần cứu tánh mạng của hắn, hơn nữa thuật đạo cực cao, được chúng đại sự tôn sùng và tôn kính. Nếu chết ở đây sẽ là một phiền phức cực lớn. Cái này. Hải Bắc Phi trợn tròn mắt, nói. Lý Vân Tiêu không phải đắc tội chư vị đại sư sao? Đắc tội. Phương Thụy cả giận nói. Người đắc tội chúng ta chính là Hải Đoàn trưởng đại nhân ngươi đấy. Lão tử không làm nữa, ngươi thỉnh người khác cao mình hơn đi. Ta cũng không làm nữa. Thực là con mẹ nó bực mình. Ta cũng vậy, bán mạng vài năm, vậy mà muốn gây bất lợi cho Vân Tiêu đại sư. Mọi người nhao nhao hưởng ứng. Tất cả đều cực kỳ giận dữ. Hải Lâm vội vàng giải thích mọi chuyện một lần, Hải Bắc Phi nghe được mồ hôi lạnh đầm đìa, thì ra là muốn ký hợp đồng. Hắn vẻ mặt cầu xin giúp đỡ nhìn qua Lý Vân Tiêu, lộ ra thập phần câu nệ. Chu Tường cũng có chút choáng váng, không thể tưởng được cường giả Vũ Tôn cũng có thể lộ ra bộ dạng tội nghiệp như vậy, giống như đang khẩn cầu vậy. Hắn đột nhiên cảm giác lưng mình thẳng lên không ít, cảm thấy mình lúc trước tát 10 cái kia rất có phân lượng, rất đáng. Vân Tiêu đại sư,
chúng ta cùng nhau rời khỏi nơi quỷ quái này đi. Ta đã sớm ở đến phát ngán rồi. Phương Thụy cố vấn nói. Có Vân Tiêu Đại Sư mang theo chúng ta, thiên hạ rộng lớn nơi nào không thể đi. Coi như là bảy thế lực lớn xưng bá thiên đại nhất định cũng sẽ tiếp nhận chúng ta. Hải Bắc Phi khẩn trương, không còn chú ý thân phận nữa, kêu rên nói. Vân Tiêu Đại Sư, ngàn vạn đừng a. Vừa rồi ta nhất thời hồ đồ, không hiểu rõ tình huống, kính xin Đại Sư rộng lòng tha thứ. Nếu những người này đi rồi, hậu cần dòng binh đoàn thái điều cơ hồ đoạn tuyệt, sợ là không dừng chân được ở Khinh Ca Lâm địa mấy tháng. Lúc này ánh mắt mọi người đều nhìn qua Lý Vân Tiêu, tựa hồ đang chờ hắn quyết định. Lý Vân Tiêu nhìn chằm chằm vào Hải Bắc Phi, trong ánh mắt hiện lên một đạo hàn ý, nói. Nếu không phải xem trên phân thượng Hắc Liên Thiểu Hoàng, người bây giờ cũng không có khả năng bình yên vô sự đứng ở đây đâu. Hải Bắc Phi nội tâm một hồi phát khổ, Lý Vân Tiêu lời này đương nhiên hắn sẽ không tin thật, cho rằng đối phương chỉ là nói để giữ thể hiện. Dù sao người trẻ tuổi, sĩ diện cũng rất bình thường. Nhưng hắn đã làm sai trước, cũng không dám phản bác, chỉ kinh ngạc hỏi. Vân Tiêu Đại Sư biết Hắc Liên Đoàn trưởng sao? Trong mắt Lý Vân Tiêu hiện lên một tia nhớ lại, nói. Ngươi về sau sẽ biết. Hắn nhìn đám Lục Tốn nói. Chư vị, ta còn có việc muốn dừng lại ở Khinh Ca Lâm địa một thời gian ngắn, hơn nữa Hắc Liên Thiểu Hoàng có quan hệ không cạn với ta. Mong rằng chư vị tiếp tục lưu lại dòng binh đoàn Thái Điểu phụ tá. Lục Tốn cau mày nói. Vân Tiêu Đại Sư về sau phải rời đi sao? Chúng ta hy vọng có thể đi theo bên cạnh Đại Sư. Hắn lộ ra vẻ mặt khát vọng. Nguyện đi theo bên cạnh Đại Sư. Mọi người cơ hồ trăm miệng một lời kêu lên, trên mặt mỗi người đều tràn đầy kiên quyết và khao khát. Lý Vân Tiêu mỉm cười, cảm khái nói. Trong thời gian ngắn ta sẽ không rời đi, tâm tình chư vị ta có thể hiểu được. Trong đoạn thời gian này, thuật đạo nếu có vấn đề gì nghi vấn ta sẽ hết sức giải đáp. Hơn nữa sau khi rời khỏi Khinh Ca Lâm địa, ta cũng sẽ có bồi thường cho các vị. Mọi người lộ ra một tia cô đơn, nhưng nghĩ đến trong khoảng thời gian này có thể được giải đáp các vấn đề về thuật đạo, rất nhanh liền trở nên hưng phấn, nguyên một đám xoa tay, trong đầu đều đang dốc sức nghĩ ra vấn đề nghi vấn của mình. Hải Bắc Phi lúc này mới nhẹ thở ra một hơi, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, xem ra tiểu tử này thật sự có biết đoàn trưởng, hơn nữa tựa hồ giao tình không cạn. Chẳng lẽ là con riêng của đoàn trưởng? Hoặc là con của cố nhân. Trong đầu hắn suy nghĩ lung tung cả buổi. Lý Vân Tiêu sau khi trấn an chúng thuật luyện sư liền nói. Phiền toái hải đoàn trưởng mau chóng tìm kiếm tin tức về vạn cổ trường thanh thụ, hơn nữa chuyện ngày hôm nay ta không hy vọng còn lần thứ hai. Nhất định, nhất định. Trên ót Hải Bắc Phi đổ mồ hôi lạnh, chuyện hôm nay ngẫm lại mà thấy sợ. Đột nhiên trong đại sảnh có một bóng người vọt tới, liều mạng hô to nói. Hải đoàn trưởng. Không thể ra tay với Vân Tiêu Đại Sư a. Người này đúng là Chu Lôi, hắn chạy qua chạy lại cả buổi, thể lực đã sớm không chống đỡ nổi, hiện giờ hoàn toàn đều là nhờ vào đan dược, sợ gây ra đại họa nên hắn cơ hồ đã dốc cạn một tia lực lượng cuối cùng rồi. Hải Bắc Phi cả giận nói. Đều tại ngươi không nói rõ ràng. Hắn vùng tay lên, một đạo kình phong trực tiếp đẩy tới, trực tiếp xoay Chu Lôi lên lập tức thổi bay ra xa vài trăm mét. Hóa thành một chấm đen nhỏ biến mất ở phía chân trời. Hải Lâm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hải Bắc Phi nói. Vân Tiêu Đại Sư, thành Tây này là nơi ngư long hỗn tạp. Tam đại dòng binh đoàn không ai có thể chiếm thượng phong, địa bàn phân chia hết sức phức tạp. Bởi vì cân nhắc về vấn đề an toàn nên đội thứ 8 lập ra hai phó chức đội trưởng. Đợi lát nữa ta liền phái Bân Kiệt tới. Cùng Chu Tường bảo hộ vấn đề an toàn cho đại sư. Hiện giờ Lý Vân Tiêu không chỉ có quan hệ đến thương thế của Hải Lâm, còn trực tiếp quan hệ đến sự ổn định của đội ngũ thuật luyện sư dòng binh đoàn Thái Điểu Thuật, phải hết sức bảo hộ. Bân Kiệt đáng thương vừa mới thoát được, nếu biết tin này, chỉ sợ sẽ khóc sống tại chỗ mất. Hải Bắc Phi lại dặn dò bọn người Chu Tường một lúc, sau khi phát hiện hào khí hiện trường lành lạnh, những thuật luyện sư kia đều hờ hững nhìn hắn, trong mắt toát ra địch ý. Lập tức cười khổ không thôi, cảm thấy thập phần tổn thương. Nếu Lý Vân Tiêu trở mặt hoặc rời đi, cục diện rối rắm này không biết phải thu thập thế nào nữa. Cũng may đối phương tựa hồ thật sự có giao tình với Hắc Liên đoàn trưởng, chỉ mong thật sự như thế. Nếu không thì thật sự phiền toái lớn rồi. Hắn tự giác mất mặt một hồi,
liền cùng Hải Lâm hậm hực rời đi. Chu Tường nói, đội trưởng đại nhân, thành Tây này tình huống cực kỳ phức tạp, không bằng hiện giờ sắc trời còn sớm, ta cùng ngươi đi dạo khắp nơi một vòng đi. Lý Vân Tiêu suy nghĩ, nói, cũng tốt, đã nhận vị trí này thì phải làm cho tốt. Vốn ta cũng không có hứng thú lắm. Hắn nói một chút, đồng thời chỉ điểm đám thuật luyện sư vài vấn đề, mọi người lúc này mới thỏa mãn từng người rời đi, tiếp tục việc luyện chế. Lạc Vân Thường đột nhiên nói, Vân Thiếu, dương khí nơi này thập phần tinh thuần, tựa hồ đối với thân thể của ta có chỗ tốt rất lớn. Ta định bế quan tu luyện một thời gian ngắn. Lý Vân Tiêu nói, cũng tốt, nơi này quả thật là chính dương chi địa thập phần hiếm thấy. Bất quá ta cảm giác có chút quái dị, ngươi tạm thời ở đây tu luyện đi. Đối với cửu dương chân khí của ngươi sẽ rất ích lợi đấy. Ba người Lý Vân Tiêu và Chu Tường, còn có Đinh Linh Nhi cùng nhau rời đi. Sau khi tiến vào địa bàn thành Tây, Lý Vân Tiêu mới phát hiện thành Tây lớn hơn ba thành khác nhiều. Không chỉ lớn, hơn nữa cũng rất phồn hoa. Tam đại dòng binh đoàn chế ước lẫn nhau, lưu lại không gian cho các thế lực nhỏ sinh tồn, lúc này mới có cảnh tượng bách hoa tể phóng như vậy. Nhưng bách hoa tể phóng đều là một ít hành vi tội ác. Đồng thời cũng đã tạo thành một vấn đề khác rất lớn, trị an cực kỳ hỗn loạn. Bởi vì không có bất kỳ quy củ hạn chế nên nơi này đã trở thành nơi có tỷ lệ tử vong cao nhất trong ngày ở Khinh Ca Lâm địa. Nhưng đại lượng võ giả vẫn tràn vào không biết mệt mỏi, bởi vì chỗ tốt lớn nhất ở đây cũng là không có quy củ hạn chế. Chu Tường vừa đi vừa giới thiệu nói. Nhiệm vụ chủ yếu của đội thứ 8 là cung cấp các tài liệu luyện chế cho thuật luyện đại sư, trong mắt người khác giống như là tiểu đội chuyên phụ trách đảm bảo hậu cần. Nhưng kỳ thật chiến lực chỉnh thế cũng thuộc hàng số 1 số 2 trong cả 8 đội. Bởi vì đội thứ 8 quá mức trọng yếu, nếu không phải nơi này có hỏa long chi khí thì dù thế nào cũng sẽ không đặt tổng bộ đội thứ 8 ở thành Tây đâu. Tài liệu thuật luyện thì trong đoàn có con đường cung ứng riêng, nhưng thành Tây này cũng là một con được thu vào tài liệu thập phần trọng yếu. Cho nên nơi này có rất nhiều thương hội lâm lập, Vạn Bảo Lâu, Kim Tiền Bang, Tứ Cực Môn, còn có thương hội thiên nhất trong thập đại thương minh đều có phân bộ ở chỗ này. Cũng là một trong thập đại thương minh, nhưng chênh lệch trong đó vẫn cực lớn. Đinh Linh Nhi sinh lòng cảm khái, ít nhất thương hội thiên nguyên của nàng so với tứ đại cự đầu này hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Ba người dọc theo đường rất nhanh hấp dẫn ánh mắt không ít người, mỗi võ giả mới tiến vào thành Tây đều lọt vào mắt đông đảo thế lực. Đặc biệt là Đinh Linh Nhi, một tiểu cô nương thanh tú như vậy, lại tản mát ra khí thức thanh thuần thoát tục, hơn nữa môi son răng trắng tinh, vừa nhìn đã biết là tấm thân xử nữ, lập tức khiến đám nam nhân đều bị hấp dẫn. Đinh Linh Nhi cảm nhận được ánh mắt như lang như sói ở bốn phía, chỉ cảm thấy toàn thân sợ hãi. Chu Tường nhìn ra nàng cực kỳ không thoải mái, cười nói. Nơi này chính là như vậy, tất cả đều là đám nam nhân sống trong đao kiếm, tính tình dã man thô bạo, hơn nữa đều là loại thích tử sắc. Ninh tiểu thư chậm rãi thích ứng là được. Thích ứng. Ninh Linh Nhi sắc mặt đen lại, lạnh giọng nói. Ta cảm thấy nên làm cho bọn hắn thích ứng ta thì thích hợp hơn. Chu Tường sững sờ, không rõ có ý tứ gì. Chỉ thấy Ninh Linh Nhi đột nhiên ra tay, một đạo quang tiễn bạch sắc không chút dấu hiệu bắn ra, một lão đầu ở ven phố đang lộ ra thần sắc dâm uế liền kinh hãi, kêu thảm một tiếng muốn né tránh, nhưng tiễn mang kia lại quá mức tấn mãnh. Không. Chu Tường sắc mặt đại biến, hoảng sợ muốn ngăn trở, nhưng đã chậm. Oanh! Lão nhân kia không kịp tránh né, trực tiếp bị nổ nát bấy, đại lượng thịt nát và mùi máu bắn khắp không trung. Vụ nổ kia lập tức kinh động tất cả mọi người, tất cả đều rời mắt qua, thần sắc lỗ mảng liền đổi thành ngưng trọng và âm trầm. Ninh Linh Nhi từng chữ lãnh đạm nói. Nếu còn khiến ta cảm thấy không thoải mái, phải chết. Chu Tường há to mồm, có chút không kịp phản ứng. Không thể tưởng được đại mỹ nhân nhìn qua có vẻ đáng yêu này vậy mà bên trong lại thô bạo như thế, người ta chẳng qua chỉ có chút ý dâm, liền trực tiếp giết đến không còn chắt cạn. Hắn nào đâu biết thân phận Đinh Linh Nhi, tuy rằng thương hội thiên nguyên đã xuống dốc, nhưng cũng là tồn tại thành danh từ lâu trên đại lục. Thân là thiên chi kiều nữ của thương hội, cũng là một trong lưỡng đại mỹ nhân của thập đại thương minh, thường ngày đều được các loại hào quang bao quanh, được mọi người nhìn bằng ánh mắt tôn kính ngưỡng mộ. Nào từng bị đám sắc lang nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống như vậy bao giờ đâu chứ. Từ sau khi tiến vào Khinh Ca Lâm địa, nội tâm Đinh Linh Nhi đã sớm bị một ngọn lửa vô danh thiếu đốt, nếu không phải Lý Vân Tiêu muốn ở lại đây,
nàng đã sớm quay đầu rời đi rồi. Lần này phiền toái lớn rồi. Chu Tường lộ vẻ cười khổ, có chút lắc đầu, tựa hồ gặp phải chuyện gì đó cực kỳ đau đầu vậy. Lý Vân Tiêu khó hiểu hỏi. Phiền toái lớn, nơi này không phải mỗi ngày đều có rất nhiều người tử vong, không phải nắm đấm lớn có thể tùy ý giết người sao? Chu Tường cười khổ nói. Lời tuy là vậy, nhưng đây chỉ là nhằm vào những thế lực nhỏ vụn kia thôi. Tam đại dòng binh đoàn chúng ta vẫn tuân thủ nghiêm ngặt kỷ luật của mình, dù sao cũng là bá chủ ở Khinh Ca Lâm địa, nhất định phải có quy củ rõ ràng, như vậy mới có thể phục người, mới không còn loạn. Hơn nữa thế cục ở thành Tây này hết sức phức tạp, tam đại dòng binh đoàn chế ước lẫn nhau. Hiện giờ Đinh Tiểu Thư ra tay giết người, sợ rằng hai dòng binh đoàn khác sẽ mượn cơ hội sinh sự, đến gây phiền toái. Lý Vân Tiêu vẻ mặt đạm mạc, nhẹ nhàng nói. Ngươi nói không sai, phải có quy củ rõ ràng. Lợi ích của dòng binh đoàn Thái Điểu ở thành Tây do đội thứ 8 chúng ta quản lý, từ hôm nay trở đi, quy củ của ta chính là quy củ. Chu Tường có chút phát mộng nói. Cái gì gọi là, quy củ của ta chính là quy củ. Lý Vân Tiêu nhìn xem hắn, ánh mắt lộ ra một loại khí tức chỉ thượng vị giả mới có, khiến Chu Tường cảm thấy một hồi tim đập nhanh và khuất phục. Cái này khiến trong lòng của hắn chợt kinh hãi, loại ánh mắt coi rẻ sinh tử, trải qua tang thương này cũng không phải tinh thần công kích gì cả, mà là tùy tâm mà phát. Nói thí dụ như, Linh Nhi tiểu thư muốn giết người, đáng chết. Đây chính là quy củ của ta. Lý Vân Tiêu hờ hững nói khiến trong lòng Chu Tường rùng mình, hắn thân là cường giả Vũ Hoàng cũng có chút toát mồ hôi lạnh. Quy củ của ta chính là quy củ, thiên hạ nào có quy củ bá đạo như thế chứ? Ngươi cho là mình là tồn tại vũ đế sao? Chu Tường nội tâm mắng một câu, sinh ra một loại cảm giác vô lực, hắn hiện giờ cuối cùng đã hiểu rõ, bất luận thuật luyện sư nào cũng đều cuồng vọng vô biên, kiệt ngao bất tuần, tuyệt sẽ không có ngoại lệ. Hơn nữa người như vậy làm đội trưởng, toàn bộ đội thứ 8 đều sẽ phiền toái, nghiêm trọng chút sẽ tạo nên tai họa ngầm thất lớn cho dòng binh đoàn. Theo thực lực dần dần khôi phục, loại khí phách hung hăng càn quấy của Lý Vân Tiêu kiếp trước cũng dần triển lộ ra. Dưới kiếm trảm tinh thần, người chết vô số kể, hắn cũng không phải là loại người nhân từ gì. Ninh Linh Nhi thì cảm thấy trong lòng ấm áp, trong đôi mắt có chút si nhìn qua Lý Vân Tiêu. Có câu nói kia của hắn, mình ở Khinh Ca Lâm địa nội cho dù có bị ủy khuất lớn hơn nữa, cũng đáng. Chết một lão đầu, tuy rằng dẫn đến chút bạo động, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh, ai làm gì thì tiếp tục làm nấy, giống như lão đầu kia chưa từng tồn tại vậy. Chỉ có điều ánh mắt mọi người nhìn Ninh Linh Nhi cũng không dám như trước nữa, tất cả đều lộ ra vẻ cảnh giác. Chu Tường huýt sáo, rất nhanh một đạo bóng đen không biết từ chỗ nào chui ra, nửa quỳ trên mặt đất khom người nói. Số 9 bái kiến đội phó đại nhân. Đây là thành viên ám ảnh tiểu tổ đội số 8 chúng ta an bài ở Tây Thành, chuyên môn phụ trách thu thập tình báo cùng với các loại hành động bí mật. Sau khi hắn giải thích với Lý Vân Tiêu liền nói với người kia. Vị này chính là đội trưởng đội thứ 8 tân nhiệm Lý Vân Tiêu đại nhân. Chuyện vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, đi giải quyết tốt hậu quả đi. Bóng đen kia ngẩng đầu lên, lộ ra ánh mắt kinh dị nhìn Lý Vân Tiêu, lại vội vàng cúi đầu, nói. Vâng. Trả lời gọn gàng mà linh hoạt, không có chút dây dưa dài dòng, sau đó lần nữa biến mất trước mặt ba người. Chu Tường nói. Ám ảnh tiểu tổ tổng cộng chỉ có 9 thành viên, mỗi người đều rất có năng lực. Có hắn đi giải quyết tốt hậu quả chắc có lẽ sẽ không có phiền toái gì đâu. Lý Vân Tiêu ánh mắt ngưng tụ, nói. Không còn kịp rồi, phiền toái hình như đã đến. Quả nhiên, chỉ mấy hơi, từ 4 phương 8 hướng đã vào tới đại lượng võ giả, lệ khí trên người đều rất nặng. Đám người chung quanh thấy tình huống không đúng, không ít người đều nhao nhao chạy trốn, còn có một ít người tự nhận thực lực không tệ, liền lưu lại định xem náo nhiệt. Chu Tường cả kinh. Trầm giọng nói. Không tốt, là dòng binh đoàn bạo vũ. Hắn vội vàng lần nữa thổi sáo, lần này vậy mà không có bất kỳ hồi âm nào, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống. Hừ, không cần thổi, người ngươi muốn gọi ta đã mang đến cho ngươi rồi đây. Một giọng nói trên không trung vang lên, rất nhanh một bóng đen rơi xuống, trực tiếp ngã trước mặt ba người. Đúng là số 9 của ám ảnh tiểu tổ vừa mới rời đi. Trên mặt tràn đầy máu tươi, đã khí tuyệt bỏ mình. Hơn nữa tứ chi đều vặn vẹo với phương thức kỳ quái, hiển nhiên trước khi chết đã bị không ít tra tấn. Một nam tử áo trắng chẳng biết lúc nào xuất hiện trên không trung,
ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào ba người Chu Tường, giống như đang nhìn tử thi vậy, không có bất kỳ tình cảm nào cả. Thành đông bên đường sát nhân, thành tây bên đường sát nhân. Song binh đoàn Thái Điểu các ngươi làm việc càng ngày càng không kiêng nể gì cả rồi, hoàn toàn không để các thế lực khác vào mắt. Nam tử áo trắng lạnh lùng nói ra, áo trắng trên không trung bị gió thổi bay phất phới, sát khí lạnh như băng tràn ngập ra, bao phủ một phương. Tâm thần tất cả mọi người đều thu liếm, biết rõ nơi này rất nhanh sẽ biến thành sát lục chi tràng. Triệu Vũ, Chu Tường cũng lạnh lùng nghênh tiếp, khí thế đại thịnh quát. Song binh đoàn Thái Điểu ta làm việc, lúc nào đến phiên ngươi tới khoa tay múa chân thế? Triệu Vũ cười lạnh nói. Đừng nghĩ đám các ngươi nắm đấm lớn là có thể tùy ý khống chế sinh tử người khác. Huống hồ quả đấm của các ngươi trong mắt ta cũng chẳng là gì cả. Lời này của hắn lập tức khởi dậy hảo cảm và nhiệt huyết của đám thế lực nhỏ, bọn họ nhao nhao phụ họa. Những người này ngày thường luôn bị tam đại dòng binh đoàn áp bách, hiện giờ có người xuất đầu, biết rõ là lợi dụng mình như nguyên một đám đều trợn mắt nhìn mấy người Lý Vân Tiêu. Một gã hán tử thân hình lấm lấm trầm giọng nói, một bên mặt hắn đã thối rữa, trong tay cầm chặt một thanh thiết kiếm. Hoắc lão chết đi kia chính là thành viên dòng binh đoàn thập tự bọn hắn. Mặt khác còn có 7-8 người, nguyên đám đều đứng sau lưng đại hán kia, trên mặt hiện lên vẻ phẫn nộ. Chu Tường nhất thời nghẹn lời, cau chặt lông mày. Loại tiểu nhân vật như dòng binh đoàn thập tự này nếu ngày thường nghi vấn hắn như vậy, hắn căn bản chẳng muốn phản ứng, nhưng hiện giờ có Triệu Vũ tác quái, hắn lại không thể không đáp, nhưng hắn lại không biết đáp thế nào. Lý Vân Tiêu lạnh lùng cười nói. Sai lầm của hắn chính là lớn lên quá hèn mọn bỉ ổi. Hán tử kia giận tím mặt, quát. Ngươi là ai? Dòng binh đoàn Thái Điểu các ngươi khinh người vậy sao? Ha ha! Triệu Vũ cũng ngửa mặt lên trời cười ha hả, ngạo nghễ nói. Song binh đoàn Thái Điểu các ngươi quả nhiên tự cho mình là bá chủ khinh ca lâm địa rồi, chẳng lẽ Hắc Liên Thiểu Hoàng đã đột phá đã đến vũ đế? Cho rằng có thể đuổi tận giết tuyệt các thế lực chúng ta sao? Chu Tường cũng thập phần đau đầu, Lý Vân Tiêu này quả nhiên giống đám thuật luyện sư cổ hủ cuồng vọng tự đại kia như đúc, vừa nói như vậy tương đương với đắc tội với toàn bộ các thế lực rồi. Hắn sao lại xui xẻo như vậy, được an bài một thủ được như thế chứ? Lý Vân Tiêu vẻ mặt khinh bỉ nhìn Chu Tường, nói. Đây là nơi nói nắm đấm, ngươi nói đạo lý với bọn họ làm gì? Ngươi có bản lĩnh dùng lý phục người, khiến bọn hắn lui về sao? Chu Tường sững sờ, đúng vậy à, coi như mình có nói thế nào, cuối cùng còn không phải vẫn phải đánh sao, còn không phải xem nắm tay ai cứng hơn sao? Coi như là Triệu Vũ và đám người dòng binh đoàn thập tự, trong lòng cũng sửng sốt một chút, nhao nhao thầm nghĩ, thiếu niên này nói rất đúng a, cho dù bọn hắn chiếm lý thì đã sao. Mình vốn là đến để bới móc, mượn cơ hội sinh sự, cho dù có lý, dưới nắm đấm cũng thành vô lý. Hừ, các ngươi hiểu rõ là tốt rồi, mau thúc thủ chịu trói, ta còn có thể cho các ngươi một mạng. Đợi đến lúc thành Tây tổ chức đoàn trưởng đại hội sẽ để mọi người đến công thẩm. Triệu Vũ cũng lười nói một nữa, kéo dài càng lâu, đối với hắn cũng càng thêm bất lợi, hy vọng tranh thủ thời gian mau chóng giải quyết. Kỳ thật khi mấy người Lý Vân Tiêu vừa tiến vào thành Tây hắn cũng đã bắt đầu hành động. Mặc dù không có chuyện Hoắc lão cũng sẽ xuất hiện những chuyện khác. Tóm lại mục đích chính là bắt lấy nhân vật đầu não đội thứ 8 của dòng binh đoàn Thái Điểu. Chu Tường nhỏ giọng giải thích nói. Đoàn trưởng đại hội là hội nghị tầng thứ tối cao ở thành Tây. Bình thường đều là do một phương trong tam đại dòng binh đoàn khởi xướng, triệu tập tất cả dòng binh đoàn cùng tụ tập hội ý. Bình thường là vì chia cắt các loại lợi ích ở thành Tây mới tổ chức. Lý Vân Tiêu thập phần nghiêm túc nhẹ gật đầu, nói. Ta cũng cần mở hội nghị loại này một lần. Dù sao ta vừa tiếp nhận chức đội trưởng đội thứ 8, cũng nên nói cho tất cả mọi người mới phải. Cái gì? Triệu Vũ lộ ra vẻ giật mình, ngạc nhiên nói. Ngươi! Một gã vũ vương, đội trưởng đại đội thứ 8 dòng binh đoàn Thái Điểu. Người còn lại đều lộ ra thần sắc không tin, ngoại trừ dòng binh đoàn Bạo Vũ và dòng binh đoàn Thập Tự ra, cũng có không ít đoàn đội nhỏ phụ thuộc dòng binh đoàn Bạo Vũ, đại khái hơn 10 tiểu thế lực, gần 100 người, tất cả đều giật mình không thôi. Triệu Vũ đột nhiên co rút đồng tử, quát. Ta nhận ra ngươi rồi, ngươi chính là thiếu niên thần bí cùng vào thành với Hải Lâm. Giết ta mấy vị thống lĩnh dòng binh đoàn Bạo Vũ ta đúng không? Lý Vân Tiêu ngạc nhiên nói. Một đường vào thành, ta đều không ra tay,
con mắt nào của ngươi thấy ta giết người thế? Triệu Vũ hừ lạnh nói. Bên cạnh ngươi có hai nữ nhân, ra tay ác độc, người này đoán chừng là người giết Hoắc lão a. Còn người nữa đâu, còn có, Diệp Hâm có phải cũng bị các ngươi giết không? Những người khác bị giết chẳng qua chỉ có tu vị Vũ Tông, chết cũng không có gì. Nhưng Diệp Hâm lại là Vũ Hoàng hàng thật giá thật, trong dòng binh đoàn Bạo Vũ cũng là lực lượng nòng cốt, mỗi người đều cực kỳ trọng yếu. Sau khi Diệp Hâm mất tích, động tĩnh mấy người Hải Lâm gây ra lúc vào thành đã sớm truyền đến bộ phận tình báo dòng binh đoàn Bạo Vũ, đã tiến hành phân tích cẩn thận. Tất cả mọi người đều cho rằng, bọn người Hải Lâm tuyệt không thể nào dưới loại tình huống đó xuyên qua được thành đông, trừ phi có cao nhân âm thầm tương trợ. Mà lúc đó trong thương đội, ngoại trừ ba người Lý Vân Tiêu ra, mỗi người đều là thành viên dòng binh đoàn Thái Điểu, tất cả đều bị loại trừ. Mà thực lực Đinh Linh Nhi và Lạc Vân Thường cũng đã được truyền lại, sau khi phân tích cẩn thận, nhân vật khả nghi cuối cùng, chỉ còn lại Lý Vân Tiêu chưa bao giờ thấy ra tay thôi. Ngay từ đầu Triệu Vũ đã cảm thấy bộ dáng Lý Vân Tiêu có chút giống với lời đồn, nhưng tu vị Vũ Vương khiến hắn trực tiếp loại trừ đi. Giờ phút này nghe được hắn vậy mà đảm nhiệm chức đội trưởng đại đội thứ 8 dòng binh đoàn Thái Điểu, lúc này mới khiếp sợ, xác định thân phận đối phương. Nếu không có nguyên nhân đặc thù, dòng binh đoàn Thái Điểu tuyệt sẽ không để một thiếu niên chỉ là Vũ Vương Tam Tinh đảm nhiệm chức vụ trọng yếu như đại đội trưởng. Lý Vân Tiêu cười nói. Thật sự là dòng dài. Vô luận ta trả lời cái gì, người cũng đều muốn ra tay bắt người. Nếu kết cục đã giống nhau, vậy thì đám các ngươi cũng quá rãnh rỗi đi. Người trẻ tuổi, nói chuyện phiếm hủy cả đời a. Triệu Vũ trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng, cảm giác bị một thiếu niên chỉ hơn 10 tuổi giáo huấn cực kỳ mất mặt, tức giận nói. Nếu ngươi đã muốn trở thành tù nhân như vậy, ta sẽ thanh toàn ngươi. Vừa vặn hai nhân vật đầu não đại đội thứ 8 đều ở đây, ta thu cùng lúc vậy. Khí thế trên người hắn tản ra, duỗi hai tay ra, hai đạo nguyên khí xoay quanh trong bàn tay hắn, hình thành vòi rồng chi lực, vọt lên hơn 10 mét. Áo trắng bị thổi bay phất phới trên không trung, bốn phía hình thành từng đạo hào quang nguyên khí, bị hút vào trong hai đạo vòi rồng kia, khiến nó không ngừng lớn mạnh lên. Chu Tường sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, hắn từ trên người rút ra một thanh nhuyễn kiếm, run run như linh xà, tay trái đẩy Lý Vân Tiêu ra sau nói. Ngươi và Đinh Tiểu Thư đi mau, tại ở lại cản hậu. Võ giả bốn phía nhao nhao lấy ra vũ khí, bắt đầu cảnh giới. Loại chiến đấu giữa cấp bậc Vũ Hoàng thế này, không phải bọn hắn có thể nhúng tay, nhiệm vụ của bọn hắn chính là tạo thành vòng vây, không cho bất kỳ ai chạy thoát cả. Triệu Vũ sắc mặt càng trở nên âm lãnh, nhe răng cười nói. Chu Tường, không nên chống cự vô ích, nếu ta đã xuất thủ, các ngươi một người cũng đừng hòng trốn. Hắn chợt ra tay, trái phải hai đạo vòi rồng chi lực hợp lại làm một trước người, hình thành một đạo vòi rồng lớn trùng thiên quan địa, hét lớn một tiếng nện xuống dưới. Thiên phong quyết, phong chi hoàn nhiễu. Ầm ầm. Các loại kiến trúc bốn phía dưới cổ lực lượng này đều nhao nhao phá vỡ ra, bị hấp cuốn vào trong đó, rất nhiều võ giả đều đẩy vòng vây ra hơn 10 mét, vận chuyển nguyên khí đau khổ ngăn cản lại. Minh quang kiếm khí. Chu Tường mãnh liệt quát một tiếng, nhuyễn kiếm trong tay kích ra từng đạo kiếm hoa, không ngừng tách ra trên không trung, hình thành một mảnh phòng ngự do kiếm quang bao phủ, bảo hộ lấy ba người vào trong. Oanh. Đạo vòi rồng kia lập tức đánh xuống, nện lên kiếm quang, chấn ra đạo đạo linh áp bắn ra bốn phía, phát ra hào quang chói mắt. Chu Tường cắn chặt răng, nhuyễn kiếm trong tay đâm về phía trung tâm vòi rồng kia, rót toàn bộ nguyên khí vào trong, gắt gao chống đỡ. Tu vị Triệu Vũ chỉ cao hơn hắn một tinh, nhưng một tinh một thiên địa, hắn nếu muốn chạy trốn thì đối phương tự nhiên không lưu được. Nhưng an toàn của Lý Vân Tiêu hắn không thể không quản. Đây chính là việc quan hệ đến sự ổn định của đội ngũ thuật luyện sư toàn bộ dòng binh đoàn Thái Điểu A, coi như mình mất mạng, cũng phải bảo trụ an toàn cho đối phương. Hừ, cưỡng ép ngăn cản thiên phong quyết của ta, thực là muốn chết. Triệu Vũ cười lạnh không thôi, vòi rồng chi lực lần nữa tăng mạnh áp lực đẩy xuống dưới. Một thân nguyên khí Chu Tường đều rót vào trong nhuyễn kiếm kia, rốt cục không chịu được nữa, bảo kiếm rời tay, lại bị vòi rồng chi lực kia hút vào. Không tốt. Hắn quá sợ hãi, vội vàng đẩy ra song trưởng, muốn tận lực cuối cùng bảo hộ cho Lý Vân Tiêu. Đột nhiên một đạo kim quang bắn ra, Lý Vân Tiêu rốt cục xuất thủ. Trên người hắn bay ra từng đám khoa đầu văn tự màu vàng, giới thần bi trực tiếp nhảy vào trong vòi rồng kia. Hừ,
phong chi hoàn nhiễu của ta có thể cuốn đi tất cả huyền khí. Coi như là võ giả tu vị trên ta cũng tuyệt không dám đón đỡ, người không biết không sợ, các người đây là muốn chết. Triệu Vũ nổi lên vẻ miệt thị, ngạo nghễ cười lạnh không thôi. Đột nhiên nụ cười của hắn cứng ngắc lại, giới thần bi vọt vào trong vòi rồng của hắn, vậy mà định ở phong nhãn, căn bản không thể lay động. Cuốn đi tất cả huyền khí. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Người không biết không sợ chính là ngươi a, có bản lĩnh ngay cả đại địa sông núi cũng cuốn đi xem. Hắn lại đánh ra mấy khoa đầu văn tự màu vàng vào trong giới thần bi, quát. Đại địa vận luật, định giang hà sơn xuyên cho ta. Trên giới thần bi nổi lên một hồi hào quang, trấn áp trên đại địa, diễn sinh ra đạo đạo vận luật, như quy tắc thế giới, lan khắp bốn phương tám hướng. Rất nhanh, tất cả võ giả đều hoảng sợ phát hiện dưới chân nguyếp ghép khó có thể nhúc nhích, tựa hồ vạn lần trọng lực ra thân, cả người như bị dính trên đất, ngay cả đứng vững cũng có chút cực khổ. Triệu Vũ quá sợ hãi, phong chi hoàn nhiễu của hắn trực tiếp bị đại địa vận luật kia giải khai, hóa thành vài đạo kình phong tiêu tán mất. Bảo kiếm của Chu Tường từ không trung rơi xuống, long cong một tiếng cắm trên đất. Đây là lực lượng gì? Trọng lực huyền khí. Triệu Vũ chỉ cảm thấy lực hấp xả cực lớn từ cả vùng đất truyền đến, muốn đè hắn xuống. Hắn vội vàng vận chuyển nguyên khí ngăn cản, lúc này mới có thể đủ miễn cưỡng duy trì dừng lại trên không trung. Nhưng lại khiến lực lượng của hắn bị phân tán rất nhiều. Tức những bên trong giới thần bi chính là đại địa chi mẫu, coi như là thái cổ cương phong cũng đừng mơ nhấc lên. Huống chi đây chính là vũ hoàng chi kỹ pháp. Đại địa tức những này cũng là nội tình để Lý Vân Tiêu đi thái cổ chi địa thu thái cổ cương phong. Không có loại bảo vật trấn áp cương phong này, hắn cũng không dám tùy tiện đến. Là cái gì không trọng yếu, quan trọng là, ngươi phải chết. Đang, gờ. Một tiếng chuông chấn vang hồn phách vang lên, tâm thần mọi người chấn động, trong thức hải một mảnh hỗn độn. Một ít võ giả tu vị yếu kém dưới tiếng chuông này bị chấn cho hôn mê. Những thế lực tương đối mạnh tuy rằng chống được, nhưng kinh mạch cũng bị hao tổn. Ngay sau đó liền thấy một cái cổ trung cực lớn từ trời rơi xuống, bao phủ cả bầu trời lờ mờ không ánh sáng. Triệu Vũ nhìn cổ trung chụp xuống mình, sợ tới mức hồn phi phách tán. Khí vận bên trong cổ trung kia truyền đến xông thẳng vào thể nội, cơ hồ muốn cắt đứt thân thể hắn. Loại huyền khí đẳng cấp này, chỉ uy thế tán ra đã khiến hắn thấy lạnh cả ngươi. Đây là huyền khí gì? Bát giai, cửu giai. Đẳng cấp cao nhất hắn được thấy cũng chỉ là thất giai, nhưng tuyệt đối không kinh khủng như vậy. Triệu Vũ hét lớn một tiếng, bộc phát ra toàn bộ lực lượng, lập tức giải khai trói buộc của đại địa vực giới, hội tụ tất cả nguyên khí lên quyền phong, hung hăng đánh tới cổ trung kia. Đang, gờ. Cổ trung bị hắn đánh lần nữa vang ra tiếng vang, hắn bị cổ sóng âm kia phản chấn bay ra ngoài. Lý Vân Tiêu cũng chấn động tâm thần, lực lượng hắn khống chế hoàng chiêu trung cũng thập phần có hạn, dưới một kích toàn lực của Triệu Vũ, đại trung lập tức mất đi khống chế. Hắn vội vẫy tay, thu hồi vào cơ thể, cả người hóa thành một đạo quang mang, bay vào trong bầu trời. Triệu Vũ bị sóng âm của Hoàng Chiêu Trung chấn cho thất điên bát đảo, toàn thân khó chịu nói không nên lời, hai màng tai càng chảy ra máu. Thân thể không ngừng lộn trên không trung, không biết bị đánh đi bao xa. Trong đầu hắn chỉ có một ý niệm, đó rốt cục là huyền khí gì? Loại chí bảo này sao có thể rơi vào tay người khác, mình nhất định phải có được nó. Tung bay hồi lâu thân thể mới ngừng lại được, hắn liền thấy một hào quang phóng tới mình. Lý Vân Tiêu bên trong hào quang thần sắc lăng lệ ác liệt, hai con ngươi như máu. Ân, ánh mắt kia. Triệu Vũ bị đối phương nhìn chằm chằm, thức hải vừa giảm bớt chút đau đớn từ sóng âm lại lần nữa cảm thấy đau đớn, đầu cơ hồ như muốn nứt ra. Không tốt, là tinh thần công kích. Hắn kinh hãi nhắm hai mắt lại, nhưng đã chậm. Không gian bốn phía không ngừng biến hóa, không gian như kéo dài ra, không ngừng xẹt qua trước người hắn. Ý thức không gian. Trong lòng Triệu Vũ lập tức trầm xuống, chỉ thấy trong bóng tối phía trước, một thân ảnh to lớn cao ngạo dần dần xoay người lại, vung tới nắm đấm to như nồi đất, thời gian dần trôi qua đánh xuống dưới. Những nơi quyền phong đi qua, vô số không gian đều nghiền nát. Chi! Triệu Vũ sợ tới mức hồn phi phách tán, loại ảnh hưởng này tuy rằng là do ý thức biến thành, nhưng lại chân thật khiến người sợ hãi, phảng phất như nắm đấm kia đủ để đánh tan tứ cực hoàn vũ vậy. Thiên phong quyết! Phá tất cả cho ta. Hắn liều mạng giống to lên, nếu không phải có thể chạy khỏi đây trước khi nắm đấm đánh tới,
ý thức của mình sẽ cùng nghiền nát với những không gian kia, đến lúc đó thân thể sẽ triệt để biến thành người thực vật không có thần thức. Vào thời khắc mấu chốt này, lực lượng vũ hoàng lục tinh của hắn được kích phát ra toàn bộ, từng đạo kình phong thoát thể mà ra, cắt đứt cả hư không, một tia ánh mặt trời bắn vào. Phá! Triệu Vũ cảm thấy có hy vọng, mở lớn kình phong trong tay, toàn bộ không gian lập tức bị thổi thành từng mảnh nhỏ. Đạo thân ảnh to lớn cao ngạo kia cũng dần đi tới, theo thế giới ý thức cùng nhau tan vỡ. Vũ Hoàng lục tinh trên toàn bộ đại lục Thiên Vũ cũng là cao thủ. Lý Vân Tiêu và hắn chênh lệch quá lớn, đồng thuật căn bản không trói buộc được đối phương. Ngay khi Triệu Vũ đi ra, tâm tình rất là phấn chấn thì một nắm đấm như nồi đất đã đánh tới, nặng như núi, uy áp kinh người. Trước người Lý Vân Tiêu, Tiểu Thạch Tử ngưng tụ lấy một quyền chi lực, yêu khí bắn ra bốn phía đánh xuống. Tiểu Thạch Tử ở trong giới thần bi trong không ngừng thông qua tức những tu luyện, hiện giờ toàn thân đã lộ ra màu vàng đất, nó vốn là thạch thú chi vương, thiên phú rất mạnh, lại được đại địa chi mẫu tẩm bổ, bây giờ dường như đang không ngừng tiến hóa lên. Cái gì, yêu thú vũ hoàng? Triệu Vũ chấn động, như thế nào lăng không nhiều ra một đầu yêu thú chứ? Hơn nữa còn là tồn tại cấp bậc vũ hoàng, hắn không kịp ngẫm nghĩ nữa, cổ uy áp này khiến toàn thân hắn kéo căng lên, thiên phong quyết lần nữa vận chuyển tới đỉnh phong, hai đấm đánh ra ngoài. Hai cổ lực lượng tiếp xúc nhau, phong hệ chi lực của Triệu Vũ liền liên tiếp bại lui, bị gắt gao đè ép trở về. Mặc dù Tiểu Thạch Tử vừa tiến giai vũ hoàng không lâu, nhưng đại địa chi lực thổ hệ chính là khắc tinh của võ giả phong hệ, hơn nữa hắn còn có thương thế nơi thân, bởi vậy chỉ có thể không ngừng bại lui. Hơn nữa bết bát nhất chính là, trong thổ hệ chi lực của đối phương có chứa đại địa uy áp rất mạnh, khiến quanh thân hắn phảng phất như đọng lại, khó có thể nhúc nhích nửa phần, mặc dù thân thể không nhịn được lui về sau, cũng là từng bước suy gian. Lý Vân Tiêu nhảy dựng lên, đứng trên không trung, vẻ mặt hắn lạnh lùng, trong tay phải hội tụ ra một đạo kiếm quang, không nói hai lời lập tức chém thẳng xuống. Kiếm quang đối với Triệu Vũ mà nói tuy rằng không là gì, nhưng trước người bị thạch thú một quyền áp chế, thân thể không cách nào nhúc nhích chút nào. Kiếm mang kia nếu cứ vậy chém lên người hắn, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Súc sinh! Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tập trung tất cả nguyên khí lại trên quyền, hung hăng chấn ra ngoài, muốn đẩy thạch thú ra, sau đó một chưởng ngưng tụ, đánh tới kiếm mang. Nhưng lực lượng thạch thú tựa hồ vượt ra khỏi dự tính của hắn, dưới cơn chấn động, một cổ khí tức càng mạnh hơn nữa ập vào mặt. Hắn quá sợ hãi tay trái vội nghênh đón, nhưng khó mà chống đỡ nổi, lực lượng khổng lồ trực tiếp đánh lên người. Phốc! Triệu Vũ phun ra một ngụm máu tươi, bị đánh bay ra ngoài như diều đứt dây. Toàn bộ quá trình chẳng qua chỉ diễn ra trong mấy tức, Lý Vân Tiêu lần nữa xông tới, hai tay kim quang chớp động, kết ấn lâm không đánh xuống. Oanh! Triệu Vũ trúng một kích chính diện, rơi thẳng xuống phía dưới. Rất nhanh, xa xa người dòng binh đoàn Bạo Vũ và các thế lực phụ thuộc đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Lý Vân Tiêu, trong tay kéo theo Triệu Vũ vết thương chồng chất bay tới, ném hắn lên mặt đất như chó chết, toàn thân máu tươi đầm đìa, không ngừng phát ra tiếng rên rỉ. Bởi vì khoảng cách qua xa, bọn hắn chỉ nghe được vài tiếng đánh nhau, căn bản không thấy rõ toàn bộ quá trình. Nguyên một đám miệng há to đến mức có thể nhét vừa một quả dưa hấu, như thế nào cũng khó có thể tiếp nhận Triệu Vũ vũ hoàng lục tinh vậy mà bại bởi một gã vũ vương. Ánh mắt Lý Vân Tiêu khẽ đảo qua mọi người, mặc dù chỉ như chuồn chuồn điểm thủy, nhưng mỗi người đều cảm thấy như vác trên lưng, giống như chuyên môn nhìn chằm chằm vào mình vậy, mỗi người đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Ta sẽ không giết các ngươi, bất quá nếu hôm nay các ngươi đã dám nhắm vào ta, vậy thì phải trả một cái giá lớn mới được. Hắn nói với Chu Tường đang thần thờ. Mang bọn hắn đi, đích truyền ra tin tức, 3 ngày sau tổ chức đại hội anh hùng thành Tây, tất cả dòng binh đoàn đều phải tham gia. Lời nói khí phách này khiến Chu Tường khiếp sợ tột đỉnh, thật giống như tất cả thế lực thành Tây đều là thủ hạ của hắn vậy. Trên trán hắn ứa mồ hôi lạnh, trực giác cảm thấy tựa hồ có đại sự sắp xảy ra. Mà đội trưởng trước mắt này cũng khiến hắn ngày càng không cách nào nhìn thấu. Nhưng loại thần bí không cách nào nhìn thấu này lại khiến hắn càng thêm kính sợ, vội vàng lấy ra tín hiệu thả ra ngoài, rất nhanh liền có võ giả dòng binh đoàn Thái Điều tụ tập đến, dựa theo ý của Lý Vân Tiêu mang tất cả mọi người đi. Tin tức Triệu Vũ dòng binh đoàn Bạo Vũ bị bắt, đội trưởng đội thứ 8 dòng binh đoàn Thái Điều muốn tổ chức đại hội anh hùng lập tức như tuyết rơi truyền khắp toàn bộ Khinh Ca Lâm địa. Tuy rằng chém chém giết giết là chuyện bình thường,
nhưng lần này lại mỗi người đều ngửi được một ít hương vị bất thường. Trở lại trong tiểu viện, Đinh Linh Nhi có chút áy náy nói. Vân Thiếu, đều tại ta, gây ra phiền toái lớn như vậy. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng cười cười, nói. Dù sao hiện giờ cũng không có việc gì, ta liền giúp đồ đệ kia hảo hảo sửa sang lại khinh ca lâm địa này vậy. Lăn lộn lâu như vậy, cũng không thể thống nhất những thế lực tạp nham này, hắn cũng thật là kém. Có can đảm nói loại lời này cũng chỉ có mình Lý Vân Tiêu thôi. Mỹ nữ luôn sùng bái anh hùng, ánh mắt Đinh Linh Nhi nhìn hắn càng thêm si mê, trong tiểu viện chỉ có hai người bọn họ, hào khí hơi có chút xấu hổ. Lý Vân Tiêu ho khan hai tiếng, lấy ra một khối ngọc bài truyền âm, nhập một đạo thần thức vào trong đó. Lấy ra thêm một dụng cụ thủy tinh, bên trong có một giọt chất lỏng đỏ tươi. Hắn giao hai thứ kia cho Đinh Linh Nhi, nói. Người bảo Chu Tường tự mình đưa thứ này đến dòng binh đoàn khô lâu giao cho một người gọi là Vũ Tiên Sinh. Đinh Linh Nhi tiếp nhận hai thứ nhìn ra ngoài một hồi, tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng nếu Lý Vân Tiêu cũng không nói gì, nàng cũng không cần hỏi nhiều, quay người liền rời đi. Lý Vân Tiêu có chút xuất thần, thì thào lẩm bẩm. Khinh ca lâm địa này càng ngày càng có ý tứ rồi, chỉ là Thiểu Hoàng A, người bây giờ đến cùng ở nơi nào. Chắc hẳn Hải Bắc Phi kia cũng không biết rõ, bất quá vi sư vẫn có cách tìm ra ngươi. Hắn đang muốn đi vào nhà tu luyện, bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động, ánh mắt kinh ngạc nhìn cách đó không xa, trên không kiến trúc bảo hồ lô, ẩn ẩn xuyên suốt ra hào quang màu đỏ. Đây là, Vân Thường. Lý Vân Tiêu thân ảnh lóe lên, lập tức vò tới chỗ kia. Một gian mật thất trong kiến trúc bảo hồ lô, Lạc Vân Thường ngồi xếp bằng, thập phần bình tĩnh tu luyện, hồn nhiên không biết mọi chuyện bên ngoài. Một tầng hào quang màu đỏ dần dần hiện ra bên ngoài cơ thể nàng, trên mặt đất không ngừng có khí tức màu đỏ bay lên, theo nàng nhẹ nhàng hít thở lưu chuyển quanh thân, hơn nữa mỗi một lần đều khiến màu sắc hào quang bên ngoài đậm thêm vài phần. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng phá cửa tiến vào trong, Lạc Vân Thường vậy mà hoàn toàn không hề phát giác ra. Vậy mà hiển lộ ra thần thể dị tượng, cửu dương chi thân của Vân Thường hắn là đang được kích phát rồi. Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ trầm tư, đánh giá hồi lâu. Lạc Vân Thường tựa hồ tiến vào trạng thái kỳ lạ nào đó, cửu dương thần thể của nàng phối hợp với cửu dương chân khí thần tiêu cung, chính là pháp môn tu luyện số một thiên hạ, mặc dù là Lý Vân Tiêu cũng không dám tự tiện phỏng đoán. Nhưng có một điểm có thể khẳng định chính là loại trạng thái này đối với Lạc Vân Thường chỉ có lợi không có hại. Chính dương chi khí thật đậm đặc, chỉ sợ hỏa long địa mạch bên dưới cũng không đơn giản a. Yêu Long đã lâu chưa từng lên tiếng đột nhiên mở miệng nói chuyện, trong giọng nói tựa hồ có một tia cảm xúc chấn động. Lý Vân Tiêu ngâm giọng nói. Ý của ngươi là, Yêu Long mở miệng nói. Cái gọi là long mạch, chẳng qua chỉ là tụ tập, khí, giữa thiên địa mà sinh, dương khí trọng địa sinh hỏa long. Nhưng xét đến cùng vẫn chỉ là tụ khí chi địa. Những, khí, này trải qua tích lũy và diễn biến dài dòng buồn chán, sẽ sinh ra đủ loại biến hóa kỳ lạ. Trong đó có một loại xác suất có thể không ngừng thăng hoa tiến hóa, hình thành, long khí trọng vạn không một. Lý Vân Tiêu trong nội tâm dùng mình, khó có thể tin nói. Ý của ngươi là, trong địa mạch này có thai nghén long khí. Hắn lập tức nghĩ tới La Thanh Vân, thân mang huyết mạch chân long, nếu là có thể ấp thu một tia long khí thuần khiết chỉ sợ có thể trực tiếp chiết xuất huyết mạch bản thân, tiến hóa đến một tình trạng khủng bố. Yêu Long cười khổ nói. Ta cũng không quá khẳng định, dù sao long khí chính là trong vạn không một, có thể thai nghén thượng cổ chân long. Nhưng chính dương chi khí nơi này vô cùng dày ngược lại có khả năng, trong thân thể cô gái nhỏ này có khí tức khiến người khủng bố, nếu có thể hoàn toàn khai phát thì chỉ sợ có thể so sánh với tồn tại vũ đế. Lý Vân Tiêu thầm bội phục trực giác của Yêu Long, các đời thần tiêu cung người có cửu dương chân khí không ai không phải phong vân một cõi, cường giả tuyệt đại tung hoàng đại lục. Nếu là thật sự có long khí thì ngươi có thể cảm ứng không? Yêu Long suy tư một hồi, nói. Nếu ở gần thì có lẽ có thể, nhưng ta dù sao chỉ là hồn thể, bản thân chỉ có long nguyên, không cách nào hấp thu long khí. Cho dù tìm được chân long chi khí, ngươi làm sao thu nạp đây? Chân long chi khí chính là tồn tại bá đạo số một thiên hạ, nếu không có cường giả tuyệt đại căn bản không cách nào thu. Trong mắt Lý Vân Tiêu lóe ra tinh mang, nói từng chữ. Nếu thật có thể tìm được, chưa hẳn phải thu a. Yêu Long trầm mặc lại, tinh tế suy tư về lời này của Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu lần nữa đóng cửa phòng lại,
để tránh quấy rầy đến Lạc Vân váy, hắn đi ra bên ngoài. Kiến trúc liên bài này nếu đã ở trên long mạch, vậy thì nhất định phải có nơi thông xuống mặt đất, có thể trực tiếp tiến vào trong long mạch mới đúng. Cũng chỉ có vậy mới có thể không ngừng liên tục sử dụng chính dương chi khí, khiến đám thuật luyện sư luyện chế làm nhiều công ít. Ở thành Nam Chu Tường đến đưa tin tức giờ phút này vô cùng phiền muộn, toàn thân bị một dây thừng kim loại trói lại, hoàn toàn không thể dùng sức. Vốn cho rằng đây chỉ là một chuyện cực kỳ nhẹ nhàng, hiện giờ mới hiểu được vì sao lại chỉ đình mình tới đưa. Chỉ là hắn vẫn không rõ, vì sao vừa nhắc tới ba chữ Vũ Tiên Sinh đối phương đã thay đổi sắc mặt, trực tiếp bắt mình lại rồi. Hơn nữa ở dòng binh đoàn Thái Điểu nhiều năm như vậy, hắn cũng chưa từng nghe qua bên trong dòng binh đoàn Khô Lâu có một người gọi là Vũ Tiên Sinh. Nội tâm của hắn không khỏi bắt đầu hồ nghi, hơn nữa mắng to bộ phận tình báo của đoàn nội một trận. Vũ Tiên Sinh này hiển nhiên là nhân vật trọng yếu đến cực điểm, nếu không mình sẽ không phải hưởng thụ đãi ngộ như vậy rồi. Này, ta nói Ô Lôi, chúng ta giàu gì cũng có quen biết ha, tuy rằng không có giao tình gì, nhưng chưa từng trở mặt bao giờ. Ta chẳng qua chỉ thay đội trưởng của chúng ta đến đưa đồ, ngươi không cần phải đối với ta như vậy chứ. Chu Tường bất mãn thì thầm kêu lên. Ô Lôi chính là cường giả Vũ Hoàng cửu tinh của dòng binh đoàn Khô Lâu, chỉ một chiêu đã bắt được Chu Tường, hắn lạnh lùng nhìn Chu Tường, nói. Không thả ngươi được, ta phải báo cho bên trên. Hắn nhìn xuống truyền tin ngọc bài và huyết dịch bên trong dụng cụ kia nói. Hai thứ này ta cũng sẽ mang đi. Chuyện của ngươi để xử lý sau vậy. Hắn để cho thủ hạ coi chừng Chu Tường, cũng không quay đầu lại đã đi về hướng tổng bộ dòng binh đoàn Khô Lâu. Chu Tường bướng bỉnh la to lên, rất nhanh đã khiến mấy người trông coi bất mãn, một đám người vây quanh hung hăng đánh cho hắn một trận, lúc này mới trở nên trung thực hơn. Tổng bộ dòng binh đoàn Khô Lâu, trong một gian mật thất. Ô Lôi báo lại tình huống một lần, đồng thời lần lượt đưa lên hai loại đồ vật. Trên vương tọa, một gã nam tử thân ảnh khôi ngô ngồi ngay ngắn chỗ kia, cả người bao phủ trong màu đen, hoàn toàn không thấy rõ dung mạo. Ở bên cạnh hắn có đứng một gã hắc bào nhân, cũng cực kỳ thần bí, khí tức trên thân cực kỳ quỷ dị, giống như không có bất kỳ nguyên khí chấn động nào cả, chẳng khác nào người thường. Nhưng khiến Ô Lôi cực kỳ khẩn trương cũng chính là hắc bào nhân không có bất kỳ nguyên khí chấn động nào này, tồn tại thần bí nhất dòng binh đoàn Khô Lâu Vũ Tiên Sinh. Tựa hồ còn khiến người cảm thấy đáng sợ hơn cả đoàn trưởng Trầm Phong. Vũ Tiên Sinh giang hai tay ra, truyền tin ngọc bài và dụng cụ thủy tinh chậm rãi bay lên, rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Nhẹ nhàng đẩy ngọc bài ra, một đạo thần thức yếu ớt lập tức chấn động ra, bị hắn bắt lấy. Phác! Năm ngón tay hắn dùng sức nắm lấy, truyền tin ngọc bài lập tức hóa thành bột phấn, tiêu tán đi. Ô Lôi trong nội tâm dùng mình, tựa hồ cảm nhận được một cơn tức giận đang tràn ngập. Chẳng biết tại sao đáy lòng hắn dâng lên một cổ sợ hãi. Rõ ràng không cảm thụ được chút nguyên khí và uy áp võ ý nào, nhưng lại khiến hắn cực kỳ hoảng sợ. Nam tử khôi ngô trên vương tọa mở miệng nói. Vũ Tiên Sinh, làm sao vậy? Nam nhân áo đen giơ lên dụng cụ thủy tinh kia nhìn một hồi, dùng thanh âm khàn khàn nói. Lần này phiền toái, Cố Nguyệt Sinh đã rơi vào tay dòng binh đoàn Thái Điểu. Trầm Phong nói. Một cái Cố Nguyệt Sinh thôi mà, mặc dù chết cũng không sao cả, tiên sinh không cần tức giận. Vũ Tiên Sinh có chút lắc đầu, nói. Vốn cũng không có gì, nếu chết cũng sẽ không có phiền toái, nhiều lắm chỉ tổn thất một cái thái cổ thiên mục. Phiền toái chính là hắn còn sống, hắn là ta mang đến, người có biết sư phó hắn là ai không? Trầm Phong cau mày nói. Sư phó hắn không phải là ngươi sao? Vũ Tiên Sinh nhìn chằm chằm vào dụng cụ thủy tinh kia, dùng sức chộp lấy, nó phanh một tiếng bạo liệt ra, giọt huyết dịch màu đỏ bên trong bị hắn chộp vào tay, hắn vậy mà ngẩng đầu lên, nuốt vào trong miệng. Về sau còn liếm lấy môi dưới, rồi mới lên tiếng. Sư phó hắn là người mà ta cũng không muốn chọc vào, Phong Tử Kiệt, người đã nghe qua chưa? Cái gì, là đồ biến thái cuồng kia sao? Hắn không phải đã chết sao? Trong thanh âm Trầm Phong mang theo vẻ khiếp sợ, có chút trách cứ hỏi. Nếu là đồ đệ của V, người vì sao lại mang đến chỗ ta? Hiện giờ xảy ra chuyện, nếu tên biến thái kia tìm tới cửa thì phải làm sao đây? Ô Lôi đứng ở bên dưới cau mày lại, Phong Tử Kiệt này vì sao hắn chưa từng nghe qua, cũng không biết là thần thánh phương nào, thậm chí ngay cả đoàn trưởng đại nhân và Vũ Tiên Sinh cũng phải kiêng kỵ.
Phú tiên sinh quái dị nở nụ cười vài tiếng, nói. Ta nhìn chúng thái cổ thiên mục kia, muốn đánh thì đánh thôi. Giọt huyết dịch vừa rồi quả thật là máu huyết trong thái cổ thiên mục, hương vị vị rất ngon à. Khặc khặc, hừ. Trầm Phong trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng, bất mãn nói. Thái cổ thiên mục chính là trọng bảo, nếu bị người đoạt, Phong Tử Kiệt kia sẽ bỏ qua ngươi sao? Tuy rằng ta biết rõ ngươi không sợ hắn, nhưng ngươi cũng không muốn có một phiền toái lớn mỗi ngày cứ đuổi theo sau lưng chứ. Phú tiên sinh mỉm cười nói. Trầm Phong, ngươi sai rồi. Cố Nguyệt Sinh chẳng qua chỉ là vật thí nghiệm của tên biến thái kia thôi. Ngươi cho rằng hắn sẽ tùy tiện ban bảo vật như thế cho một đệ tử sao? Tính nết người nọ ta cực kỳ hiểu rõ. Thái cổ thiên mục nhất tộc chính là bộ lạc ở chung, hắn nhất định là đã tìm được một huyệt thái cổ thiên mục, lấy được số lượng thiên mục nhất định, bởi vậy mới bỏ được ban cho một đồ đệ làm thí nghiệm. Hắn tuyệt sẽ không vì một vật thí nghiệm mà gây khó dễ ta đâu. Trầm Phong nói. Đã như vậy, vậy phiền toái ngươi nói đến cùng là gì? Phú tiên sinh sắc mặt lập tức âm lãnh, ở trong đêm tối lộ ra vô cùng dữ tợn, hung hăng nói. Người truyền tin kia cũng đã biết rõ thân phận Cố Nguyệt Sinh, nói nếu không phối hợp với hắn thì hắn sẽ giao Cố Nguyệt Sinh cho Hóa Thần Hải, nếu vậy thì Phong Tử Kiệt nhất định sẽ nổi giận, đến lúc đó khẳng định sẽ dốc sức liều mạng với chúng ta. Trầm Phong nộ khí dâng lên, trầm giọng nói. Phối hợp bọn hắn muốn làm gì? Trên mặt Phú Tiên Sinh cũng lộ vẻ quái dị, nói. Trong truyền tin nói, bọn hắn muốn làm chút chuyện ở thành Tây, bảo chúng ta thành thật một chút, không nên gây phiền toái cho bọn hắn. Ô Lôi trong nội tâm cả kinh, vội vàng nói. Không lâu trước ở thành Tây truyền đến tin tức, nói rong binh đoàn Thái Điểu có một đại đội trưởng đội thứ 8 tân nhập, hết sức trẻ tuổi, thực lực thần bí khó lường. Vừa mới bắt lấy Triệu Vũ của rong binh đoàn Bạo Vũ, nói 3 ngày sau muốn tổ chức đại hội anh hùng. Có phải là có quan hệ đến chuyện này không? Phú tiên sinh nhíu mày lại, thì thào lẩm bẩm. Đại đội trưởng, thực lực thần bí khó lường. Sẽ không phải là người này bắt Cố Nguyệt Sinh đấy chứ? Trầm Phong nói. 3 ngày sau sao, ngươi lập tức đi nghe ngóng thân phận và tin tức về người này, không thể bỏ qua bất cứ manh mối nào. Còn có, nếu bọn hắn đã biết có Vũ Tiên Sinh rồi, vậy thì cứ để Chu Tường kia trở về đi. Vâng. Ô Lôi vội vàng đáp, khom người lui ra. Vũ Tiên Sinh, bọn hắn đây là muốn làm cái gì? Từ sau khi Hắc Liên Thiểu Hoàng mất tích, dòng binh đoàn Thái Điểu làm việc gần đây cực kỳ ít xuất hiện, không chỉ ở thành Tây, coi như là địa bàn và sinh ý ở thành Bắc cũng đều bỏ đi không ít, cũng không thấy muốn thu về. Sao giờ lại đột nhiên cao điệu? Chẳng lẽ? Trầm Phong trong nội tâm chấn động, nghĩ đến một ý niệm không tốt, sợ hãi nói. Chẳng lẽ Hắc Liên Thiểu Hoàng đã đột phá đến Vũ Đế, trở về rồi sao? Vũ Tiên Sinh nói. Đừng vội bối rối, dùng tình huống chúng ta hiện giờ. Cho dù Hắc Liên Thiểu Hoàng thật sự đã đột phá đến Vũ Đế cũng không cần sợ. Huống chi xác suất loại tình huống này cực kỳ bé nhỏ, những người kia phái ra một chút tin tức cũng không truyền về. Ngươi cho rằng cửu thiên ý cảnh dễ phá như vậy sao? Ta đoán là đại đội trưởng tân nhiệm kia muốn làm ra chút chuyện, vững chắc vị trí của mình mà thôi. Trầm Phong lúc này mới bình tĩnh lại, nói. Hy vọng như thế, tiên sinh, vật kia của ngươi khi nào mới chuẩn bị tốt? Phú tiên sinh khẽ nói. Vốn cho rằng lần này bắt Hải Lâm không có chút sơ hở, hiện giờ xem ra rất không có khả năng rồi. Ta định tự mình đi Yêu Nguyên một chuyến, tìm phá hồn liệt hình mô kia. Phá hồn liệt hình mô. Trầm Phong cả kinh nói. Đây chính là yêu thú tiếp cận cửu thiên vũ đế cảnh A. Phú tiên sinh hừ lạnh nói. Cửu thiên vũ đế cảnh thì như thế nào? Chẳng lẽ ngươi đã quên thân phận của ta sao? Trầm Phong lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, thân thể khôi ngô đựng dậy khỏi vương tọa, vậy mà chậm rãi bái Vũ Tiên Sinh, kích động nói. Đa tạ tiên sinh thành toàn, đại ân không dám quên. Vũ Tiên Sinh không kiên nhẫn phất phất tay nói. Không cần cảm ơn ta, ta chẳng qua chỉ có chút giao tình với phụ thân ngươi thôi. Giúp ngươi cũng là điều nên làm, huống hồ đây cũng là vì chính mình. Hắn nói xong, đột nhiên trong nội tâm khẽ động. Trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, nhìn về phía thành Tây, tựa hồ các kiến trúc đều không thể che chắn ánh mắt của hắn, hắn có thể dễ dàng nhìn xuyên qua tầng tầng không gian. Đây là, chính dương chi khí thật mạnh, hào quang kia. Phú tiên sinh sắc mặt cơ hồ vặn vẹo, lộ ra vẻ khiếp sợ khó có thể tin,
rất là thất thố sợ hãi giống nói. Dị tượng thần thể của cửu dương chi thân. Trầm Phong cũng toàn thân đại chấn, sợ hãi nói. Cửu dương thần thể, tiên sinh sẽ không nhìn lầm đấy chứ. Thân thể vũ tiên sinh trong áo bào đen cũng run run, tựa hồ khó có thể tĩnh tâm, hắn cắn răng nói. Tuyệt sẽ không sai, năm đó giết liền ba nhâm chi vương tộc ta, khốn tộc ta dưới ngũ hà sơn, gần ngàn năm không cách nào thoát khốn, đúng là cung chủ đời thứ 19 của thần tiêu cung, cổ thanh thanh kia cũng có được cửu dương chân thân. Trong tộc ta đối với loại thần thể này có miêu tả cực kỳ rõ ràng. Trên mặt hắn hiện lên hào quang màu đen, trong ánh mắt tuôn ra lệ khí mãnh liệt, ngưng giọng. Không thể tưởng được ngàn năm sau, loại thần thể này lần nữa xuất thế. Chẳng lẽ tộc ta thật sự không cách nào quật khởi sao? Sắc mặt Trầm Phong cũng không dễ xem, trầm giọng nói. Phương hướng khí tức kia là từ chỗ đội thứ 8 dòng binh đoàn Thái Điểu, chẳng lẽ là tên đội trưởng tân nhậm kia? Vũ Tiên Sinh nói, nếu là nam tử còn may, sẽ không cách nào tu luyện cửu dương chân pháp của thần tiêu cung. Nhưng nếu là nữ tử thì, trong mắt hắn tuôn ra một cổ sát ý lạnh thấu xương, quát. Nhất định phải giết chết. Trầm Phong trong nội tâm dùng mình, nhìn thân ảnh Vũ Tiên Sinh dần dần biến mất trong đại điện. Chỉ truyền đến thanh âm nhàn nhạt, nói. Chuyện phá hồn liệt hình mô người đi làm đi, cửu dương thần thể cứ giao cho ta. Bên phía Phong Tử Kiệt chúng ta tạm thời còn không thể gây, tùy ý để dòng binh đoàn Thái Điểu náo ở thành Tây đi. Trầm Phong cũng biết chuyện quan trọng, ánh mắt lộ ra vẻ kiên nghị, sau đó biến mất trong đại điện. Cùng lúc đó, ở tổng bộ dòng binh đoàn Bạo Vũ, vài tên cường giả đang tổ chức hội nghị khẩn cấp. Động tác đột nhiên của dòng binh đoàn Thái Điểu ở thành Tây khiến bọn hắn thoáng cái khẩn trương tới cực điểm. Một gã nam tử đối với loại không khí khẩn trương này tựa hồ cực kỳ khinh thường, nói. Bên phía Yêu Nguyên không có tin tức gì truyền đến, ta cảm thấy chuyện dòng binh đoàn Thái Điểu ở thành Tây chỉ là kế nghi binh, khiến chúng ta tự loạn trận cước mà thôi. Nếu Hắc Liên Thiểu Hoàng thật sự đã đột phá đến Vũ Đế, bọn hắn không cần như thế, trực tiếp giết qua là được rồi. Ngô Vi nói rất đúng, nhưng cũng không thể không phòng. Chuyện thành Tây có phải là một tín hiệu không? Trước đây. Vô luận chúng ta lấn áp như thế nào, dòng binh đoàn Thái Điểu cũng chỉ phòng ngự bị động, hơn nữa không ngừng thu nhỏ phạm vi hoạt động của mình lại. Nhưng từ khi Hải Lâm trở về, thoáng cái đã trở nên hung hăng càn quấy, giết liền mấy cao thủ đoàn ta. Diệp Hâm hạ lạc không rõ, Triệu Vũ bị bắt, hiện giờ càng muốn mở ra đại hội anh hùng, giống như thoáng cái tăng mạnh lực lượng vậy. Một lão giả trầm giọng nói, trên mặt hắn lóe ra ánh sáng âm u, hai mắt thoáng có chút đục ngầu. Khẽ quét qua mọi người, nói. Nếu là kế nghi binh thì còn may, không bao lâu nữa là có thể nhìn thấy. Ta chỉ sợ bọn hắn dưới tình huống không có Hắc Liên Thiểu Hoàng mà vẫn còn lá bài tẩy đối nghịch với chúng ta thôi. Hừ, nếu thật sự có thì đã không sợ hãi rụt rè đến tận giờ rồi. Một nam tử khác tựa hồ rất không đồng ý với lời lão giả, mở miệng nói. Trừ phi lần này Hải Lâm trở về mang theo gì đó. Nhưng theo ta được biết. Lần này bọn hắn có thể trở về Khinh Ca Lâm địa cũng đã là vạn hạnh rồi. Trên Yêu Nguyên đã mấy lần bị đám người Khô Lâu chặn giết. Ngô Vi lộ ra vẻ cực kỳ bất mãn, khẽ nói. Đám Trầm Phong kia, chúng ta mấy lần phái người giao hảo bọn hắn, cùng nhau đối phó dòng binh đoàn Thái Điểu nhưng lại không cho chúng ta thể diện. Đợi sau khi diệt Thái Điểu, kế tiếp sẽ đến phiên bọn hắn. Lão giả nói, quyết không thể xem thường Trầm Phong được. Ta cảm thấy mức độ nguy hiểm của hắn còn trên cả Hắc Liên Thiểu Hoàng, hơn nữa lai lịch dòng binh đoàn Khô Lâu có chút thần bí, tra xét nhiều năm như vậy cũng không tra được gì. Ta cảm thấy kế hoạch của chúng ta phải thay đổi một chút, từ chủ động khiêu khích biến thành quan sát. Ngô Vi khinh thường nói. Trương Phong, ngươi cũng quá mức cẩn thận rồi. Đoàn trưởng đại nhân đã mang theo ba vị trưởng lão đại nhân đi Yêu Nguyên truy tung Hắc Liên Thiểu Hoàng rồi, xác suất hắn có thể trở về cực kỳ bé nhỏ. Đừng nói đến cái gì mà tấn cấp Vũ Đế. Theo ta thấy, vừa vặn nhân dịp này một lần hành động tiêu diệt dòng binh đoàn Thái Điểu, chiếm đoạt địa bàn của bọn hắn. Sau đó đợi đoàn trưởng đại nhân trở về, lại ra tay với dòng binh đoàn Khô Lâu, nhất thống Khinh Ca Lâm địa. Trương Phong nhíu mày lắc đầu nói. Ngô Vi, người quá trẻ tuổi. Nếu đơn giản như thế, Khinh Ca Lâm địa cũng đã không hỗn loạn nhiều năm như vậy rồi. Cẩn thận dùng thuyền vạn năm. Ngươi quyết không thể hành động thiếu suy nghĩ. Một gã lão giả khác cũng gật đầu nói. Đúng vậy, ta
ta đồng ý ý kiến của Trương Phong. Huống hồ lúc trước thành Tây đã lập ra quy củ, bất luận thế lực nào cũng không thể phái cường giả ngoài Vũ Tôn tiến vào. Về mặt lực lượng trung kiên thì Dòng binh đoàn Thái Điểu đang chiếm ưu thế. Hừ! Ngô Vi bất mãn đứng lên, một thân lệ khí nói. Các ngươi nếu đã quyết định làm rùa đen rút đầu rồi, vậy thì tự ta sẽ làm. Hắn vỗ vỗ bờ mông, cũng lười để ý tới mọi người, trực tiếp ra khỏi hội trường. Người còn lại mỗi người đều nhíu mày, hiển nhiên suy nghĩ sâu xa hơn nhiều. Lần này Hắc Liên Thiểu Hoàng trùng kích Vũ Đế, đột nhiên mất tích, mang đến cho tương lai toàn bộ Khinh Ca Lâm địa quá nhiều biến số. Có lẽ là thời cơ tốt nhất để triệt để thanh tẩy. Nhưng ai mới là người có thể cười cuối cùng, không ai hiểu rõ cả. Lý Vân Tiêu gọi tới người đội số 8, hỏi thăm tình huống Hỏa Long địa mạch. Rất nhanh tìm đến cửa vào, ở phía dưới kiến trúc bảo hồ lô có một cách tầng rất lớn. Trong cách tầng dĩ nhiên là một trận pháp to lớn, dùng để hội tụ chính dương chi khí, không ngừng vận chuyển liên tục. Đội viên Lý Du giải thích nói. Trận pháp này chính là Hắc Liên đoàn trưởng tốn hao số tiền lớn mời đến đại sư trận đạo bố trí ra, Hỏa Long địa mạch cũng theo trận pháp này bị phong ấn bên dưới. Đội trưởng đại nhân muốn xuống dưới, sợ rằng rất khó. Hắn vụng trộm liếc nhìn Lý Vân Tiêu, nội tâm có chút nói thầm không thôi. Không rõ một thiếu niên còn trẻ như vậy, làm sao có thể làm chức vụ đội trưởng được nữa. Tám vị đại đội trưởng Dòng binh đoàn Thái Điểu không ai không phải là cường giả Vũ Hoàng, có mấy vị càng là tồn tại Vũ Hoàng đỉnh phong, tùy thời đều có thể bước vào Vũ Tôn chi cảnh, tất cả huynh đệ trong đoàn đều tâm phục khẩu phục. Lúc này đột nhiên xuất hiện một thiếu niên Vũ Vương cấp, khiến không ít người đều bí mật nghị luận. Hơn nữa bị Lý Vân Tiêu gọi tới, hắn cũng cực kỳ không vui. Nhưng Chu Tường đội trưởng đã có lệnh, phải hoàn toàn phục tùng vị đại đội trưởng này, bởi vậy hắn mới miễn cưỡng đi tới. Lý Du tiếp tục nói. Lúc trước sau khi bố xong trận pháp, Hắc Liên đoàn trưởng vì thí nghiệm uy lực nên đã tự mình xuống dưới thể nghiệm một phen, đều không công mà lui cả. Ý của hắn rất rõ ràng, đó là ngay cả Hắc Liên đoàn trưởng cũng rất khó phá được, người cũng đừng hy vọng nữa, nhìn một chút rồi đi đi thôi. Lý Vân Tiêu từ chối cho ý kiến, chỉ cẩn thận xem xét kỹ càng, trận pháp này bố trí cực kỳ thông minh, chính dương chi khí bên dưới không ngừng bị hấp lấy, ngừng tụ thành một cổ kinh lực, xông lên mặt đất. Lúc trước bảo hắn hảo hảo học trận pháp, lại không chịu. Hiện giờ bố cái quy nguyên trận đơn giản này cũng phải mất số tiền lớn mời người, thực khiến ta mất mặt. Lý Vân Tiêu vừa sải bước vào trong trận pháp, lập tức kích thích một đạo quang mang hồng sắc phóng tới phía hắn. Hắn hừ nhẹ một tiếng, trong tay lóe lên kim mang, chụp tới hồng mang kia, lập tức chôn vùi trong tay, ngay sau đó lại bước ra một bước. Ông ông! Đột nhiên trong không gian truyền đến tiếng kêu to ông ông, đường nét toàn bộ trận pháp bắt đầu sáng lên, từng đạo hồng quang vọt đến, chiếu trọn nơi này thành một mảnh đỏ bừng. Trên người Lý Vân Tiêu bỗng nhiên hiện ra nguyên một đám ánh sáng màu trắng, giống như dạ minh châu bao phủ khắp toàn thân, nhập vào cơ thể, ở bốn phía thân thể ngưng tụ ra một đạo bình chướng bạch sắc, ngăn trở lấy hồng mang kia. Trong tay hắn niết quyết, một đạo khoa đầu văn kim sắc bay ra, không ngừng lập lòe trên không trận pháp rồi ép xuống dưới. Đại trận kia vừa tiếp xúc với khoa đầu văn màu vàng, lập tức âm thanh ông minh giảm bớt, hơn nữa hồng mang cũng tiêu tán hơn phân nửa. Lý Vân Tiêu cũng thu liễm bạch quang quanh thân, bắt đầu không ngừng đánh ra linh quyết, hóa giải trận pháp chi lực. Huyễn quang quy nguyên đại trận bị linh quyết không ngừng đánh xuống, bắt đầu trở nên đen tối bất định, hào quang càng ngày càng yếu, giống như tùy thời đều có thể bị dập tắt vậy. Lý Du há to mồm, trong mắt cũng lồi ra. Huyễn quang quy nguyên đại trận không chỉ hấp thu chính dương chi khí, hơn nữa lực phòng ngự rất mạnh. Thành viên đội thứ 8 bọn hắn thường xuyên vào lúc rảnh rỗi không việc gì làm đến đây kiểm nghiệm tu vi của mình. Lợi dụng lực lượng trận pháp chi lực công kích mình, xem thử có thể duy trì được bao lâu. Hắn thân là tồn tại Vũ Tông Tam Tinh, ở bên trong cũng chỉ có thể kiên trì hơn 10 lượt hô hấp. Hiện giờ Lý Vân Tiêu không chỉ ngăn trở tất cả công kích, còn hóa giải từng cái, chiếu theo xu thế này thì đại trận cũng sắp đình chỉ vận chuyển. Đội trưởng đại nhân, không thể. Lý Du cả kinh toàn thân đổ mồ hôi lạnh, vội vàng ngăn cản nói. Đại trận này chính là căn bản của đội thứ 8. Chúng ta sở dĩ dừng ở thành Tây, cũng là bởi vì có trận pháp này. Nếu phá vỡ thì sẽ ảnh hưởng đến việc luyện chế và tu luyện của các vị thuật luyện sư đại sư. Hậu quả không thể lường được. Lý Vân Tiêu nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói.
ta chẳng qua chỉ tạm thời cởi bỏ, cũng không phải muốn phá hủy nó. Tạm thời cởi bỏ, chẳng lẽ hắn là một vị trận pháp đại sư? Lý Du trong nội tâm thầm nghĩ, trên mặt vẫn thập phần khẩn trương, sợ gây ra đại họa. Theo Lý Vân Tiêu đánh vào đạo pháp quyết cuối cùng, toàn bộ đại trận rốt cục đình chỉ vận chuyển. Lý Vân Tiêu đi tới đi lui, không ngừng cau mày, thì thào lẩm bẩm. Phía dưới lại có một tầng phong bế thần thức, thật sự rất ý tứ. Hắn lấy ra tử ảnh thanh tác kiếm, coi như cây gậy không ngừng đánh xuống mặt đất. Tiểu tử, người cũng quá không tôn trọng ta rồi. Yêu long truyền đến đạo đạo tiếng gầm, không ngừng có yêu khí phát ra trên thân kiếm, còn có long ảnh lập lòe, biểu hiện ra cực độ bất mãn. A, à, Lý Du ở bên cạnh phát ra tiếng kêu hoảng sợ, hai mắt lộ ra vẻ sợ hãi chằm chằm vào bảo kiếm trong tay Lý Vân Tiêu, cổ yêu lực và khí uẩn kia khiến tâm thần hắn bị chấn nhiếp, loại lực lượng xuyên thẳng linh hồn kia khiến hắn không còn chút máu, cảm thấy trận trận sợ hãi. Lý Vân Tiêu cười nói, nơi này không còn chuyện của ngươi nữa, ngươi đi về trước đi, ta có thể phải ở lại đây một hồi. Lý Du cắm đầu chạy, hắn không muốn ở trong này thêm chút nào nữa, chuôi bảo kiếm kia mang đến cho hắn áp lực quá lớn, phảng phất như chỉ nhìn một chút sẽ lập tức bị chém thành phấn vụn vậy. Trận pháp này hoàn toàn phong chết địa mạch rồi, một cái cửa vào cũng không lưu lại. Xem ra phải đào rồi. Lý Vân Tiêu gõ gõ mấy nơi có khả năng một lần, không phát hiện bất luận dấu hiệu gì cả, cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Này, này, tiểu tử, không thể tha thứ a. Yêu long lần nữa không ngừng gào thét, tựa hồ tôn nghiêm đã bị vũ nhục rất lớn. Lý Vân Tiêu vậy mà lấy bạo kiếm làm dụng cụ bắt đầu đào móc mặt đất. Hắn căn bản không để ý tới tiếng gào thét của yêu long, rất nhanh đã đào ra một cái động lớn, đột nhiên dùng bàn tay khẽ vỗ, một khối lớn bùn đất sụp đổ xuống, phía dưới dĩ nhiên là một đường hầm. Đại lượng dương khí từ trong đường hầm vọt lên, khiến người phát ra một hồi cảm giác khô nóng. Hắn trực tiếp nhảy vào trong đó, bắt đầu lục lọi. Đường hầm thập phần thô ráp, hơn nữa bốn vách tường đều lộ ra vẻ khô khốc, hiển nhiên đã hoang phế cực lâu. Nhưng dương khí lại thập phần sung túc, từ trong đường hầm chảy xuôi ra, giống như chân khí vận hành trong kinh mạch vậy. Lý Vân Tiêu dọc theo hướng dương khí vọt tới tiến về trước, đi cực kỳ khó khăn. Bởi vì nơi này chỉ cao có nửa người, hắn phải khom người chậm rãi đi tới. Sau thời gian uống cạn một chung trà, cuối cùng đã tới một đại động rộng rãi một chút. Nhưng vấn đề cũng theo đó xuất hiện, vậy mà xuất hiện ba lối rẽ khác nhau, hơn nữa mỗi đường đều tuôn ra dương khí, tựa hồ đều là nguyên tuyền cả. Nơi này đến cùng là sao? Lý Vân Tiêu khuyết tán thần thức ra, mới được mấy mét đã bị ngăn lại. Ánh mắt của hắn bắt đầu quan sát khắp mọi nơi trong huyệt động. Nơi này ngoại trừ lớn hơn chút ra, cũng không khác gì với đường hầm ban nãy cả, vẫn vô cùng thô ráp, hơn nữa trên mặt đất còn có một ít đá vụn. Hắn tiện tay nhặt lên một khối, dùng tay bóp nhẹ, nó liền hóa thành bột phấn màu đỏ tản ra. Một cổ lực lượng tinh thuần tản mát ra. Hỏa long thạch, chẳng lẽ nơi này trước kia là một mạch khoáng? Lý Vân Tiêu nhất thời rõ ràng, khó trách đường hầm thô ráp như thế, hơn nữa xuất hiện nhiều lối rẽ như vậy. Nếu như đây là một mạch khoáng hỏa long thạch thì tất cả đã rõ ràng. Chỉ là dương khí ở đây còn dồi dào như thế, cũng không phải là bị đào hết rồi vứt bỏ a. Hơn nữa dương khí dồi dào như thế, căn bản không cần bố trí đại trận phong ấn làm gì. Như thế xem ra, huyễn quang quy nguyên chi trận kia không giống như là hấp thụ dương khí, mà dường như là muốn ngăn những dương khí này dâng lên vậy. Yêu long mở miệng nói. Tuy là thiên hạ chí dương chi khí, nhưng thủy chung lộ ra chút cổ quái. Lý Vân Tiêu khẽ cười một tiếng, nói. Ta không tin một cái mạch khoáng còn có thể nghịch thiên. Hắn tùy tiện chọn một cái trong ba thông đạo, liền trực tiếp chui vào. Ngay khi quy nguyên chi trận bị mở, Lạc Vân thường tu luyện trong mật thất bỗng mở lớn hai mắt, thân thể dị tượng trên người nàng cũng theo đó biến mất không thấy nữa. Chính dương chi khí thật cường liệt, sao lại đột nhiên nồng đậm như thế? Nàng vừa mừng vừa sợ. Chỉ cảm thấy cửu dương chân khí quanh thân mình bắt đầu khởi động, dưới hoàn cảnh này đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp đột phá một tinh, hơn nữa còn đang tiếp tục kéo lên. Sư phó từng nói qua, cách tu luyện cửu dương chân khí tiến độ cực kỳ chậm chạp, nhưng là một trong các công pháp cường đại nhất thế gian, trong cùng giai hiếm có địch thủ. Ta nhất định phải tranh thủ thời gian tiến bộ, như vậy mới không vướng chân Vân Tiêu đại nhân. Một ngày nào đó, ta muốn trở thành tồn tại cường đại như sư phó.
có thể đi theo bên cạnh Vân Tiêu đại nhân. Nàng lần nữa nhập định, tu luyện vừa rồi mang đến cho nàng một loại cảnh di ới thập phần kỳ diệu, tựa hồ dung nhập vào trong thiên địa, hồn nhiên vong ngã vô chi. Lục sắc tiểu yêu quấn quanh trên tay nàng dần hoạt động, rớt xuống khỏi người nàng, thối lui ra rất xa. Tựa hồ đối với loại chính dương chi khí này cảm thấy thập phần không thoải mái, cả người có chút lộ ra vô tình, lục sắc trên người cũng không được tươi sáng nữa, trở nên ảm đạm. Chẳng biết lúc nào, một đạo bóng dáng ám sắc hiển hiện trong căn cứ đội thứ 8, nhanh chóng di chuyển trên mặt đất. Bóng dáng này lượn tới lượn lui trong tiểu viện liên bài, tựa hồ không tìm thấy mục tiêu. Ta nói, ngươi không phải bị đại đội trưởng gọi đi sao? Sao lại đột nhiên tới chỗ chúng ta uống rượu kia? Ai nha, đừng nói nữa. Chúng ta đều xem thường tên kia rồi, tên kia không ngờ là trận pháp đại sư hàng thật giá thật a. Lý Du ủng ục ục uống một hớp rượu. Hơn nữa trong tay tiểu tử kia có một kiện trọng bảo, chỉ riêng uẩn khí phát ra đã khiến tim ta đập nhanh sợ hãi một hồi. Ta đoán chừng vật kia, rất có khả năng là huyền khí cửu giai. Cái gì, trong tay đại đội trưởng mới tới có huyền khí cửu giai sao? Không thể nào đâu. Tiểu tử kia bộ dạng mới 16-17 tuổi, sao có thể có trọng bảo như thế được? Lý Du nhìn xem ánh mắt mọi người nhìn tới, rất có cảm giác khoái cảm, dương dương đắc ý nói. Bởi vậy a, tiểu tử kia cầm huyền khí cửu giai coi như gậy gộc, không ngừng gõ lên trận pháp kia, muốn phá cửa đi vào. Cầm huyền khí cửu giai làm gậy gộc sao? Mọi người đều hiện hắc tuyến, lộ ra thần sắc cực kỳ hoài nghi. Chỗ kia trước đây là một mạch khoáng. Về sau nghe nói đã chết không ít người, bởi vậy mới phong lại. Nghe nói Hắc Liên đoàn trưởng lúc trước từng xuống một lần, về sau không nói một tiếng liền tìm một đại sư trận pháp bố trí xuống đại trận chắt lọc chính dương chi khí. Này, ngươi nói tiểu tử kia sẽ không phá hư trận pháp đấy chứ? Lý Du cười khổ nói. Ta nào biết được, nếu hắn đã là đội trưởng đại nhân thì ta làm gì có quyền quản việc này chứ? Bất quá tiểu tử kia quả thật thần thần bí bí. Mang đến cho người cảm giác phi thường kỳ quái. Ta khuyên các người vẫn nên thành thật một chút đi, ngay cả Chu Tường đội phó cũng thập phần tôn sùng hắn đấy. Hừ, tôn sùng cái rắm, chẳng qua là đệ tử thế gia nào đó, bối cảnh thông thiên mà thôi. Nếu không cũng sẽ không có huyền khí cửu giai trên người rồi, mẹ nó. Nếu không để lão tử đi giữ giúp hắn, miễn cho bị người đoạt đi. Lý Du quá sợ hãi nói. Người điên ư, dám nói loại lời này. Mọi người cũng một hồi thổn thức không thôi, các loại hồ nghi và suy đoán đều được nói ra, càng nói càng không có biên giới. Cuối cùng không biết thế nào lại nói đến trên người nữ nhân, các loại tiếng cười dâm đãng vui sướng nổi lên bốn phía. Trong góc bóng dáng kia nghe được không chút hứng thú, lúc này mới dần rời đi, đúng là đi tới hướng trận pháp kia. Trong cách tầng dưới mặt đất, bóng dáng kia dần hiển hiện ra, chậm rãi ngưng tụ thành một nam tử áo đen. Trong đôi mắt lóe ra hào quang màu nâu, đúng là Vũ Tiên Sinh kia. Trong mắt của hắn lóe ra hào quang màu nâu quỷ dị, nhìn chằm chằm vào động đất Lý Vân Tiêu mới đào, lẩm bẩm nói. Dương khí nặng như thế, khó trách cửu dương chi khu lại chọn nơi này tu luyện, quả thật là làm nhiều công ít. Nhưng không cần biết ngươi là ai, có được cửu dương chi khu nhất định phải chết. Hắn hóa thành một đạo hắc mang, cũng chui vào trong động đất kia. Lý Vân Tiêu đã đi hơn nửa canh giờ, cũng nhớ không rõ đã xuyên qua bao nhiêu đường hầm, bởi vì không cách nào triển khai thần thức nên gặp phải ngõ cụt phải quay lại. Chui hồi lâu, mới thấy đường phía trước ngày càng rộng, rốt cục có thể đứng thẳng đi lại, các loại cảnh tượng trước mắt cũng chậm rãi rộng mở. Mà vách tường bốn phía cũng từ bùn đất thô ráp trước kia biến thành nham thạch tự nhiên, tựa hồ như một huyệt động lòng đất tự nhiên vậy. Lại có tiếng nước. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nhìn quanh mọi nơi. Huyệt động lòng đất rộng như thế, hơn nữa còn có nước chảy vậy thì có thể hình thành một hoàn cảnh độc lập rồi. Dương khí là do phía trước phát ra, ta ngược lại muốn xem thử rốt cục là thần vật phương nào. Lý Vân Tiêu tiến nhanh tới, không ngừng xuyên qua trong lòng đất, quả nhiên rất nhanh đã thấy không ít thực vật chuyên sinh trưởng trong hoàn cảnh âm u ẩm ướt cùng với một ít sinh vật âm u. Đột nhiên hắn từ trong đám âm thảo thấy được chút ánh sáng, hắn đi ra phía trước, đó lại là một khung xương võ giả. Không biết đã trôi qua bao nhiêu năm tháng nhưng vẫn không hề mục nát. Trên cốt cách lóe ra hào quang như ngọc, âm thảo bốn phía tựa hồ cũng chịu ảnh hưởng, so với nơi khác hình như cũng nhiều hơn một chút. Người này khi còn sống nhất định là cao thủ. Lý Vân Tiêu lập tức trầm giọng nói.
nếu phải có thần thể nào đó thì cũng từng tu luyện qua luyện thể thuật rất mạnh, chỉ có thế mới có thể giữ được xương cốt bất hủ trong hoàn cảnh thế này. Nơi này quả nhiên không đơn giản. Hắn tăng thêm vài phần cảnh giác, vốn cho rằng đây chỉ là một mỏ hỏa long thạch, nhưng giờ xem ra cũng không đơn giản như vậy, đoán chừng lúc trước đào quáng đào đến chỗ này, hơn nữa xảy ra không ít chuyện tình, cuối cùng bởi vậy mới trở nên hoang phế. Về phần Hắc Liên Thiểu Hoàng bố trí xuống đại trận, cũng không phải để hấp thụ dương khí, mà là vì trấn áp nơi này a. Lại bay đi một đoạn, trên mặt đất bắt đầu xuất hiện dấu vết nhân công mở ra, trên đất có cách đường rãnh như kênh đào, nhưng bên trong đã sớm khô cạn. Như một trường long hướng về phía xa xa, dương khí bành trướng chảy xuôi trong đó, giống như thực chất, thỉnh thoảng tản ra. Cái này, rốt cục bay đến cuối khe rãnh, dĩ nhiên là một cái trận pháp to lớn. Ở trung tâm trận pháp là một hình cầu trong suốt, bên trong có thể loáng thoáng trông thấy bóng dáng vật gì đó, lại khó có thể xuyên thấu vào. Chính dương chi khí bành trướng kia đúng là từ nơi này tản ra. Ở bốn phía trận pháp dựng một cây trụ cao ngất, đỏ bừng như máu. Cẩn thận quan sát thì bên trong cây trụ lại có phong ấn người trong đó. Người nọ lại không phải nhân loại, mà chỉ có hình thể như nhân loại, chỉ có điều trên thân thể hơi có chút khác biệt, đặc biệt là đầu. Lộ ra các loại hình tượng kỳ quái. Tế tự chi trận của yêu tộc. Lý Vân Tiêu hoảng sợ không thôi, tràng cảnh yêu dị trước mắt này, cực kỳ giống đại trận yêu tộc dùng để tế tự trong truyền thuyết. Hắn cũng chỉ mới thấy qua trên một ít sách cổ, chỉ là có chút giống nhau thôi. Yêu tộc vào vài ngàn năm trước đã bị cung chủ Cố Thanh Thanh của thần Tiêu Cung dùng sức một mình đẩy vào trong ngũ hạt sơn, hơn nữa thiết hạ điên đảo ngũ hành đại phong ấn trận. Mấy ngàn năm qua, trên Thiên Vũ Đại Lục khó thấy chút bóng dáng yêu tộc cường đại, có chỉ là một ít cá lọt lưới năm đó, còn sót ở các ngóc ngách trên đại lục, rất ít dùng chân diện mục gặp người. Cho nên Lý Vân Tiêu đối với yêu tộc cũng chỉ hiểu biết có hạn, chỉ biết vào vài ngàn năm trước, đó là chủng tộc cực thịnh một thời, còn cường đại hơn cả nhân loại. Nhưng Cố Thanh Thanh lại là một trong cường giả tuyệt đại bị hoài nghi là đã bước chân vào thần cảnh trong lịch sử đại lục. Trong trận pháp kia ngoại trừ dương khí bành trướng ra, còn lộ ra cực kỳ quỷ dị. Lý Vân Tiêu bay lên trời, đứng bên trên bao quát xuống dưới, lúc này mới kinh ngạc phát hiện. Thì ra không chỉ có một cái khe thông tới đây. Ở bốn phía đại trận, tổng cộng có 8 đạo khe lớn lan ra, hình thành địa thế lục hợp bát hoang, bao quát hoàn vũ. Ta hiểu rồi. Trên mặt Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ chợt hiểu, nói. Trận pháp này của yêu tộc vốn là vì hấp thụ hoàn vũ chi lực của lục hợp bát hoang, ngưng tụ long khí. Hơn nữa tựa hồ hiệu quả không tệ, nhưng về sau không biết xảy ra biến cố gì, lực lượng cường đại ngưng tụ vô số năm tháng vậy mà dần tiêu tán, bắt đầu tiết lộ, bởi vậy mới tạo thành cảnh tương dương khí trùng thiên như thế. Yêu Long trầm giọng nói. Nhưng ta cảm giác trong hình câu trong suốt ở trung tâm trận pháp còn có khí tức sinh mạng. Hắn coi như là nửa yêu tộc, hơn nữa bản thân chính là chân long hậu duệ. Đối với cái này có cảm ứng rất mạnh. Lý Vân Tiêu nói. Mặc dù không chết, ta thấy cũng không phục sinh nổi nữa rồi, chỉ cần theo tuế nguyệt trôi qua, sinh vật trong hình cầu này cuối cùng sẽ hao hết dương khí mà chết. Ta cảm thấy đây rất có khả năng là một cường giả nhân loại, sau khi phát hiện nơi đây liền cưỡng ép thay đổi địa thế vận chuyển, khiến trận thế vốn là tụ tập, ngược biến thành tiêu tán. Yêu Long hai mắt dừng ở trung ương trận pháp tế tự, trầm giọng nói. Thật sự rất đáng tiếc a. Tồn tại trong quả cầu kia, nhất định là hậu duệ yêu tộc cường đại. Nếu tăng thêm long khí tẩm bổ, rất có thể thành tựu thần cảnh trong truyền thuyết, ngang hàng với những đại yêu từ thời xa xưa kia. Lý Vân Tiêu cười nói. Nếu thật như vậy, đối với nhân loại mà nói tuyệt đối không phe chuyện tốt. Nói không chừng lúc nào đó, bị nhốt dưới ngũ hạt sơn, chính là nhân tộc rồi. Đột nhiên một đạo âm thanh lạnh như băng vang lên trong bóng đêm, mang theo vẻ khiếp sợ và kích động cực độ. Âm thanh hung dữ nói. Thời gian nhân loại bị nhốt trong ngũ hạt sơn, đã không xa nữa. Dĩ nhiên là tế tự đại trận, thật sự là trời cũng giúp ta. Thanh ấn, đánh. Bóng dáng vô tiên sinh hiển hiện trên không trung, chắp tay trước ngực bắn ra một đạo kim ấn, đè xuống người Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu kinh hãi, vội vàng quay đầu lại. Toàn bộ không gian nơi này đều ngăn cản thần thức, sau lưng có người tới gần hắn lại không chút phát giác. Đợi đến khi đối phương lên tiếng thì ấn quyết đã bao trùm toàn bộ không gian, tránh cũng không thể tránh. Thiên địa vô cực, lục đạo luân hồi. Lý Vân Tiêu phi tốc niết bí quyết,
xuất ra đạo đạo tàn ảnh, tốc độ gấp mấy lần bình thường, một chiêu thiên địa ấn hiện ra sau lưng, đánh tới. Hai đạo bí quyết kim sắc không ngừng phóng đại trên không trung, oanh kích cùng một chỗ, linh áp mãnh liệt khuyết tán ra, chiếu cả không gian nơi này thành một mảnh kim quang lập lòe. Hơn nữa thực lực cao thấp liền lộ rõ, thiên địa ấn của Lý Vân Tiêu rất nhanh tiêu tán, còn ấn quyết chi lực đối phương lại không giảm chút nào trùng kích xuống. Ma thiên chiến giáp. Hắn hét lớn một tiếng, quanh thân hiện ra đạo đạo hắc sắc chi khí, ngưng tụ thành áo giáp thật thể bao trùm trên người, ngăn cản thánh ấn chi lực kia lại. Cả người cũng bị xung kích thiếu chút nữa bay vào trong đại trận tế tự kia. Ân, vậy mà không chết. Vũ tiên sinh lộ ra vẻ kinh ngạc, trong mắt chớp động hào quang màu nâu, dưới hắc khí thấp thoáng lộ ra gương mặt mơ hồ. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đối phương, nói. Ngươi là người nào? Vũ tiên sinh cũng nhìn hắn, hơn nữa càng nhìn càng kinh hãi, đối phương chẳng qua chỉ có tu vị vũ vương tam tinh, nhưng trong mắt lại bắn ra võ ý cường đại như vậy, không chút sợ hãi tồn tại vũ hoàng như hắn. Hơn nữa một ấn vừa rồi của mình coi như là cường giả vũ hoàng bình thường cũng không thể tiếp được, nhưng trên người đối phương lại không có chút vết thương. Hẳn ngươi chính là cửu dương thần thể. Vũ tiên sinh lãnh đạm nói từng chữ, sát khí trên người lại càng thêm mãnh liệt, gần như có thể ngưng tụ thành thực chất. Lý Vân Tiêu cũng dùng mình, nói. Ngươi cũng biết cửu dương thần thể, xem ra tuyệt không phải loại bình thường a. Trên báo tên của ngươi đi. Trên mặt Vũ tiên sinh lộ vẻ nhẹ nhõm, tâm sự rốt cục được thả xuống, cửu dương chi khu là một nam tử, vậy thì không cần lo lắng nhiều lắm. Nhưng sát ý trên người hắn không giảm chút nào, hừ lạnh nói từng chữ. Một người sắp chết, biết rõ nhiều như vậy làm gì? Lý Vân Tiêu cười nói. Sống đến già học đến già nha, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta không được sao? Không được. Vũ tiên sinh lạnh lùng nhổ ra hai chữ, sát khí trên người vậy mà trực tiếp ngưng tụ trên không trung, thời gian trôi qua dần ngưng tụ thành một cánh tay khủng bố, trên đó lân giáp trải rộng, đầu ngón tay lập lòe ánh sáng âm u, lâm không điểm một ngón tay xuống Lý Vân Tiêu. La ma diễn na. Lý Vân Tiêu la hoảng lên, cả giận nói. Có thể tùy ý ngưng tụ thành La Ma Diễn Na, người đã giết bao nhiêu người, mới có thể có sát khí mãnh liệt như thế. Vũ tiên sinh trong lòng cũng đại chấn, lãnh đạm nói. La Ma Diễn Na người cũng biết, xem ra người mới thật sự không phải loại tầm thường. Vì cảm kích người dẫn ta đến đây, ta quyết định ban cho người cái chết thống khoái. Sát thần nhất chỉ, diệt. Hắn lâm không giơ tay lên. Ngón trỏ nhanh chóng điểm tới trước. Sát thần chi thủ do sát khí ngưng tụ trên không trung cũng theo đó điểm một ngón tay xuống, sát ý khủng bố tràn ngập, khiến cả không gian đều có chút hít thở không thông, áp lực cực độ và khủng bố. Tế tự đại trận dưới cổ sát khí này cũng tựa hồ có chút biến hóa nhỏ, tốc độ chính dương chi khí sói mòn cũng dần chậm lại. Lý Vân Tiêu đồng tử ngưng lại, khí lưu quanh thân dưới sự vận chuyển của nguyên khí bắt đầu xoay tròn. Sát lục chi khí tràn ngập toàn bộ không gian bị thổi tan ra, ở chung quanh hắn hình thành một khu vực trạng thái chân không. Thân thể càng như được khảm nạm minh châu bảo ngọc, bắn ra từng đạo bạch sắc quang mang, như ánh mặt trời bắn thủng mây đen, cả người đều phát sáng. Phong vân do ta. Một trường phong vân, dưới hào quang bạch quang phá vỡ không gian ngưng tụ phía trên, đối kháng với sát thần nhất chỉ kia. Vũ tiên sinh bỗng nhiên co rụt đồng tử. Toàn bộ gương mặt đều cơ hồ vặn vẹo, thét to. Ngươi không phải cửu dương thần thể. Toàn thân hắn run rẩy rít gào nói. Cửu dương thần thể ở đâu? Là nam hay nữ? Mau nói cho ta biết. Oanh! Hai cổ lực lượng đụng vào nhau, dị tượng do thần thể Lý Vân Tiêu phóng xuất ra vậy mà dần tinh lọc từng chút sát khí. Nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ, có lực lượng giống như Đông Hải Nguyệt Minh Châu, có thể tinh lọc tất cả lực lượng mặt trái, khiến đối phương bị suy yếu đi. Nhưng mặc dù có dị tượng thần thể, phong vân trưởng dưới sát thần nhất chỉ kia cũng liên tiếp bại lui, rất nhanh đã bị đánh tán. Chỉ ảnh cực lớn điểm xuống, tựa hồ muốn tiêu diệt tất cả sinh cơ. Uống! Lý Vân Tiêu hét lớn một tiếng, trực tiếp đánh ra quyền ảnh. Hắn dùng cũng không phải võ kỹ cao cường gì, mà là kim cương quyền ai cũng biết. Oanh! Sát khí cực lớn nổ bung trước người hắn, bao phủ cả người hắn vào trong. Rơi xuống từ trên cao, ngã lăn trên mặt đất. Sát khí màu tím đen kia ngưng mà không tiêu tan, hoàn toàn bao trùm lấy cả người Lý Vân Tiêu, tựa hồ đang không ngừng thôn phệ ăn mòn thân thể hắn. Vũ tiên sinh sau khi hơi thất thố, cảm xúc lập tức hồi phục lại,
lạnh lùng nhìn phía dưới. Quả nhiên không dễ dàng như hắn tưởng tượng, trong sát khí màu tím đen kia rất nhanh xuyên suốt xuất ra đạo đạo bạch quang, tinh lọc hết tất cả sát lục chi khí ở bốn phía. Lý Vân Tiêu một thân đều là quang mình đứng dậy khỏi mặt đất, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn hắn. Vũ tiên sinh chậm rãi mở miệng nói. Thân thể của ngươi rất mạnh, vậy mà có thể tinh lọc sát lục chi khí của ta. Nhưng ta muốn tìm chính là cửu dương thần thể. Nói cho ta biết người nọ ở đâu có được không? Ta có thể thả ngươi một mạng. Ngươi còn rất trẻ tuổi, chết ở chỗ này cũng quá mức đáng tiếc. Dùng thiên tư của ngươi, tương lai tất nhiên sẽ là tồn tại bá chủ một phương. Gương mặt hắn giấu trong khói đen, khó có nhận dạng. Nhưng từ hô hấp là có thể thấy được hắn đang cố nén cảm xúc. Dùng thân phận vũ hoàng của hắn, đối phương chỉ là một gã vũ vương vốn có thể tùy ý khảo vấn mới phải. Nhưng qua hai chiêu vậy mà không thể làm bị thương đối phương chút nào, khiến hắn cơ hồ giận điên lên. Lý Vân Tiêu lạnh lùng theo dõi hắn, nội tâm cũng phiền muộn cực độ. Dưới hai chiêu sở học của mình, thiên địa ấn và phong vân trưởng, bao nhiêu bá chủ cái thếm, cửu thiên vũ đế cũng phải bỏ mang. Nhưng bây giờ ngay cả hai chiêu của một gã vũ hoàng cũng không đỡ được, mặc dù không bị thương, nhưng mỗi lần đều chật vật không chịu nổi, mất hết phong độ. Ngươi nếu như không, trang bức, thì nói không chừng chúng ta có thể làm bằng hữu đấy. Lý Vân Tiêu vẻ mặt cười nhạo nói. Muốn chết. Vũ tiên sinh lập tức nổ bung, áo đen dưới lực trùng kích lập tức nát bấy. Lộ làm ra gương mặt dữ tợn, hai lỗ tai cao nhọn, khuôn mặt yêu dị dị thường. Hơn nữa cánh tay thành màu nâu xám, trên đó còn có lông dài màu trắng, giống như dã thú vậy. Yêu tộc. Lý Vân Tiêu nói khẽ, cũng không quá kinh ngạc. Khi đối phương nói thời điểm nhân loại bị nhốt dưới Ngũ Hà Sơn đã không xa thì hắn đoán được rồi. Sự khác nhau giữa yêu tộc và yêu thú cũng như nhân loại và khỉ vậy, không biết bao nhiêu năm trước, có lẽ là cùng một tổ tiên. Về sau một chi tiến hóa ra trí tuệ, liền trở thành yêu tộc. Nếu ngươi đã không biết điều, vậy thì ta chỉ có thể bắt lấy ngươi tra khảo thôi. Vũ tiên sinh bình tĩnh nói. Thân là một gã vũ vương vậy mà thấy được hình dạng của ta. Coi như là ban ân lớn nhất đối với ngươi rồi. Lý Vân Tiêu có chút im lặng, nói. Không cảm thấy ưu việt sẽ chết sao? Ta thật sự không nghĩ ra thân là một đầu yêu thú, có gì mà thấy ưu việt chi? Nếu như là ta, đã không có mặt mũi gặp người rồi. Muốn chết? Vũ tiên tức giận lông toàn thân đều dựng lên, yêu tộc kiêng kỵ lớn nhất chính là bị người khác gọi là yêu thú. Thật giống như nhân loại bị người gọi là con khỉ không lông vậy. Thập tự hư không chạm. Hắn hai tay giao nhau, mạnh mẽ bắn ra hai đạo kình khí, cắt đứt không gian, tốc độ cực nhanh, phát ra tiếng kêu to chói tai. Thanh liên kiếm ca. Hào quang trong tay Lý Vân Tiêu lóe lên, tử ảnh thanh tác kiếm hiển hiện trên tay, sau khi cầm chặt liền quét ra một kiếm, kích thích ra đóa đóa thanh liên, từng cái nở rộ trên không, nhưng rất nhanh đã bị chém nát. Lý Vân Tiêu buồn bực dưới chân khẽ điểm, lập tức thối lui hơn 10 bước. Tránh thoát khỏi hai đạo trảm kích kia. Hai người tu vị kém nhay quá lớn, vô luận đối phương ra chiêu thế nào, mình đều khó đỡ nổi, vẫn phải tránh đi, khiến hắn vô cùng phiền muộn. Hơn nữa đối phương tựa hồ không phải cường giả vũ hoàng bình thường, tuyệt đối không đơn giản như biểu hiện. Ta xem ngươi có thể tránh bao lâu. Vũ tiên sinh nhẹ nhàng duỗi ra một ngón tay, trên đầu ngón tay ngưng tụ ra một đoàn quang mang bạch sắc, càng lúc càng lớn, quát khẽ. Yếu quyết. Loạn xạ. Đạo bạch quang kia cùng lúc bắn ra hơn 10 đạo công kích, ngang trời mà xuống, cơ hồ nhét toàn bộ không gian vào trong. Còn em ngươi đấy. Lý Vân Tiêu chửi bới một tiếng, một tay niết bí quyết, ma thiên chiến giáp hiển hóa ra, trước người ngưng tụ thành một cái hư ảnh cự đại, căng ra một đạo phòng ngự. Ầm ầm. Quang mang bạch sắc không ngừng xuyên thấu ma khí màu đen, đánh lên chiến giáp, tóe ra đạo đạo linh áp như vằn nước khuyết tán khắp nơi. Vũ tiên sinh đồng tử co rụt lại, cả kinh nói. Dĩ nhiên là chiến giáp cửu giai, hơn nữa còn là ma khí luyện chế. Ngươi đến cùng là người nào? Mắt hắn lộ vẻ tham lam, nếu là huyền khí cửu giai bình thường, hắn chưa chắc đã để vào mắt. Lý Vân Tiêu trốn ở sau chiến giáp, hừ lạnh nói. Có thể nhìn thấy chân dung bản thiếu gia, người đời này đã sống không tệ rồi, còn muốn tham lam hỏi tên bản thiếu gia sao? Lời này khiến Vũ Tiên Sinh tức giận thiếu chút thổ huyết, hắn từ trên người lấy ra một thanh kiếm nhỏ màu xanh lá cây, điểm xuống mấy ấn quét, liền đánh ra ngoài, cả giận nói. Cho dù huyền khí cửu giai,
dùng tu vi của ngươi có thể dùng bao nhiêu? Kiếm nhỏ màu xanh lá cây kia nhìn như không chút thu hút bài, mặc dù bay trên không trung cũng rất bình thường, theo những bạch quang kia cùng đánh tới. Nhưng Lý Vân Tiêu lại đại biến, sợ hãi nói. Ngươi cũng có huyền khí cửu giai. Cường giả Vũ Hoàng sử dụng huyền khí cửu giai so với Vũ Vương sử dụng, hoàn toàn là hai khái niệm khác biệt. Khí vận chấn động lóe lên trên kiếm nhỏ màu xanh lá cây kia khiến hắn một hồi hãi hùng khiếp vía. Hơn nữa lực chấn động trên tiểu kiếm còn hoàn toàn tập trung vào hắn, trốn cũng không thể trốn. Hắn không dám có chút lơ là, tuy rằng Vũ Hoàng cũng không thể hoàn toàn phát huy ra lực lượng huyền khí cửu giai nhưng Vũ Tiên Sinh hiển nhiên không phải võ giả đơn thuần. Từ chấn động từ trên tiểu kiếm truyền ra là có thể cảm nhận được, ít nhất một nửa lực lượng đã bị hắn kích phát ra. Chỉ dựa vào điểm ấy, coi như là Vũ Tôn ở đây cũng không dám đón đỡ một kiếm này. Dưới uy áp từ thanh kiếm nhỏ kia, Lý Vân Tiêu hét lớn một tiếng, một đạo vòng tròn bay ra khỏi cánh tay, bỗng nhiên phóng lớn xông ra ngoài. Thiên linh hoàn phát ra từng đạo hào quang màu vàng, chân khai cả hư không, ở trước người Lý Vân Tiêu kéo ra một không gian hư vô, cách ly thanh kiếm nhỏ màu xanh lá cây kia. Vèo! Tiểu kiếm trực tiếp lọt vào trong hư không, Lý Vân Tiêu đại hỉ, hai tay niết bí quyết, thiên linh hoàn lần nữa co rút lại, bay vào trong cổ tay hắn, hình thành một đạo bao cổ tay hình tròn. Vũ Tiên Sinh nhìn kiếm nhỏ màu xanh biến mất trong hư không, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ nào cả, chỉ nhàn nhạt hừ lạnh một tiếng, nói. Ngây thơ! Bí quyết trong tay hắn biến đổi, mỉa mai nói. Vĩ quang kiếm chính là huyền khí bổn mạng của ta, tánh mạng tương tu. Cho dù cách vô tận thời không cũng bị ta khống chế. Lý Vân Tiêu hoảng sợ nhìn lại cổ tay, cảm nhận được trong thiên linh hoàn truyền đến chấn động cực lớn, còn có thanh âm rên rỉ. Hắn quá sợ hãi, vội vàng cởi bỏ linh hoàn, vỗ ra một chưởng. Phanh! Tiếng vỡ vụn thanh thúy truyền đến, huyền khí bát giai thiên linh hoàn vậy mà nổ bung trên không trung, nứt thành vô số đoạn kim loại thật nhỏ. Phát ra tiếng rên rỉ trên không trung, không biết do loại tài liệu nào chế thành, thời gian dần sụp đổ cuối cùng vậy mà hoàn toàn biến mất trên không trung. Vĩ quang kiếm vòng vo vài vòng trên không trung, lần nữa phóng tới Lý Vân Tiêu. Lần này ra đầu Lý Vân Tiêu thật sự có chút run lên rồi, mức độ khống chế của Vũ Tiên Sinh đối với huyền khí cửu giai hoàn toàn nằm ngoài dự tính của hắn. Một kiếm này tuy rằng còn không bằng một quyền của Vũ Đế ở Viêm Vũ Thành, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Hắn không dám giữ lại nữa, giới thần bi vọt ra khỏi mi tâm, chấn tới tiểu kiếm kia. Thần dịch lực trong cơ thể hắn điên cuồng tuôn ra, đại giới thần quyết vận chuyển quanh thân. Hai cổ vực giới chi lực giống như quy tắc thế giới kéo dài tới, giải khai khí uẩn trên vĩ quang kiếm, chân áp xuống. Cái gì? Vũ Tiên Sinh lúc này mới thật sự thay đổi sắc mặt, khí uẩn và uy áp từ huyền khí đối phương phát ra vậy mà không hề dưới vĩ quang kiếm của mình. Hơn nữa càng thêm khiến hắn hoảng sợ không thôi chính là, vĩ quang kiếm vậy mà nhận lấy trói buộc cực lớn, đang tiêu hao tinh thần hắn cực nhanh, mỗi khi vận chuyển một chút đều khó khăn hơn trước gấp trăm lần. Tam văn tật tẩu, khai. Vũ Tiên Sinh hai tay không ngừng biến hóa, một pháp quyết kỳ quái triển khai trong tay, từng đạo lực lượng kỳ dị theo đầu ngón tay chấn động ra, tràn ngập toàn bộ không gian. Bốn phía bắt đầu phát sinh vặn vẹo, không gian bị đè ép dũng mãnh lao tới giới thần bi. Tựa hồ như muốn huyền khí này trực tiếp biến mất khỏi không gian vậy. Tinh thần lĩnh vực. Lý Vân Tiêu chấn động, trong lúc hoảng sợ đồng tử nhanh chóng hóa thành màu huyết hồng. Võ đạo một đường, đạt đến bát hoang cảnh vũ tôn liền có thể hình thành lĩnh vực võ ý của mình, trong lĩnh vực, một phương tôn giả. Mà thuật đạo cũng giống như thế, tiêu chí của thuật luyện sư tôn cấp bát giai chính là có thể dùng tinh thần lực mở ra lĩnh vực kết giới của mình. Thể hiện hồn lực thuật luyện sư đã đạt đến mức có thể luyện chế đồ vật bát giai. Mà Vũ Tiên Sinh trực tiếp mở ra tinh thần lĩnh vực, muốn khu trục giới thần bi vào trong hư không. Nói cách khác, đối phương ít nhất cũng là thuật luyện sư tôn cấp bát giai. Khó trách ta một mực cảm thấy thập phần quái dị, thì ra thực lực chân chính của ngươi cũng không phải cường giả Vũ Hoàng, mà là thuật luyện sư bát giai a. Lý Vân Tiêu lần đầu tiên cảm nhận được áp lực lớn lao. Luận võ đạo, đối phương mạnh hơn mình, luận thuật đạo, đối phương mạnh hơn mình. Luận khống chế đối với huyền khí cửu giai, đối phương cũng mạnh hơn mình, từ khi trọng sinh đến nay đây là lần đầu hắn thấy các lĩnh vực đều bị áp chế gắt gao như thế. Đồng thuật, cấm diễn. Lý Vân Tiêu trong mắt giấy lên chiến ý ngập trời.
kiếp trước được vinh danh là thiên vũ giới tinh thần công kích đệ nhất nhân, đã bao giờ bị người làm cản qua trước mặt chứ? Chiến ý hừng hực vọt ra khỏi hai mắt, đại diễn thần quyết thông thiên ở trong thức hải huyễn hóa ra, sinh hóa lấy hồn lực cuồn cuộn không dứt. Toàn bộ thế giới vào thời khắc này cũng hóa thành một vòng huyết sắc, đè ép tới không gian vặn vẹo kia, tựa hồ muốn đụng nát đối phương. Giới thần mi vào thời khắc này cũng kim quang đại thịnh, gạt bỏ tinh thần lực bốn phía, tiếp tục trấn áp lấy vĩ quang kiếm. Kỳ thật cho dù Lý Vân Tiêu không ra tay, trong giới thần mi có đại địa tức nhướng, có thể định sông núi, tứ hải cửu châu, cũng tuyệt đối không thể bị một gã thuật luyện sư bát giai dùng tinh thần lực kéo vào hư không loạn lưu được. Ngươi cũng là thuật luyện sư. Phú tiên sinh chấn động, sau đó lộ ra bộ dáng giật mình, nói. Khó trách ngươi thân mang nhiều huyền khí trọng bảo như vậy. Sư phụ ngươi là người phương nào? Theo hắn thấy thì những vật này của Lý Vân Tiêu tất nhiên là do sư phụ hắn ban cho. Thấy Lý Vân Hà không để ý hắn, Phú tiên sinh ẩn ẩn sinh ra một cơn tức giận, khẽ nói. Nếu ngươi đã không chịu lộ ra sư thừa, vậy ta liền trực tiếp diệt sát ngươi vậy. Tinh thần công kích của ngươi tuy rằng rất sắc bén, nhưng dù sao đẳng cấp quá thấp, ở trước mặt ta cũng muốn múa rìu qua mắt thợ. Chỉ thấy không gian bốn phía thoáng cái biến hóa, thế giới huyết sắc của Lý Vân Tiêu cấp tốc suy yếu, không ngừng ép về hai tròng mắt, trong đầu bắt đầu đau đớn kịch liệt. Dưới tinh thần uy áp cực lớn, không chỉ thức hải bị chấn sập mà thân thể vào thời khắc này cũng thừa nhận lấy trùng kích thật lớn, chí cường bá thể ngưng tụ ra, từng khối cơ bắp căng lên. Toàn bộ thể trạng tựa hồ cường đại hơn gấp đôi, tản mát ra hào quang hơi vàng ngăn cản lấy lực lượng kia. Tựa hồ còn chưa đủ, nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ thoát thể mà ra, cực kỳ sáng chói, chiếu khiến không gian nơi này sáng như ban ngày, dưới tinh thần uy áp, cưỡng ép căng ra một phiến không gian. Không chỉ có thần thể, lại còn tu luyện luyện thể chi thuật. Phú tiên sinh đồng tử hơi co lại, giật mình nói. Tăng thêm tu vị võ đạo và thuật đạo của ngươi. Tuổi của ngươi, trời ạ, sao lại có thiên phú yêu nghiệt như thế chứ? Trong mắt của hắn bộc phát ra sát cơ mãnh liệt, lạnh giọng nói. May mắn hôm nay gặp ngươi, nếu không tương lai tất nhiên sẽ là đại hại của yêu tộc. Hôm nay, ngươi liền bỏ mạng tại đây đi, trở thành khối khô cốt đầu tiên giúp yêu tộc ta phục hưng. Thân ảnh hắn lóe lên, cả người vọt xuống tới, giơ lên nắm đấm đánh tới người Lý Vân Tiêu. Ngoại trừ yêu khí bành trướng ra. Uy áp cường đại trên quyền phong càng xuyên thấu xương tủy, sinh ra lực lượng khó có thể ngăn cản. Yêu thú trong cùng bậc, nhân loại cơ hồ khó có thể địch nổi. Cũng bởi vì lực lượng thân thể cường đại của bọn hắn hơn võ giả cùng giai đến mấy chục lần. Mà người yêu tộc cũng kế thừa lực lượng thân thể cường đại như thế, dưới một quyền của Vũ Tiên Sinh không gian cơ hồ như bị đánh nát vậy, có cảm giác như thiên băng địa liệt. Hô, kim cương quyền! Lý Vân Tiêu hét lớn một tiếng. Không có bất kỳ hoa mỹ nào, cứ như vậy đánh ra một quyền. Dưới loại quyết đấu này, bất kỳ vũ kỹ nào cũng đã không có ý nghĩa nữa, so đấu ngoại trừ thực lực tuyệt đối ra, chính là lĩnh ngộ đối với võ đạo thuật đạo. Cho dù là kim cương quyền, trong tay hắn thi triển ra, cũng ẩn chứa võ ý đao quả vô thượng. Oanh! Hai nắm đấm hung hăng va chạm vào nhau, mặc dù không tiếp xúc nhưng giữa quyền phong vậy mà nứt ra một khe hở màu đen, thời gian dần trôi qua khuyết tán ra. Bên trong phát ra lực lượng khủng bố C, tựa hồ muốn thôn phệ tất cả. Dưới một quyền, lực lượng va chạm vậy mà đánh ra một vết nứt không gian. Ầm ầm, không gian bốn phía cơ hồ đều bị khe hở kia thôn phệ vào, Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy toàn thân muốn nổ bung ra, chí cường bá thể mình vẫn lấy làm tự hào dưới một quyền của đối phương lại bị ép đến cực hạn, tùy thời đều có khả năng sụp đổ. Phú tiên sinh cực kỳ hoảng hốt, một cổ sợ hãi cực lớn xông lên đầu. Một quyền của hắn mạnh thế nào trong lòng hắn rõ ràng nhất, những năm gần đây hắn tiến hành các loại thí nghiệm, tinh luyện ra vô số huyết mạch yêu thú, không ngừng dung hợp, thí nghiệm. Cuối cùng thi triển một ít bí pháp lên người mình, trong máu của hắn, thậm chí có lực lượng không thua gì huyết mạch chân long huyết mạch. Thân thể hắn cực kỳ mạnh mẽ, nếu đối phương ngang dài với hắn, tuyệt đối có thể một quyền đánh cho phấn thân toái cốt. Một quyền cường đại như vậy, đối phương vậy mà tiếp được. Hơn nữa còn là dựa vào thân thể tiếp được. Cái này bảo hắn sao không chấn động cho được, toàn thân hắn đều đổ mồ hôi lạnh. Phốc, Lý Vân Tiêu rốt cục không ngăn nổi nữa, phun ra một ngụm máu tươi, cả người như diều bị đứt dây, bay ra xa. Giới thần bi trấn áp lấy vĩ quang kiếm cũng chịu ảnh hưởng, hóa thành một đạo lưu quang đuổi tới,
bay trở về trong mi tâm của hắn. Phú tiên sinh tay không khẽ vẫy, vĩ quang kiếm bay vào lòng bàn tay hắn, lập tức biến lớn 30 lần, trở thành một thanh thanh phong ba thước, nắm trong tay, từng bước một đi tới chỗ Lý Vân Tiêu rơi xuống. Sát cơ trên người hắn vô cùng nồng đậm, Lý Vân Tiêu thật sự mang đến cho hắn rung động quá lớn, nếu không giết người này, hắn khó mà yên giấc được. Đi qua mấy bước, hắn lại ngạc nhiên sững sờ, trong không gian chỉ có hạn này đã hoàn toàn không còn thấy bóng dáng Lý Vân Tiêu. Chỉ còn lại một phương giới thần bi sừng sững trên đại địa, giống như mộ bi vậy, trên đó hào quang không ngừng lưu chuyển. Trọng sinh đến nay, đây là lần đầu tiên hắn đối địch phải trốn vào TNG giới thần bi. Lý Vân Tiêu giờ phút này nằm trên phương thốn sơn, toàn thân đều máu tươi đầm đìa, trong miệng không ngừng phun máu tươi. Dưới một quyền cuối cùng kia, chí cường bá thể của hắn cơ hồ sụp đổ, ngũ tạng lục phủ và tứ chi bách mạch hoàn toàn tan vỡ. Nếu không chạy vào giới thần bi thì đã bỏ mạng rồi. May mắn nhờ vào đặc tính nghịch thiên của chí cường bá thể, đồng thời khi tan vỡ cũng hấp thu không ít lực lượng từ một quyền đối phương, bắt đầu không ngừng chữa trị thân thể. Ha 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 ha. Đột nhiên truyền đến tiếng cười to của yêu long, tựa hồ cười thập phần vui vẻ, có loại cảm giác như muốn chảy nước mắt. Loại cảm giác này rất thoải mái phải không? Tu vị, hồn lực, huyền khí, thân thể, các phương diện đều bị đối phương trấn áp gắt gao, ha ha ha. Thân là tuyệt thế vũ đế, ngươi chưa từng được thể nghiệm phải không? Ha 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 ha. Yêu long phảng phất cực kỳ hưng phấn, không ngừng cười to. Lý Vân Tiêu vẻ mặt cười khổ. Nếu không có giới thần bi để trốn chết, lần này sợ rằng phải vẫn lạc rồi. Hắn ý niệm khẽ động, một đạo thần thức truyền ra trong giới thần bi. Đoạn Việt không biết người ở chỗ nào trong nội tâm khẽ động, có chút mở mắt ra, kinh ngạc nói. Vậy mà lợi hại như vậy, được rồi, ta sẽ gặp người này. Hắn đứng dậy, theo tay khẽ vẫy, một tiếng giống to kinh thiên truyền đến, không trung lóe ra tiếng lôi điện đùng đùng. Huyền lôi kinh vân hống đạp trên đám mây từ trên trời rơi xuống, rúc vào bên cạnh của hắn. Khí thế trên người rõ ràng đã có biến hóa, vậy mà lại ngang với Đoạn Việt. Trong huyệt động dưới lòng đất, Phu Tiên Sinh vạn phần cảnh giác đảo qua các ngóc ngách, những đều không phát hiện ra Lý Vân Tiêu. Trên mặt hắn lộ ra vẻ cổ quái, tuy rằng đại trận tế tự có thể che đậy thần thức, nhưng hắn thân là thuật luyện sư bát giai, trong không gian cũng không lớn này hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Nhưng hắn đã tìm khắp mọi nơi cũng không có chút tung tích. Cuối cùng hắn rời ánh mắt tới giới thần bi, cẩn thận ngưng mắt nhìn lên. Chẳng lẽ ngọc bi này có thể phá vỡ không gian, hắn đã trốn vào trong hư không rồi sao? Phú tiên sinh cau mày, thì thào lẩm bẩm. Không có khả năng, mặc dù tiến nhập hư không cũng sẽ lưu lại khí tức tọa độ, ta lại không cảm ứng được chút tọa độ nào cả, chẳng lẽ hắn trốn vào trong ngọc bi này? Ý nghĩ này khiến hắn lại càng hoảng sợ. Lập tức không tin. Cái này lại càng không thể. Ngoại trừ kiện huyền khí siêu phẩm trong truyền thuyết Nặc Á Chi Chu kia ra, không còn huyền khí nào có thể làm được điều này cả. Hắn dừng ở giới thần bi lẩm bẩm. Nhưng khí uẩn trên huyền khí này sao lại cổ quái như thế? Cũng thế, nếu hắn đã có cách ẩn thân cao mình như thế, ta liền thu cái huyền khí này trước cũng không chịu thiệt. Phú tiên sinh vươn tay ra, chộp tới khối ngọc bi kia. Ngọc bi này nhất định là tồn tại không kém gì vĩ quang kiếm, cho nên hắn cũng đã có chuẩn bị tâm lý sẽ không dễ thu chút nào. Nhưng bàn tay vừa tiếp xúc với ngọc bi kia, một đạo thiểm điện liền vọt ra, phát ra hồ quang điện cường đại bắn khắp bốn phía, hắn toàn thân tê dần, vội vàng thu tay lại. Còn đang kinh ngạc thì một tiếng gầm lớn truyền ra, tiếp theo một đầu yêu thú cực lớn từ trong giới thần bi bay ra, đánh tới hắn. Dĩ nhiên là ngự thú bi. Phú tiên sinh trong nội tâm chấn động, cho rằng giới thần bi là loại huyền khí có thể chứa yêu thú của ngự thú sư. Tuy rằng khí tức thô bạo trên người huyền lôi kinh vân hống rất mạnh, nhưng hắn lại không chút bối rối, hừ lạnh một tiếng bước về trước một bước, chụp một chưởng xuống dưới. Oanh! Lôi điện chi quang của huyền lôi kinh vân hống dưới chưởng lực vậy mà trực tiếp bị đánh vỡ ra, hóa thành vô số đạo hồ quang điện tứ tán bốn phía. Mà huyền lôi kinh vân hống càng bị các loại trùng kích cực lớn. Trực tiếp bị đánh bay văng ra xa. Bạch diễm quỷ sát, lục cực chiến kích. Một đạo âm thanh lạnh như băng vang lên, dưới phương thiên hỏa kích, một đóa hỏa diễm nhanh chóng biến ảo trên không trung, bao lấy Vũ Tiên Sinh vào trong. Ngươi là... Vũ Tiên Sinh chấn động, ở bên bờ kia hỏa diễm, lóe ra một gương mặt lạ lẫm, đang lạnh như băng theo dõi hắn.
Thanh Liên địa hỏa bốn phía dưới một kích của Đoạn Việt đều bị cuốn lại, gào thét đánh tới. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vũ Tiên Sinh lập tức liền bình tĩnh lại, trong ánh mắt lóe ra hàn mang, vĩ quang kiếm trong tay quét ngang ra, phát ra tiếng cắt đứt chói tai, hỏa diễm bốn phía đều bị mở ra, sát khí trên người hắn như thực chất, trực tiếp gắt gao tập trung lấy Đoạn Việt. Âm thanh lạnh như băng khiến toàn thân Đoạn Việt phát lạnh, người trước mắt này so với Lý Vân Tiêu nói còn cường đại hơn nhiều. Hắn và Huyền Lôi Kinh Vân Hống trước sau dùng tuyệt chiêu mạnh nhất ra tay, nhưng đối phương đều có thể nhẹ nhàng hóa giải, hoàn toàn không có lực lượng chống lại. Mẹ nó, bị tiểu tử kia hại thảm rồi. Đối thủ lợi hại như thế, gọi ta ra làm cái giám a. Đoạn Việt cảm nhận được sát khí như thực chất trên người đối phương, cả kinh mồ hôi lạnh đầm đìa. Hơn nữa uẩn khí từ trên thân vĩ quang kiếm truyền đến cơ hồ khiến hắn cảm thấy hít thở không thông, nếu dùng thanh kiếm này chém xuống, mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ha ha, ngươi biết rõ còn cố hỏi sao? Chỉ là chính ngươi cũng không tin a. Đoạn Việt đáp nhỏ, trên trán không ngừng đổ ra mồ hôi lạnh. Chi? Vũ Tiên Sinh lúc này thần sắc đại biến, gắt gao nhìn chằm chằm vào giới thần bi, toàn thân run rẩy lên, ngực cũng phập phồng kịch liệt, run rẩy nói. Đây, đây quả thật là huyền khí siêu phẩm sao? Bản thân hắn chính là đại thuật luyện sư bát giai. Tự nhiên hiểu rõ huyền khí siêu phẩm ý vị như thế nào, có giá trị thế nào. Trong ghi lại trên năm đại lục, chỉ có năm đó cái thế vũ đế kia từng luyện chế ra một kiện huyền khí siêu phẩm nặc á chi chu, ngoài ra cũng không còn ghi chép về huyền khí siêu phẩm nào khác, sao giờ lại đột nhiên nhiều ra một kiện. Cả người hắn đều khiếp sợ đến đầu óc phát mộng, có chút thất thần. Không nói huyền khí siêu phẩm lực lượng cường đại, người đạt được đủ để trở thành cường giả tuyệt thế. Hơn nữa cách luyện chế cũng là thứ mà vô số thuật luyện sư đỉnh tiêm điên cuồng theo đuổi. Đột nhiên trên giới thần bi lóe ra gương mặt Lý Vân Tiêu, hai mắt hắn hóa thành một vòng loan nguyệt, tinh thần lực cường đại chấn động ra, nhẹ nhàng kéo khẽ, muốn hút Vũ Tiên Sinh vào trong. Nếu có thể kéo đối phương vào trong giới thần bi, coi như ngươi là cửu thiên vũ đế, cũng phải gục xuống. Chi? Vũ Tiên Sinh toàn thân chấn động, chỉ cảm thấy không gian bốn phía đang biến hóa kịch liệt. Thân thể của mình tựa hồ bị tinh thần lực cường đại lôi kéo. Nhưng hắn dù sao cũng là thuật luyện sư bát giai, chỉ thất thần một chút liền lập tức tỉnh táo lại, hồn lực bành trướng chấn động ra, đơn giản chấn bay tinh thần lực của Lý Vân Tiêu, thân thể trực tiếp ngừng lại trước giới thần bi, chỉ thiếu một chút là bị hút vào trong rồi. Trên gương mặt Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ thất vọng mãnh liệt, sau đó cũng biến mất. Vũ Tiên Sinh cả kinh toàn thân mồ hôi lạnh đầm đìa, tuy rằng hắn không biết bị hút vào sẽ thế nào. Nhưng huyền khí siêu phẩm không phải hắn có thể phỏng đoán, đoán chừng sẽ chẳng có gì tốt lành cả. Ngay khi hắn kinh hãi thì trên giới thần bi lóe lên hào quang, một cổ lực lượng cường đại vọt ra, ngay sau đó một cái nắm đấm lớn như nồi đất không ngừng phóng lớn trong mắt hắn. Chi? Vũ Tiên Sinh vội vàng đánh ra một quyền, đụng vào với nắm đám của thạch thú. Oanh! Thạch thú vừa lộ ra thân thể, trên cánh tay đã nứt rạn từng khúc, oanh thoáng một phát vỡ vụn mất. Mà Vũ Tiên Sinh cũng không dễ chịu lắm, một quyền này đến quá mức đột nhiên, hắn hoàn toàn không có bất kỳ chuẩn bị nào cả, thân thể cũng chịu phải trùng kích từ kinh lực của thạch thú, bị chấn cho phải liên tiếp lui về sau, trong cơ thể khí huyết bành trướng, một cổ mùi máu tươi xông lên cổ họng. Oanh! Thân thể thạch thú hoàn toàn vọt ra khỏi giới thần bi, dẫm nát cả vùng đất, tạo thành tiếng nổ vang, cánh tay nghiền nát nhanh chóng ngưng kết lại, lần nữa hồi phục như trước, từng bước một đi tới chỗ Vũ Tiên Sinh. Vũ Tiên Sinh lúc này đã có chút choáng váng rồi, trong giới thần bi kia đến cùng có bao nhiêu tồn tại lợi hại, trong lòng của hắn hoàn toàn không rõ ràng. Nếu cứ không ngừng có cao thủ và yêu thú đi ra, cho dù hắn là vũ đế cũng không chịu nổi a. Quả nhiên là huyền khí siêu phẩm, ta nhất định phải đạt được. Hắn hét lớn một tiếng xông tới, kiếm mang chém ra, kiếm khí lăng lệ ác liệt trực tiếp nổ nát thạch thú trước mặt. Thân thể xuyên thẳng qua, tay trái lăng không niết bí quyết. Một cái ấn phù màu vàng cự đại ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn, một văn tự yêu tộc cổ quái không ngừng phóng đại trên không trung, ép xuống giới thần bi. Đột nhiên trên bi ánh sáng màu đỏ đại thịnh, một đạo phượng hoàng chân hỏa xì ra. Toàn bộ không gian lòng đất lập tức hóa thành một biển lửa, trong ngọn lửa có một long ảnh không ngừng xuyên thẳng về phía trước, dĩ nhiên là yêu long trực tiếp hiện ảnh đi ra, dùng cửu giai chi lực hóa thành kiếm quyết chém yêu, cùng phượng hoàng chi hỏa chém tới. Cùng lúc đó, đại địa vận luật mở ra, trọng lực gấp mấy lần không ngừng tăng lên,
toàn bộ mặt đất bắt đầu lộ ra xu thế sụp xuống, đại lượng nham thạch bắt đầu sụp xuống. Phú tiên sinh chấn động, chân khí của mình vận chuyển dưới trọng lực vạn lần này trở nên cực kỳ khó khăn, hơn nữa một kiếm chém yêu ngang trời mà đến kia cùng thần hỏa phô thiên cái địa đều khiến hắn cảm thấy tim đập nhanh. Hạo Thiên Quyết, kiếm bát. Từng đạo kiếm quang hiển hiện trên vĩ quang kiếm, hóa thành đạo đạo khe hở tản mát ra, cuối cùng kiếm thể trở nên thông sáng lên, lục sắc quang mang cơ hồ bắn thủng hư không, chém xuống trước người. Oanh! Ba cổ lực lượng hung hăng đụng vào nhau, thân thể Vũ Tiên Sinh bị ép không ngừng lùi lại trên không trăng. Kiếm khí tràn ra trên vĩ quang kiếm hình thành một đạo áp khí, ngăn cách Trảm Yêu và Phượng Hoàng chi hỏa ở bên ngoài, tuy rằng bản thân hắn không bị thương tổn. Nhưng hai cổ lực lượng hợp kích hắn vẫn khó có thể ngăn cản, bị đánh bay ra ngoài, thân thể hung hăng đâm vào trên vách nham thạch, đánh ra một thông đạo mấy chục thước. Yêu Long sau một kích, liền trở về trong giới thần bi. Lý Vân Tiêu ngồi xếp bằng trên phương thốn sơn, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Vừa rồi thuyên chuyển Phượng Hoàng chi hỏa, tuy rằng biến hóa ra thật thể, nhưng khống chế khó khăn vượt quá tưởng tượng của hắn, khiến hồn lực toàn thân hao phí không còn. Thân thể tan vỡ, hồn lực hao hết, cơ hồ đã triệt để bị phế đi. Bên ngoài thạch thú sau khi bị chém vỡ lại lần nữa ngưng hình, lại từng bước một đi tới Vũ Tiên Sinh. Vũ Tiên Sinh giờ phút này dính trên thạch động, cũng tuyệt không dễ chịu. Khống chế huyền khí cửu giai cũng vượt qua phạm vi thừa nhận của hắn, nhưng đây là thứ hắn tánh mạng tương tu, bởi vậy mới có thể phát huy ra phân nửa lực lượng của Vĩ Quang Kiếm. Vốn tưởng rằng cùng cấp bậc tuyệt vô địch thủ. Nhưng không ngờ lại chịu thiệt thòi lớn trong tay một vũ vương như vậy. Tuy rằng thân thể Vũ Tiên Sinh không chịu tổn thương thật sự gì, nhưng nguyên khí và hồn lực đều hao phí thật lớn, lực lượng đang hạ thấp cực nhanh. Không được, nếu còn đâu ngài như vậy thì ta không thể nào mở ra đại trận tế tự được. Trong lòng của hắn một hồi lo lắng, từ trong thạch bích vọt ra, tay trái phi tốc niết bí quyết, mấy cái khe hở bay ra từ lòng bàn tay, bao trùm tới trên người thạch thú. Từng vòng hào quang rơi xuống, như dây thường hoàn toàn trói thạch thú lại, không cách nào nhúc nhích. Chỉ có thể phát ra tiếng giống giận dữ, nhưng vô luận thế nào đều không dãy dụa ra được. Chỉ còn lại Đoạn Việt và Huyền Lôi Kinh Vân Hống đứng ở cách đó không xa, xem mà toàn thân mồ hôi lạnh. Bọn hắn cũng không giống như thạch thú, có thể phục sinh vô hạn, chết chính là triệt để chết đi, cho nên một cử động nhỏ cũng không dám. Phú Tiên Sinh lạnh như băng nhìn vào Đoạn Việt. Giơ lên trường kiếm muốn chém xuống. Đoạn Việt lại càng hoảng sợ, vỗ Huyền Lôi Kinh Vân Hống, hai người dùng tốc độ chưa bao giờ có trực tiếp nhảy vào bên trong giới thần bi, hào quang lóe lên liền biến mất không thấy đâu nữa. Tựa hồ đã bị ảnh hưởng bởi Lý Vân Tiêu trọng thương nên hào quang trên giới thần bi cũng càng ngày càng yếu, im im lặng lặng ngật đứng ở đó, vẫn không nhúc nhích. Phú Tiên Sinh mí mắt kịch liệt nhảy nhảy, nội tâm một hồi nén giận. Giờ phút này lực lượng của hắn đã hao phí 89 phần 10, căn bản không dám lại thử thu giới thần bi nữa. Có trời mới biết bên trong còn ẩn giấu nhân vật lợi hại nào nữa không, hơn nữa tỷ lệ thu phục được trong lòng hắn cũng không rõ ràng. Chút lực lượng còn lại này, hắn có chuyện càng quan trọng hơn phải làm. Trên mặt hắn lộ vẻ cực kỳ sùng kính, đi tới chỗ đại trận tế tự kia. Trên đại trận đột nhiên dâng lên một đạo hào quang màu tím, tự động hình thành một đạo kết giới. Bao phủ trọn tế đàn vào trong, bắt đầu phòng ngự. Phú Tiên Sinh sững sờ, nhưng cũng có vẻ kích động, thì thào lẩm bẩm. Hồn Thiên Tinh Nguyên kết giới, dĩ nhiên là Hồn Thiên Tinh Nguyên kết giới trong truyền thuyết. Đại trận này rốt cục là do vị đại năng nào trong tộc ta bố xuống, hơn nữa chủ ý là thế nào đây? Hắn cắn nát ngón tay của mình, dùng huyết dịch không ngừng vẽ lấy phù văn trên kết giới màu tím kia, rất nhanh quanh thân hắn cũng bắt đầu nổi lên ánh sáng tím. Cuối cùng dung hợp vào trong đại trận. Toàn bộ trận pháp chẳng qua chỉ có phạm vi 100 mét, 4 cây trụ to dựng ở 4 góc, trên đó điêu khắc lấy các loại dị thú quý hiếm, còn có bộ mặt nhân sĩ yêu tộc quái dị. Phú Tiên Sinh đi đến trước mặt một cây trụ trong đó, cẩn thận quan sát, trên đó có ít văn tự yêu tộc, hắn đều có thể hiểu rõ. Chi, dĩ nhiên là đại yêu, dực, trong truyền thuyết tộc ta. Phú Tiên Sinh hoảng sợ thất sắc. Cả người bị dọa đến lùi lại mấy bước. Yêu tộc bên trong cây trụ kia sắc mặt quỷ dị, giống như hổ phách vậy, đã sớm tuyệt sinh cơ, nhưng bộ dáng uy phong lẫm lẫm kia vẫn có thể thể hiện ra khí thế tung hoành thiên hạ của hắn lúc trước. Dực chính là đại yêu vào vài ngàn năm trước, sao lại ở chỗ này, hơn nữa còn trở thành tế phẩm.
Vũ tiên sinh chỉ cảm thấy yết hầu khô khốc, tựa hồ có chút khó có thể hô hấp. Hắn lần nữa đi đến trước một cây trụ khác, yêu tộc trong đó dáng người không khôi ngô như Dực, mà nhỏ bé hơn nhiều, tựa hồ là một yêu quái nữ tính. Vũ tiên sinh nhìn qua chữ viết và điêu khắc trên trụ, lập tức cảm thấy đầu choáng váng, có cảm giác như muốn ngã xuống, hắn chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt, hoảng sợ lẩm bẩm. Lại là một đại yêu trong truyền thuyết Lê. Hai người khác hắn cũng không dám xem nữa, sợ mình trái tim mình khó chịu nổi. Cái gọi là đại yêu, cũng tương đương với đại năng nhân loại, là cường giả đã bước vào vũ đế đỉnh phong. Cũng giống như thập đại vũ đế trong nhân loại vậy, được vạn yêu kính ngưỡng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi đến trung ương, quan sát hình cầu trong suốt lơ lửng giữa không trung, đang không ngừng tản mát ra chính dương chi khí mãnh liệt kia, bên trong loáng thoáng có thể thấy được một thân ảnh, nhưng không cách nào thấy rõ. Mà ngay cả thần trí của hắn cũng khó xâm nhập vào trong. Ọt ọt, Vũ tiên sinh hung hăng nuốt ngụm nước miếng, đầu óc hắn đã chấn kinh không cách nào suy nghĩ được nữa. Cơ thể trong hình cầu này rốt cục là vật gì, hắn không có chút đầu mối nào cả. Mà khiến hắn bắt đầu lo lắng chính là chính dương chi khí này dường như đã tiết ra rất nhiều năm, cũng không biết thứ bên trong còn sống hay chết nữa. Tựa hồ là trận pháp xảy ra vấn đề, nơi này giống như là hoàn vũ địa mạch lục hợp bát hoang, hẳn là chỗ thai nghén long khí. Sao lại biến thành tiết ngược ra? Nhất định là đám nhân loại chết tiệt làm rồi. Vũ tiên sinh cắn răng mở miệng nói. Nhất định là như vậy không sai. Bọn hắn không phá được hồn thiên tinh nguyên kết giới, vì vậy liền nghĩ ra cách này, khiến lực lượng vốn hội tụ biến thành sói mòn. Giờ đã trôi qua bao nhiêu năm tháng rồi, nhưng vẫn không ngừng có năng lượng chảy ra. Trời ạ, trước đây, thứ bên trong rốt cục là tồn tại kinh khủng bực nào, hiện giờ tình huống lại thế nào đây? Vũ tiên sinh không khỏi lo lắng vạn phần. Trong lúc đó, trong kết giới vang lên một thanh âm yếu ớt, truyền vào trong tai hắn. Chi, ai, là ai? Hắn hoảng sợ nhảy dựng, vội vàng nhìn về phía giới thần bi, cho rằng lại là Lý Vân Tiêu đang làm trò quỷ. Nhưng hắn lại không biết Lý Vân Tiêu giờ phút đang cực kỳ suy yếu, ngồi điều tức khôi phục trong giới thần bi. Là ta, ngay ở bên phải ngươi, ta là Lê Chi. Vũ tiên sinh chấn động. Vội vàng hướng nhìn về phía đại yêu tương đối nhỏ bé kia, thanh âm kia quả thật là từ bên trong truyền đến, chỉ là thập phần yếu ớt. Bao nhiêu năm tháng rồi, rốt cục đã đến ta nhìn thấy người bổn tộc, ta không còn bao nhiêu khí lực nữa. Ngươi phải nghe kỹ. Thanh âm đứt quãng của đại yêu nữ tính gọi là Lê kia truyền đến, khuôn mặt Vũ tiên sinh không ngừng biến hóa, khiếp sợ, hoảng sợ, phẫn nộ, đại hỉ, cuối cùng chuyển thành bình tĩnh. Lê tựa hồ do nói quá nhiều. Tất cả lực lượng đều trút xuống không còn, lần nữa yên lặng lại. Vũ tiên sinh sau khi khiếp sợ cực độ liền bắt đầu lâm vào trầm tư, một lát sau, trên mặt lộ ra kiên quyết. Hắn bắt đầu ngồi xếp bằng xuống, hai tay không ngừng biến hóa pháp quyết, mỗi một cái đều thi triển thập phần chậm chạp, bộ dáng có vẻ lạnh nhạt, nhưng sắc mặt lại ngưng trọng và chăm chú dị thường, từng đạo văn tự yêu tộc thoáng hiện trên người hắn, bay vào trong đại trận. Hình cầu trong suốt ở trung ương dần sáng lên. Lóe lên tối sầm lại, chính dương chi khí bắt đầu dừng sói mòn đi. Cùng lúc đó, bốn cây trụ lớn ở bốn phía cũng phát ra hào quang bất đồng, giống như những ngọn nến vậy, dưới pháp quyết của Vũ tiên sinh bắt đầu dần dần hòa tan ra. Trên mặt Vũ tiên sinh càng ngày càng trắng bệch, mồ hôi to như hạt đậu chảy xuống, nhưng vẫn cắn chặt răng, một khắc cũng không dám ngừng. Rốt cục, bốn cây cột lớn kia dần hòa tan ra. Một cổ khí tức quái dị tản ra trong trận pháp. Thân thể ba vị đại yêu hiện ra, toàn bộ té trên mặt đất, sinh tử không biết. Mà thân thể Lê lại ngồi xếp bằng xuống, tựa hồ còn có thể tự mình điều tức. Ngay sau đó, Vũ tiên sinh lấy ra mấy dụng cụ thủy tinh, bên trong tất cả đều là máu đỏ tươi, hắn đổ hết vào miệng, cả người lập tức trở nên đỏ bừng, tựa hồ lần nữa nhận được lực lượng khổng lồ, trong ánh mắt cũng tràn đầy vẻ hưng phấn vẻ kích động, đại lượng văn tự yêu tộc lần nữa xuất hiện quanh thân hắn. Bắt đầu không ngừng thi triển tới hình cầu trong suốt ở trung ương. Hình cầu kia cũng được lực lượng dẫn dắt, bắt đầu không ngừng hòa tan ra, mỗi một giọt chất lỏng màu trắng chảy xuống liền phát ra một tiếng chi, lập tức bốc hơi lên, hình thành một cổ khí thể lan khắp trên không trung. Không biết qua bao lâu, trong toàn bộ đại trận đã biến thành một mảnh hơi nước mù mịt, không trung dần dần hiện ra thân ảnh một người nam tử, co lại thành một đoàn giống như trẻ sơ sinh vậy. Nhưng khuôn mặt kia lại là một thanh niên chừng 20 tuổi. Phốc! Vũ tiên sinh mắt thấy đại công cáo thành,
rốt cục không nhịn được nữa phun ra một ngụm tâm huyết. Cả người trở nên vô cùng tái nhợt, phảng phất như thoáng cái già hơn mấy chục tuổi, trên mặt vậy xuất hiện đầy nếp nhăn. Lúc này hắn kinh hãi phát hiện, trong sương mù bạch sắc, thân thể mấy đại yêu vốn đang nằm bất động vậy mà cũng có một người ngồi tại lên, cũng giống như Lê bắt đầu tự mình điều tức. Lê chậm rãi mở mắt ra, dĩ nhiên là đồng tử màu nâu tím thâm thúy. Nàng dừng ở trên người nam tử kia, chậm rãi nói. Hiện giờ mang bọn ta rời đi thôi, lực lượng mấy người chúng ta đã hao hết rồi, tu vị đã ngã xuống không còn chút nào nữa. Vâng, Lê đại nhân. Vũ tiên sinh lần nữa lấy ra đại lượng đan dược, giống như đường đậu đổ vào miệng, cưỡng ép chống thân thể. Hắn thấp giọng gào thét vận chuyển một phần nguyên khí cuối cùng, mấy đạo kình phong hình thành quanh thân hắn, xoáy nam tử ở trung ương và bốn đại yêu kia lên, hóa thành một đạo kình phong, lao nhanh ra ngoài động. Hồn thiên tinh nguyên kết giới vào thời khắc này đột nhiên phá vỡ, sương mù mịt mờ màu trắng khuyết tán ra, tràn ngập toàn bộ trong động. Trong giới thần bi, trên phương Thốn Sơn, Đoạn Việt không ngừng đi tới đi lui quanh thân Lý Vân Tiêu, mở miệng nói. Lão tử không bao giờ tin ngươi nữa, về sau gặp phải loại gia hỏa khủng bố này, ngàn vạn đừng gọi ta. Ngươi sớm trốn vào là được rồi, mọi sự đại cát. Ngươi xem bộ dáng mình hiện giờ kìa, thiếu chút nữa đã tiêu đời rồi. Lý Vân Tiêu mở mắt ra, cả giận nói. Ngươi có thể câm miệng không? Con mẹ nó nói nhiều quá đi, thật phiền. Hắn vung tay lên, Đoạn Việt cũng không biết bị truyền tống đến nơi nào. Bên trong giới thần bi, nhất cử nhất động của Lý Vân Tiêu đều là quy tắc thiên địa, không cách nào ngăn cản. Hắn ngẩng đầu lên, trong đôi mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, thì thào lẩm bẩm. Tại sao lại không có chút động tĩnh? Chẳng lẽ người nọ bỏ qua huyền khí siêu phẩm này sao? Dùng tu vị thuật luyện sư bát giai của hắn, mặc dù không cách nào thu, ít nhất cũng nên cố gắng thử mới phải chứ. Sao lại không có chút cảm giác? Chẳng lẽ đi rồi sao? Đột nhiên thân ảnh thạch thú hiện ra trên bầu trời, nó vừa thoát khỏi vây khốn, thấy không có người, liền tự mình trở về. Lý Vân Tiêu thần niệm khẽ động, trao đổi với thạch thú. Tuy rằng thạch thú không có bao nhiêu trí tuệ, nhưng tin tức trong đầu vẫn khiến Lý Vân Tiêu hiểu được. Cái gì? Lý Vân Tiêu cả kinh, vội vàng lóe lên, đã xuất hiện ở bên ngoài giới thần bi, chỉ thấy một mảnh xương trắng mịt mờ. Trong mơ mơ màng màng có thể thấy toàn bộ nơi này đã không còn bóng người. Hơn nữa hình cầu ở trung ương đại trận tế tự và bốn cây cột cũng đã triệt để biến mất không thấy đâu nữa. Lý Vân Tiêu cảm thấy đại sự không ổn, theo tin tức đạt được từ trong đầu thạch thú thì tựa hồ yêu tộc trong đại trận kia vẫn còn sống. Tin tức này khiến hắn chấn động, trận pháp này có trời mới biết đã vận chuyển bao nhiêu năm tháng. Làm sao có thể còn người sống? Nếu thật sự là như thế, lực lượng người nọ phải mạnh cỡ nào chứ? Xong rồi, đại yêu yêu tộc xuất thế, sợ rằng bên phía Ngũ Hà Sơn có phiền toái lớn rồi. Trên mặt Lý Vân Tiêu lộ vẻ u sầu thật sâu. Thanh âm yêu long truyền đến, nói. Ngươi không cần quá mức lo lắng, chính dương chi khí ở đây đã trôi qua bao nhiêu năm. Những tên đại yêu kia có thể còn sống đã là kỳ tích rồi, cho dù thật sự sống lại, lực lượng cũng tuyệt đối không còn chút nào. Muốn khôi phục lại đại yêu chi lực, trừ phi là có cơ duyên cực lớn, nếu không đời này cũng đừng nghĩ tới. Hắn dừng một chút lại nói. Huống hồ trong nhân tộc cường giả xuất hiện lớp lớp, cho dù bọn hắn có thể khôi phục thực lực, mấy đại yêu có là gì? Thập đại vũ đế, có người nào yếu hơn đại yêu đâu chứ? Lý Vân Tiêu nghĩ nghĩ cũng đúng, đừng nói mấy đại yêu sinh tử chưa biết, coi như là 10 đại yêu chính thức xuất thế, dường như cũng không có gì. Sau khi hắn nghĩ thông suốt cũng bình thường lại. Đột nhiên nhướng mày, giật mình nói. Vậy sương mù màu trắng kia là vật gì? Lực lượng thật tinh thuần. Lý Vân Tiêu giật mình sau đó mừng rỡ, vừa vặn hiện giờ toàn thân đều là tổn thương, lại gặp phải vật đại bổ như thế. Hắn vội vàng ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển tạo hóa nhất khí quyết, mãnh liệt hấp thu vào. Dưới sự tầm bổ của sương mù trắng, vết thương của hắn nhanh chóng được chữa trị tốt. Lạc Vân Thường đang tu luyện trong căn cứ đội thứ 8. Bỗng nhiên dương mắt, chau mày, nàng đang ở trong cảnh giới huyền diệu đột nhiên cảm nhận được lực lượng không ngừng dũng mãnh tràn vào cơ thể bỗng nhiên biến mất. Loại huyền diệu kia, tựa hồ là một loại trạng thái kỳ lạ của cửu dương chi khu, đây là lần đầu tiên nàng chạm đến, khiến nàng cảm nhận được lực lượng cường đại rung động. Phục hồi tinh thần lại từ trạng thái kia, nàng cảm thấy một hồi thất vọng và đáng tiếc.
chỉ có điều kinh mạch toàn thân lưu chuyển một cổ lực lượng cực kỳ bá đạo, hơi khác với nguyên khí tu luyện lúc trước. Đây là do dưới trạng thái kỳ diệu kia, cửu dương chi khu tự mình tạo ra. Chẳng lẽ đây là cửu dương chân khí? Nàng cảm thấy giật mình, mặc dù mình một mực tu luyện là cửu dương chân pháp, chân khí chạy trong kinh mạch có chứa chính dương chi khí, nhưng cũng chỉ thiên hướng dương tính hơn nguyên khí bình thường một chút. Mà giờ khắc này lực lượng chạy xuôi khắp toàn thân lại vô cùng cường đại khiến nàng phải giật mình, tựa hồ trong cùng giai khó có địch thủ. Có cửu dương chân khí này rồi, ta sẽ không sợ kéo chân Vân Thiếu nữa. Lý Vân Tiêu sau khi ra khỏi huyệt động, cả người tinh thần tỏa sáng, không chỉ có thương thế đã lành lặn, hơn nữa tu vị ẩn ẩn đề cao hơn rất nhiều. Hắn hiện giờ cảm thấy đau đầu chính là sau khi trận pháp yêu tộc bị phá, không còn một tia chính dương chi khí nào nữa. Hắn phải ăn nói làm sao với đám thuật luyện sư kia đây? Không có cách nào, chỉ có thể kiên trì nghĩ lý do. Thì ra là thế, ta nói vì sao sau khi đến dòng binh đoàn Thái Điểu hồn lực cơ hồ không chút tăng trưởng, thì ra là vì thế. Một gã thuật luyện sư tam giai lộ ra bộ dạng bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt nhìn Lý Vân Tiêu tràn ngập cảm kích. Lục Tốn cũng kích động vạn phần, vẻ mặt sùng kính nói. Từ sau khi được Vân Tiêu đại sư chỉ điểm qua mấy lần, ta cảm thấy đã mò tới được cánh cửa lục giai. Đa tạ Vân Tiêu đại sư, mọi người nghe lời dạy bảo và chỉ điểm của Vân Tiêu đại sư, nhất định sẽ không sai đâu. Đúng vậy à, tiến bộ hai ngày này còn nhiều hơn ta tự tìm hiểu hai năm qua. Tất cả mọi người nhao nhao ứng tiếng, tràn đầy cảm kích và sùng bái. Ân, Lý Vân Tiêu ừ nhẹ một tiếng, nói. Như vậy mọi người tiếp tục cố gắng đi. Ta còn có việc phải xử lý, đi trước một bước. Hắn vội vàng trốn ra ngoài, một đường chạy về phòng của mình. Suy nghĩ lại tràng cảnh chiến đấu với người nọ trong lòng đất, buồn bực nhất chính là đến giờ còn chưa biết được thân phận đối phương. Trong lòng của hắn khẽ động, lập tức hóa ảnh trong giới thần bi, bắt mấy người Cố Nguyệt Sinh, Diệp Hâm tới hỏi thăm, mới xác nhận được thân phận đối phương, dĩ nhiên lại là Vũ Tiên Sinh thần bí khó lường kia. Vũ Tiên Sinh, thuật luyện sư yêu tộc, thân thể Hải Lâm. Hắn gộp mọi chuyện cùng một chỗ, tựa hồ đã có chút hiểu rõ, thì thào lẩm bẩm. Thân thể tên kia cường hãn bất thường, coi như yêu thú lấy phòng ngự chứ danh cũng không thể có thân thể cường đại như thế. Nhất định có quan hệ đến chuyện hắn tinh luyện huyết mạch, muốn cướp đoạt Hải Lâm, không thể nghi ngờ chính là vì nhìn chúng huyết dịch trong người hắn. Cái này thú vị, mấy cổ thân thể đại yêu kia cũng bị hắn thu đi. Nếu tinh luyện chảy huyết dịch dùng lên người mình, lần sau gặp được người này, sợ rằng càng khó giải quyết rồi. Hơn nữa bí mật giới thần bi cũng bị người này phát hiện, cũng không biết hắn có truyền đi không nữa. Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy có chút nhức đầu, đang tâm phiền ý loạn thì đột nhiên ngoài cửa truyền đến thanh âm, nói. Đội trưởng đại nhân, đoàn trưởng Dòng Binh Đoàn Hồng Y thỉnh cầu gặp ngài. Dòng Binh Đoàn Hồng Y. Lý Vân Tiêu nhướng mày, tên sao lại giống nữ nhân thế chứ? Rất nhanh hắn đã hiểu, thì ra đây là một dòng binh đoàn do nữ tổ kiến, hơn nữa còn là mỹ nữ khiến hắn huyết dịch phun trương. Một gã nữ tử mặc áo màu đỏ chói xuất hiện trước mặt hắn, lộ ra bộ ngực cao vút và đôi chân thẳng tắp, theo nàng tiến tới, mùi thơm trên người rất nhanh lan khắp cả phòng. Nàng lộ ra thần sắc khiêu khích, đôi mắt đẹp ngầm liếc qua Lý Vân Tiêu, sau đó tự tìm cái ghế ngồi xuống. Cặp đùi đẹp hơi chéo qua, nơi riêng tư như ẩn như hiện. Khiến Lý Vân Tiêu cảm thấy huyết khí dâng lên, cơ hồ lỗ mũi như muốn phụt máu. Tiểu La Lị khóc lóc đến cầu có thể quấn quanh hai vòng khinh ca lâm địa. Lời Bân Kiệt nói lúc đi hiển hiện trong đầu Lý Vân Tiêu. Từ sau khi nhận chức đội trưởng quỷ quái này, cứ không ngừng chém chém giết giết, giờ cuối cùng đã có chút hồi báo rồi. Đây chính là thịt mỡ đưa tới cửa a. Thịt mỡ người tốt, có chuyện gì không? Lý Vân Tiêu vẫn tận lực duy trì phong độ của mình. Sờ lên cái mũi, để huyết dịch bên trong chạy xuống, miễn cho phun ra, vậy thì quá mất mặt rồi. Thịt mỡ. Mỹ nữ sững sờ, lập tức sắc mặt âm trầm xuống, cắn cặp môi đỏ mọng đứng lên, lắc vòng eo thanh tú bước tới từng bước. Ngươi xem trên người của ta có thịt mỡ không? Tự ngươi xem đi, thịt mỡ ở đâu hả? Hương khí xông vào mũi mang theo một tia hiệu quả mê huyễn, Lý Vân Tiêu tự nhiên phát giác ra, nhưng bộ dạng cực kỳ hưởng thụ. Vui thích thưởng thức dáng người nữ nhân kia một lần. Không có ý tứ, ta nói lỡ miệng, ngươi là. Mỹ nữ tựa hồ cực kỳ tự tin về bề ngoài của mình, đi lại gần, thổ khí như Lan nói.
Ta là đoàn trưởng dòng binh đoàn Hồng Y, ta gọi Hồng Y Y. Hồng đoàn trưởng ngươi tốt, khục khục, nam nữ thụ thụ bất thân a, phiền ngươi lấy tay ra khỏi vai ta đi. Lý Vân Tiêu ho khan hai tiếng, thò tay bắt lấy tay ngọc đối phương. Hồng Y Y giọng dịu dàng cười cười, rút tay về, nhanh chóng trở về ghế, cười nói. Vân Tiêu đại đội trưởng tuổi chẳng qua mới 16-17, vậy mà lại háo sắc như vậy, ngay cả thân thể tỷ tỷ cũng muốn đánh chủ ý sao? Lý Vân Tiêu cười nói. Tỷ tỷ, là A-Z-A. Hồng Y Y sắc mặt đại biến, nộ khí dâng lên, mắng. Tên danh con ngươi, không ăn được đào lại nói đào chua. Nàng lập tức lại nở nụ cười, nói. Cũng không nhất định không ăn được, khanh khách, bất quá ta chính là đoàn trưởng đại nhân của mọi người a. Không biết ngươi có dám không? Lý Vân Tiêu cũng cười theo, nói. Vậy làm sao mới ăn được? Ta rất có hứng thú đấy. Khanh khách. Hồng Y Y cười cực kỳ xinh đẹp, cố ý nâng bộ ngực lên, khiến hai khối thịt cực lớn kia cơ hồ muốn vọt ra, nàng dịu dàng nói. Nghe nói Vân Tiêu đội trưởng ngày mai muốn mở đại hội anh hùng. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Đúng vậy, tin tức ta đã truyền đi rồi, không biết Hồng đoàn trưởng có tham gia không? Hồng Y Y cười nói. Đó là tự nhiên, thành Tây trừ tam đại dòng binh đoàn các ngươi ra, cũng có một ít thế lực không tệ. Dòng binh đoàn Hồng Y ta chính là một trong số đó, loại đại hội anh hùng này tự nhiên phải tham gia. Bất quá ta rất ngạc nhiên, Vân Tiêu đội trưởng tổ chức đại hội này là có mục đích gì? Lý Vân Tiêu nói. Hồng đoàn trưởng ngày mai sẽ biết. Hồng Y Y cắn cặp môi đỏ mọng, dần giơ chân lên, cả người nằm nghiêng trên mặt ghế. Một cổ hào khí mê người tản ra, dịu dàng nói. Vân Tiêu đội trưởng có muốn ăn tỉ tỉ không? Ọt ọt. Lý Vân Tiêu nuốt nước miếng, vô lực vỗ vỗ trán, nói. Hồng A Di, ngươi làm thế ta sẽ không chịu nổi đâu. Hồng theo y lộ ra giận dữ chi sắc, nhưng vẫn vô cùng vui sướng, đối với mị lực của mình rất cảm thấy vui mừng, sắc mặt dần nghiêm chỉnh lại, dừng ở Lý Vân Tiêu nói. Vân Tiêu đội trưởng ngày mai tổ chức đại hội anh hùng. Có phải muốn thanh tẩy thế lực thành Tây không? Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn xem bộ ngực Hồng Y Y có phải là thật không? Người ta nói nữ nhân ngực to sẽ không não, nhưng nữ nhân này không chỉ có não, hơn nữa còn có não hơn nam nhân bình thường nhiều. Xem ra nàng tu vị không cao, nhưng có thể đảm nhiệm chức vụ đoàn trường, cũng không phải chỉ dựa vào bộ ngực A. Hồng A Di vì sao lại nói lời ấy? Hồng Y Y giận dữ nói. Không cho phép gọi A Di. Người ta năm nay mới 19 tuổi a. Phốc, Lý Vân Tiêu rốt cục phún huyết rồi, bất quá không phải mũi, mà là trong miệng. Hồng Y Y trên mặt hơi đỏ lên, sẳng giọng. Mấy năm trước 19, hiện giờ cũng không lớn, phải gọi tỷ tỷ. Lý Vân Tiêu vỗ vỗ bộ ngực của mình, thuận thuận khí huyết, mới lau mồ hôi lạnh nói. Hồng đoàn trưởng đến cùng có chuyện gì, nói thẳng đi. Hồng Y Y hai mắt ngưng tụ. Khí thế trên người lập tức từ xinh đẹp biến thành lạnh lùng, ẩn ẩn có một tia khắc nghiệt chi ý, mở miệng nói. Ta muốn mượn lực của ngươi, thanh trừ tứ cực môn ra ngoài khinh ca lâm địa. Tứ cực môn. Lý Vân Tiêu cả kinh, giật mình nhìn Hồng Y Y. Tứ cực môn chính là một trong thất đại thương minh, thực lực thông thiên. Nàng chẳng qua chỉ là một dòng binh đoàn nho nhỏ, sao lại có mâu thuẫn? Cả hai kém quá lớn, căn bản không có khả năng chống lại được. Hồng Y Y tựa hồ nhìn ra tâm tư của hắn, nũng nịu cười, cổ khắc nghiệt chi khí kia lần nữa trở nên mịt mờ, cười khanh khách nói. Vân Tiêu đội trưởng, người đáp ứng người ta nha. Nàng bắt đầu làm nũng, ỏn ẻn nói. Hơn nữa người khác không biết thân phận Vân Tiêu đội trưởng, nhưng ta lại rất rõ ràng, giữa ngươi và tứ cực môn cũng có thù từ trước, có đúng không, thành chủ thành Viêm Vũ, Lý Vân Tiêu đại nhân. Lý Vân Tiêu khe co rút đồng tử. Một cổ hơi lạnh tản ra, tập trung vào Hồng Y Y. Tuy rằng thân phận của hắn cũng không có gì phải che giấu, nhưng hắn rất không thích loại tình huống mình ngoài sáng đối phương trong tối này. Ai nha nha, Vân Tiêu thành chủ chẳng lẽ lại hạ sát thủ với tỷ tỷ sao? Hồng Y Y che mặt cười cười, thiên tư bách mị. Lý Vân Tiêu trong tu di sơn trêu tức Đường Nguyên, khiến cho hắn phát nổ đúng quần, bi thảm mà chết, cơ hồ người trong thiên hạ đều biết. Mà Đường Nguyên chính là đệ tử đích truyền của Đường Giả, thế lực lớn nhất trong tứ cực môn. Thù này không thoát được, nhưng hắn cũng chưa bao giờ sợ qua. Hồng Y Y tựa hồ rất hưởng thụ loại cảm giác này,
tiếp tục khoe khoang tin tức nói. Tuy rằng ta biết rõ Vân Tiêu đội trưởng chính là thành chủ thành Viêm Vũ đại danh đỉnh đỉnh, nhưng ta còn thật không biết thế lực sau lưng Vân Tiêu thành chủ rốt cuộc là ai. Lại có thể mời được Thiên Cầm Vũ đế Lệ Hoa chỉ đến làm chỗ dựa. Chậc chậc, Thiên Vũ giới hôm nay, dám ra tay với thành chủ đại nhân, sợ rằng cũng không nhiều. Lý Vân Tiêu thần sắc dần dần lạnh xuống, nói. Ta không thích nữ nhân tự cho mình thông minh, sẽ có vẻ rất buồn nôn. Đặc biệt là nữ nhân này còn già 70-80 tuổi rồi. Ngươi! Hồng Y Y lập tức tức giận đến phát run, nữ nhân sợ nhất chính là bị người nói già, huống chi còn là một mỹ nữ đang già đi từng ngày. Đây đã là chuyện khiến Hồng Y Y cực kỳ trăn trở, hiện giờ bị Lý Vân Tiêu nói ra, trong mắt liền hiện ra vẻ oán độc. Ta là người mà đám Hắc Liên đoàn trưởng độc chiếm, ngươi dám nói chuyện với ta như vậy. Ta nhất định sẽ bảo Hắc Liên đoàn trưởng giết ngươi. Nàng hổn hển, mặt cũng nhíu lại. Lý Vân Tiêu thở dài. Ngươi cảm thấy tê trong lòng Hắc Liên thủ hạ đắc lực như ta quan trọng, hay là một A-di đang xuống sắc quan trọng hơn? Ta giết ngươi. Hồng Y Y nổ quát một tiếng, trong tay tuôn ra khí thể hồng nhạt, không ngừng xuyên qua trên không trung, giống như dây thừng vờn quanh lấy bốn phía Lý Vân Tiêu. Phấn hồng thực cốt, bạo. Nàng nắm chặt lòng bàn tay, những khí thể hồng nhạt kia nổ ra, như giỏi phụ trong xương, như có sinh mệnh chui vào trên người Lý Vân Tiêu. Giờ phút này nàng đã giận điên lên rồi, không chút cân nhắc đã thi triển ra sát chiêu mạnh nhất. Lý Vân Tiêu đứng ở đó vẫn không nhúc nhích, quanh thân tuôn ra ma khí màu đen, trực tiếp cắn nuốt sạch những khí thể hồng nhạt kia. Hắn vươn tay ra, hư ảnh ma thiên chiến giáp hiển hiện, bất luận lực lượng gì cũng không thể đến gần người được. Thì ra là thiên nhất các, khó trách lại có xung đột với tứ cực môn. Lý Vân Tiêu ánh mắt mỉm cười, nhàn nhạt nói. Hồng Y Y sắc mặt đại biến, trong nội tâm cả kinh, vội vàng tản ra khí thể hồng nhạt, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Lý Vân Tiêu. Lúc này nàng mới hiểu được, đối phương đúng là cố ý chọc giận chính mình, muốn dò xét nội tình của mình. Đây, người này thật là thiếu niên 16-17 tuổi sao? Nhìn nụ cười ngây ngô như ánh mặt trời kia của Lý Vân Tiêu, nàng chỉ cảm thấy trong nội tâm một hồi rét run. Mình ở Khinh Ca Lâm địa ẩn núp nhiều năm như vậy, chưa từng lộ thân phận. Nhưng vừa tiếp xúc với người này không lâu đã lộ ra nội tình. Nói đi, đối phó tứ cực môn có thể, các ngươi định trả giá thế nào? Lý Vân Tiêu cười hỏi. Trả giá? Hồng Y Y tức giận hừ nói. Tứ cực môn chính là tử địch của ngươi, ngươi không giết bọn hắn sớm muộn cũng giết ngươi. Cho dù có Lệ Hoa chỉ bảo vệ ngươi, cũng chưa chắc tránh được tứ cực môn đuổi giết. Đây là vì tốt cho ngươi, còn dám nói giá tiền với ta sao? Lý Vân Tiêu khoát tay áo, xua đuổi nói. Ta rất phiền nói chuyện với nữ nhân ngu xuẩn, Hồng A Di, không tiễn. Hồng Y Y chán nản, cùng ngươi nói chuyện, còn chưa từng bị động chịu thiệt như vậy. Trước kia mọi chuyện đều được tính toán từ trước, thêm vào mị lực của mình, muốn đối phó một đứa bé còn không phải dễ như trở bàn tay sao. Không nghĩ tới càng ngày càng bị động, càng ngày càng mất đi lập trường nói chuyện. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Hồng Y Y bị buộc chỉ có thể thỏa hiệp. Lý Vân Tiêu dừng ở nàng, lạnh lùng nói. Không phải ta muốn như thế nào, mà là ngươi đến cùng muốn như thế nào. Cho ngươi thêm một cơ hội nói chuyện, nói ta không hài lòng sẽ không tiễn. Hồng Y Y cảm thấy rất chóng mặt, nàng lần đầu tiên sinh ra hoài nghi với thủ đoạn giao tiếp và mị lực của mình, buồn rầu nói. Được rồi, chúng ta nhận được tin tức mới nhất, thiếu chủ tứ cực môn đường kiếp trước mắt ở ngay tại Khinh Ca Lâm địa. Phía trên đã hạ chỉ thị, vô luận như thế nào cũng phải bắt sống đường kiếp, mặc dù đối phương biết là thiên nhất các chúng ta làm, cũng không hề có chứng cứ gì cả. Nàng nhìn Lý Vân Tiêu, nói. Mà Vân Tiêu đội trưởng vào lúc này lại mở đại hội dòng binh, ta suy đoán nhất định là muốn trọng chỉnh cách cục thế lực thành Tây. Chính là cơ hội tốt để đối phó tứ cực môn, bắt sống đường kiếp. Về phần thù lao thì chỉ cần không phải quá đáng, ta nghĩ thiên nhất các chúng ta sẽ không keo kiệt đâu. Nàng sau khi nói xong, lẳng lặng nhìn Lý Vân Tiêu. Lại thấy đối phương không có chút biểu lộ, giống như một khối ngoan thạch vậy, nội tâm có chút thấp thỏm không yên và tức giận. Lý Vân Tiêu rốt cục nở nụ cười, nói. Hồng tỷ tỷ, người bảo ta đi làm chuyện này, dường như không chỉ không giải quyết phiền toái cho ta, mà càng mang đến phiền toái lớn hơn. Đường Nguyên chẳng qua chỉ là đệ tử dòng chính, chết cũng đã chết rồi, còn có thể hòa hoãn. Hồng Y Y trên hơi đỏ. Giận dữ nói.
vậy ngươi muốn thù lao gì? Nàng chỉ cảm giác mình lần này nói chuyện bại đến rối tinh rối mù, càng ngày càng mất tự chủ. Lý Vân Tiêu cười nói. Hồng tỷ tỷ không cần khẩn trương, ta sẽ không cần ngươi phục vụ ta không háo sắc như Hắc Lia. Thực lực quý phái trong Thương Minh cũng có thể xếp vào trước bốn, đã từng nghe qua Chư Thiên Cửu Sát Hoàng Tuyền Thủy chưa? Hồng Y Y sững sờ, ngạc nhiên nói. Chư Thiên Cửu Sát Hoàng Tuyền Chi Thủy được xưng là Vạn Thủy Tinh Hoa, Thiên Địa Kỳ Chân sao? Không sai. Lý Vân Tiêu trong mắt hào quang khiếp người, ngưng giọng nói. Thù lao chính là Chư Thiên Cửu Sát Hoàng Tuyền Chi Thủy. Hồng Y Y trầm mặc một hồi, tựa hồ đang suy tư, nói. Thứ này ta chỉ nghe qua, trong Thiên Nhất Các có hay không ta không dám xác định. Chuyện này ta phải bẩm báo lên, nếu có thể thì sẽ báo cho Vân Tiêu đội trưởng. Lý Vân Tiêu nói. Có thể, bất quá tốt nhất là mau chóng cho ta câu trả lời thuyết phục. Muốn động tứ cực môn cũng không phải một chuyện đơn giản, dù là chỉ là một tiểu phân bộ ở Khinh Ca Lâm Địa. Hồng Y Y cũng biết chuyện trọng đại, rất nhanh liền rời đi, nàng không dám làm dáng trước mặt Lý Vân Tiêu nữa, sợ tự rước lấy nhục. Rất thơm a. Hồng Y Y chân trước vừa đi, Đinh Linh Nhi đã chạy đến, trên mặt một cổ u oán, ánh mắt quét khắp mọi nơi trong phòng. Lý Vân Tiêu lau mồ hôi lạnh, nói. Vừa rồi có đoàn trưởng của một dòng binh đoàn đến nói chuyện chính sự. Chính sự rất thơm sao? Đinh Linh Nhi ngửi vài cái, khẽ nói. Vừa rồi ta thấy một yêu phụ rời đi, làm dáng rất khá, vẻ mặt thỏa mãn, Vân Tiêu đội trưởng xem ra rất lợi hại a. Nàng như ăn giấm chua, dốc sức liều mạng nói móc. Lý Vân Tiêu có khổ nói không nên lời, hơn nữa loại chuyện này càng giải thích càng phiền toái. Hừ, ta đi trước. Vân Tiêu đội trưởng bảo trọng thân thể, còn có thiếu nữ quấn hai vòng quanh Khinh Ca Lâm Địa đang xếp hàng chờ ngươi đấy. Ninh Linh nhìn thấy hắn không nói lời nào, càng tức giận, quay người muốn đi. Lý Vân Tiêu trong nội tâm khẽ động, vội hỏi. Linh Nhi tiểu thư, chuyện Thương Minh ngươi hẳn biết không ít a. Ta muốn nghe một chút về ân oán giữa Thiên Nhất Các và Tứ Cực Môn. Ninh Linh Nhi dưới chân dừng lại, quay người lại, kinh ngạc nói. Vừa rồi yêu phụ kia thuộc Thương Minh sao? Lý Vân Tiêu nhẹ gật đầu, nói lại mọi chuyện một lần. Ninh Linh Nhi chấn động, cuống quýt nói. Vạn không được, Tứ Cực Môn thực lực rất mạnh, vượt qua nề ngoài. Nếu là Vân Thiếu có thực lực như trước, tự nhiên không cần sợ. Nhưng hiện giờ, người giết Đường Nguyên đã là rước họa vào thân rồi. Nếu còn bắt Đường Kiếp thì cho dù thực lực của ngươi khôi phục phong hào vũ đế, bọn hắn cũng sẽ dốc hết lực lượng đến đuổi giết ngươi. A, Lý Vân Tiêu lộ ra rất hứng thú, cẩn thận lắng nghe. Ninh Linh nhì vẻ mặt ngưng trọng, mở miệng nói. Thế nhân đều biết Thương Minh rất mạnh, sở dĩ cho rằng như vậy, là cảm thấy là do thành viên chủ chốt thất đại Thương Minh tạo thành, hơn nữa bên dưới còn có mấy trăm thương hội lớn nhỏ. Thực lực như vậy liên hợp lại, đủ để chống lại thất đại thế lực siêu cấp. Nhưng ta có thể khẳng định, Vạn Bảo Lâu, Kim Tiền Bang, Tứ Cực Môn và Thiên Nhất Các trong thất đại Thương Minh, thực lực bất luận nhà nào cũng có thể sánh được với thất đại thế lực siêu cấp. Trên mặt nàng lộ ra vẻ cô đơn, thở dài nói. Tuy rằng cũng là thành viên thất đại thương hội, nhưng bốn nhà này lại vượt xa ba nhà chúng ta. Chính bọn hắn gọi mình là hạch tâm tứ minh trong lòng đã sớm bài xuất ba nhà chúng ta. Sở dĩ không hiển sơn lộ thủy, là vì bọn hắn phủ lên vỏ bọc thương hội, trên thực chất thế lực không khác gì thất đại thế lực siêu cấp cả. Thất đại thế lực siêu cấp này, nếu dốc hết thực lực thì coi như là cổ phi dương đại nhân ngài, cũng không dám tùy ý khiêu khích a. Lý Vân Tiêu cũng cảm thấy rất ngoài ý muốn, kinh ngạc nói. Vậy mà cường đại đến trình độ này. Hắn cau mày nói. Vậy Thiên Nhất Các và Tứ Cực Môn có ân oán gì? Lại muốn không chết không ngớt, giết thiếu chủ đối phương. Trong mắt Đinh Linh Nhi lóe ra hào quang, từng chữ nói. Bởi vì thuyền thược, Lý Vân Tiêu biến sắc, trầm giọng nói. Thuyền thược trong truyền thuyết có thể tìm được và mở ra Nặc Á Chi Chu. Đây không phải là truyền thuyết sao? Chẳng lẽ trong Thương Minh thật sự có thuyền thược? Đinh Linh Nhi nói. Đúng vậy, thuyền thược một mực đều ở trong tay Thương Minh, hơn nữa giao cho hạch tâm tứ minh bọn hắn cùng quản lý, mỗi người đảm bảo một năm, thay phiên nhau. Lý Vân Tiêu cau mày nói. Có phải là thiếu gì không? Nếu không có được thuyền thược, lại bằng vào lực lượng Thương Minh thì đã sớm tìm ra Nặc Á Chi Chu mới phải chứ? Không sai.
Ninh Linh Nhi lộ ra vẻ tán thành, nói. Bởi vì thuyền thược tổng cộng có hai thanh, chia làm âm dương. Thanh trong tay Thương Minh là dương thược, cho nên vô luận nghiên cứu phá giải như thế nào, cũng không cách nào cởi bỏ bí mật trong đó. Nhưng trước đó không lâu ta nghe được một tin tức, âm thược cũng đã xuất hiện trên đại lục. Lý Vân Tiêu trong lòng nghiêm nghị, nói. Ta hiểu được, cho nên mấy năm này dương thược thuộc về ai sẽ rất quan trọng. Bởi vì bằng vào lực lượng của hạch tâm tứ minh rất có thể tìm được thanh còn lại. Nếu bị một nhà trong đó đạt được nặc á chi chu vậy thì thực lực chỉnh thể không những sẽ đứng đầu Thương Minh, coi như là bảy thế lực siêu cấp cũng phải thấp hơn vài phần. Ninh Linh Nhi nói. Vân Thiếu nói rất đúng, dương thực năm nay vốn hẳn nên đến phiên tứ cực môn, sang năm mới là thiên nhất các. Ta thấy thiên nhất các tất nhiên là không tiếc mọi giá cũng muốn cướp lấy thuyền thực rồi. Nàng cực kỳ lo lắng nói. Cái này đối với Thương Minh mà nói tuyệt đối không phải là chuyện tốt gì. Nặc á chi chu a. Lý Vân Tiêu thì thảo tự, huyền khí siêu phẩm duy nhất ghi lại trong lịch sử. Nhưng từ các tư liệu xem ra tựa hồ còn so ra kém giới thần bi của hắn. Nếu có người biết rõ hắn thân mang trọng bảo như thế thì sợ rằng mỗi ngày đều sẽ có một đống vũ đế đuổi giết hắn mất. Ninh Linh Nhi cũng nghĩ đến điểm ấy, cẩn thận hỏi. Vân Thiếu, kiện huyền khí kia của ngươi là từ đâu đến? Chẳng lẽ chính là nặc á chi chu sao? Nàng thử phỏng đoán. Lý Vân Tiêu cười khổ lắc đầu, nói. Nói ngươi cũng không tin, là từ trong kho Lý Gia Thiên Thủy Quốc nhảy ra đấy. Ninh Linh Nhi một hồi ngạc nhiên, vậy khí này cũng quá tốt đi, tùy tiện trong kho cũng có thể nhảy ra huyền khí siêu phẩm. Lý Vân Tiêu nhíu mày nói. Lần này phiền toái, thì ra chuyện trọng đại như thế, nếu ta bị cuốn vào đó thì rất có thể phải phấn thân toái cốt. Hắn vỗ trán một cái, buồn rầu nói. Thật sự là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, sớm biết như thế, ta dù thế nào cũng không vạch trần thân phận Hồng Y Y. Hiện giờ thân phận Hồng Y Y bị bại lộ bởi ta, nếu không hợp tác với bọn họ thì sợ rằng thiên nhất các sẽ không bỏ qua cho ta đâu. Hắn mắt lộ ra hung quang, lạnh lùng nói. Chọc giận ta, thiên nhất các và tứ cực môn ta cũng đều diệt hết. Ninh Linh Nhi lại càng hoảng sợ, nghe mà trong lòng phát lạnh. Tính cách của Cổ Phi Dương nàng cũng nghe qua. Năm đó Hồng Nguyệt Thành một trong bảy thế lực lớn đã bị hắn trắng trợn giết chóc một trận, cao thủ tử thương vô số. Khiến thực lực cả Hồng Nguyệt Thành trực tiếp rớt xuống kế cuối trong bảy thế lực lớn. Mà mấy nhà khác, như Bắc Minh Huyền Tông, Thần Tiêu Cung. Hắn đều từng đơn thương độc mã xông qua, quả thật là 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu dấu. Đừng đùa nữa, dùng thực lực ngươi hiện giờ, đừng nói thiên nhất các và tứ cực môn. Cho dù phân bộ của bọn hắn ở Khinh Ca Lâm địa ngươi cũng không diệt nổi. Vẫn nên suy nghĩ làm sao ứng phó chuyện này đi. Ninh Linh Nhi quệt mồm, giận dữ nói. Trong mắt Lý Vân Tiêu chớp động tinh mang, đột nhiên cười nói. Ta đã nghĩ kỹ, cứ theo ý thiên nhất các, đối phó tứ cực môn đi. Ninh Linh Nhi sợ hãi nói. Ngươi như vậy sẽ rước đại họa vào người đấy. Trên mặt Lý Vân Tiêu lộ vẻ đạm nhiên. Không chút cho là đúng, nói. Giết chết Đường Nguyên, bọn hắn vốn đã không bỏ qua cho ta. Huống hồ, ta cũng rất có hứng thú xem thử nặc á chi chu kia đến cùng thế nào. Ninh Linh Nhi sắc mặt trắng bệch, gian nan nói. Vân Thiếu, ngươi có biết mình đang làm gì không? Dùng thực lực của ngươi trước kia khẳng định không thành vấn đề, nhưng hiện giờ, nặc á chi chu vừa xuất hiện, không riêng gì Thương Minh, sợ rằng toàn bộ thiên hạ đều sẽ chấn động. Đến lúc đó lấy thù vị như ngươi, bị cuốn vào chỉ là pháo hôi thôi. Lý Vân Tiêu khẽ nói. Coi như là pháo hôi, cũng phải nổ chết mấy người. Ánh mắt của hắn lóe lên tinh mang, nói. Nặc á chi chu chính là huyền khí siêu phẩm, cách luyện chế vẫn là điểm cực hạn mà tất cả thuật luyện sư điên cuồng theo đuổi. Ta nhất định phải đoạt nó tới tay, sau đó tháo ra, hiểu rõ ràng cách luyện chế của nó mới được. Ninh Linh Nhi há to mồm, triệt để ngốc trệ. Người ta muốn cướp đoạt nặc á chi chu, cũng vì tăng lên lực lượng, xưng bá một phương. Mà hắn dĩ nhiên muốn cướp để tháo ra, nghiên cứu cách luyện chế. Ngày hôm sau, toàn bộ thành Tây bắt đầu trở nên yên lặng. Hoàn toàn đã không còn rầm rĩ náo loạn như ngày thường, trên đường cũng lộ ra có chút lạnh lẽo, có loại cảm giác mưa gió sắp đến phong mãn lâu. Địa điểm tổ chức đại hội ở trên một quảng trường lộ thiên tại thành Tây, bởi vì nhân số rất đông nên. Dòng binh đoàn Thái Điểu sáng sớm đã đến giữ gìn trật tự. Trong sân rộng lập một cái bàn lớn,
có không ít chỗ ngồi. Thỉnh thoảng có người của dòng binh đoàn tiến vào, nhưng cũng không dám ngồi xuông bên cạnh bàn tròn, mà là ngồi trên ghế nhỏ ở chung quanh. Khiến tất cả mọi người phải khiếp sợ là ở bốn phía quảng trường vậy mà có không ít người quỳ lấy, đúng là bọn người dòng binh đoàn Bạo Vũ lấy Triệu Vũ cầm đầu, nguyên một đám phủ phục quỳ trên mặt đất, sinh tử không rõ. Triệu Vũ cũng tóc tai bù xù, thần sắc hoảng hốt, một thân áo trắng cực kỳ bẩn, còn tản mát ra mùi tanh tưởi. Đường đường một gã vũ hoàng lục tinh, đặt ở nơi nào cũng là cao thủ, vậy mà phải chịu khuất nhục như vậy, khiến nhân tâm phát lạnh. Nhưng lại có tác dụng trấn nhiếp rất mạnh. Đại hội anh hùng lần này tuyệt sẽ không đơn giản, đợi lát nữa người dòng binh đoàn Bạo Vũ đến sợ rằng sẽ có một hồi ác chiến. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Đám đoàn trưởng các dòng binh đoàn trong lòng đều nhanh chóng suy tư, suy nghĩ đường lui sắp tới. Hồng Y Y trong ánh mắt thèm thuồng của mọi người, ưỡn bộ ngực cao ngất đi tới, trực tiếp đi đến trước bàn tròn, thoải mái ngồi xuống. Thỉnh thoảng còn mắt đi mày lại với các vị đoàn trưởng, lấy tay chống cằm, ánh mắt xinh đẹp cứ quét qua quét lại, toàn bộ hội trường tràn đầy một mảnh xuân sắc. Ồ, đây không phải Triệu Vũ huynh sao? Một gã nam tử áo xám dưới vòng vây của mọi người đi tới, trông thấy người quỳ trước hội trường, chấn động tiến lên muốn nâng Triệu Vũ dậy, trên mặt lại không giảm dáng cười, nói. Triệu Vũ huynh thật sự quá nghiêm trọng rồi, ta và ngươi tương giao nhiều năm, tuy rằng cảm tình rất sâu, nhưng cũng không cần dùng đại lễ như vậy để nghênh đón đâu. Ô Vân huynh, Chu Tường từ rất xa hô một tiếng, tiến lên kéo lấy Ô Vân, cười nói. Triệu Vũ huynh bây giờ là Mỹ Nam tiếp khách của dòng binh đoàn Thái Điểu chúng ta, đại đội trưởng nói, quỳ nghênh đón là một loại lễ nghi, tôn trọng đối với khách nhân, đây là nên làm. Ha ha, thì ra là thế. Thì ra là thế a. Ô Vân cười to vài tiếng, lại có vẻ thập phần khô khốc. Trong mắt càng lộ vẻ kiêng kỵ, là loại miệng nam mô bụng bồ dao găm điển hình. Hắn là người phụ trách dòng binh đoàn Khô Lâu ở thành Tây, vốn cho rằng sẽ làm lớn một hồi, nhưng sáng sớm nhận được mệnh lệnh bên trên, phải án binh bất động, tùy ý để dòng binh đoàn Thái Điểu náo, vô luận chuyện gì cũng bỏ mặc. Mệnh lệnh này khiến hắn buồn bực rất lâu. Ý đồ của dòng binh đoàn Thái Điểu hiển nhiên là muốn lần nữa phân chia cách cục thành Tây, nếu lúc này không đứng ra thì chỗ tốt đạt được sẽ rất có hạn, nhưng mệnh lệnh thượng cấp lại không dám phạm, chỉ có thể phiền muộn tới tham gia hội nghị. Hắn tự nhiên cũng thoải mái ngồi xuống trước bàn tròn. Hồng Y Y rất nhanh dựa qua, hai người đùa giỡn với nhau không coi ai ra gì. Ô Vân nghĩ thầm dù sao chuyện gì cũng không cần làm, vui vẻ chút trở về cũng không tệ. Hai người khiến không khí hội trường vốn căng thẳng lại tăng thêm một ít xuân ý. Người thứ ba ngồi vào bàn tròn là một lão giả lưng còng xuống, giống như tùy thời đều có thể bị thổi bay vậy, dường như chỉ một lát sau là đã bước vào quan tài. Hắn dưới sự dìu dắt của một gã thuộc hạ cũng ngồi vào vị trí bàn tròn. Bàn tròn này cũng không lập ra tiêu chí, cũng không có hạn định tư cách, cứ như vậy đặt ở chỗ kia. Nhưng người không có thực lực và lực lượng nhất định, căn bản không dám ngồi vào. Trên mặt ghế ở bốn phía đã có rất nhiều người, trung ương vẫn chỉ có ba người. Khục khục, Kiều Lạc sao cũng tới. Đây không phải đại hội dòng binh sao? Lão gian thương như ngươi tham gia làm gì? Kiều Lạc thân thể khô gầy quay mặt lại, khàn giọng nói. Đúng vậy a, người dòng binh đoàn Thái Điểu vây trước cửa Vạn Bảo Lâu một ngày, nói ta không đến thì người của bọn hắn sẽ không đi, sinh ý làm sao làm đây? Ô Vân nhướng mày. Nội tâm vạn phần khó hiểu lên. Đông binh đoàn Thái Điểu đây là muốn khai chiến với tất cả thế lực sao? Vạn Bảo Lâu bọn hắn cũng dám đắc tội. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Hắc Liên Thiểu Hoàng tiến giai vũ đế rồi sao? Cho dù thật sự thành công rồi, cũng không nên cuồng vọng vậy chứ. Hừ, thì ra các ngươi cũng vậy. Ta còn tưởng rằng chỉ thương hội kim tiễn ta có đãi ngộ này đấy chứ. Một gã nam tử chẳng biết lúc nào cứ như vậy trống rỗng xuất hiện bên cạnh bàn tròn, không ngừng nhìn lên mặt bàn, thần sắc bất thiện nói. Nghe nói dòng binh đoàn Thái Điểu thay đổi một vị đại đội trưởng, liền trở nên càn rỡ, không có quy củ như vậy. Đại đội trưởng kia chẳng lẽ là một tên cửu thiên vũ đế sao? Tĩnh Nam ngươi cũng tới, Kiều Lạc tới ta còn có thể hiểu được, dù sao người ta là một lão già khõm khẹp, đánh lại đánh không lại. Nhưng ngươi là một đại nam nhân. Còn là cao thủ vũ hoàng, sao lại bị người uy hiếp thế? Hồng Y Y nói, nhõng nhẽo cười nói. Lúc trên giường không ai lợi hại hơn ngươi, sao xuống giường lại trở thành kẻ bất lực rồi?
ba tương đương. Miếng tiền đồng trong tay Tĩnh Nam trực tiếp đập lên mặt bàn, trên mặt lúc đỏ lúc trắng cả giận nói. Hồng Y Y, ngậm cái miệng thúi của ngươi lại, có tin ta lập tức xé ngươi không? Hồng Y Y vẫn đang cười không ngừng, khinh thường nói. Có bản lĩnh tìm nam nhân đánh đi, chỉ biết khi dễ nữ nhân ra như ta, lúc trên giường khi dễ, dưới giường còn khi dễ, coi như là bổn sự gì chứ? Ngươi! Tĩnh Nam chán nản, đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn cuối cùng đã hiểu rõ không thể đấu võ mồm với nữ nhân, cũng không nói thêm gì nữa, sợ càng nói càng khó nghe. Đối phương là một kỹ nữ không biết xấu hổ, hắn lại là phân hội trưởng thương hội Kim Tiễn, tiền đồ tốt đẹp. Sau khi nghĩ thông suốt, hắn liền đè xuống lửa giận trong lòng, chậm rãi ngồi xuống. Khục, ha ha, khục khục, ha ha. Kiều Lạc ho khan nở nụ cười, giống như một trà cây khô cằn chập chờn trong gió, tùy thời sẽ bị bẻ gãy vậy, trêu đùa nói. Tĩnh Nam, y y là đang khen ngươi lợi hại đấy. Ha ha, đúng đấy. Tĩnh Nam hội trưởng, lúc nào huynh đệ chúng ta giao lưu đi. Một thanh âm lạ lẫm vang lên trên quảng trường, một đạo hào quang màu tím bay xuống, một gã nam tử tóc dựng lên, mang theo đại nhĩ hoàn xuất hiện bên cạnh Tĩnh Nam, ngồi xuống. Đúng là người phụ trách phân bộ tứ cực môn, Thương Hùng. Ô Vân khẽ nói, đây là tổ chức đại hội dòng binh, hay là tổ chức thương minh chi hội của các ngươi thế? Vị này là, xem ra rất không kiên nhẫn a. Có phải Mỹ Nam tiếp khách Mỹ của chúng ta đã không chiêu đãi tốt, không phù hợp khẩu vị không? Thanh âm Lý Vân Tiêu đột nhiên vang lên trên quảng trường. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía cạnh quảng trường, lập tức nhường ra một lối đi, đều muốn xem thử vị đội trưởng tân nhiệm của dòng binh đoàn Thái Điểu huyên náo xôn xao mấy ngày qua có bộ dáng thế nào. Vừa xem qua, tất cả mọi người đều ngạc nhiên, dĩ nhiên là một tiểu hài tử 16-17 tuổi. Tuy rằng đã sớm nghe nói, nhưng khi thấy được vẫn cảm thấy lắp bắp kinh hãi. Ở bên cạnh Lý Vân Tiêu bân kiệt vẻ mặt, cho rằng đã thoát khỏi ma quật, còn cố ý đi ra ngoài ăn mừng một phen, kết quả qua hôm sau đã thu được mệnh lệnh của Hải Bắc Phi, lại bị điều qua. Còn có Đinh Linh Nhi và một vị nữ tử bộ dáng thiếu phụ, hai người tay cặp tay, tựa hồ nói chuyện cực kỳ vui vẻ. Thiếu phụ đúng là người phụ trách phân bộ Thiên Nhất Các, gọi là Thẩm Ly. Ô Vân thấy ánh mắt Lý Vân Tiêu liếc hắn, bỗng nhiên trong nội tâm cả kinh, cảm giác lạnh lẽo tràn vào trong cơ thể. Trong nội tâm lập tức quá sợ hãi, mình có tu vị Vũ Hoàng, sao bị một thiếu niên Vũ Vương liếc mắt lại sinh ra ý sợ hãi được. Hơn nữa ý tứ trong lời nói của Lý Vân Tiêu cũng rất rõ ràng, đặc biệt nhắc đến tiếp đón Mỹ Nam chính là muốn để cho người biết được, không phúc mà nói thì quỳ tới tiếp khách đi. Hắn nghĩ đến thượng cấp truyền xuống mệnh lệnh, cùng với ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm về hắn từ xung quanh. Trong nội tâm không khỏi sợ hãi một hồi. Bản thân lần này cũng là đơn độc mà đến, xung quanh bốn phía rõ ràng đã bị Thái Điểu dòng binh đoàn vây chặt. Tuy nhiên thân là Vũ Hoàng Tôn Sư, sau khi cân nhắc xuống, cũng cúi thấp cái đầu cao ngạo, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Lý Vân Tiêu. Ô Vân cúi đầu xuống một cái này, lập tức khiến mọi người trong tràng này đều giật mình. Thành Tây sở dĩ trật tự đều không có, cũng là bởi vì tam đại dòng binh đoàn chế ước lẫn nhau, mới khiến bọn hắn có không gian sinh tồn thật lớn. Nếu là có một phương cường đại hẳn lên, hoàn toàn lấn áp hai nhà khác mà nói, là sự tình mà tất cả các dòng binh đoàn đều không muốn thấy nhất. Nhưng hiện tại người phụ trách hai nhà dòng binh đoàn khác tại Thành Tây, một gã cúi thấp cái đầu cao quý, một kẻ khác càng là mở rộng con mắt quỷ gối bên cạnh quảng trường đón khách. Tựa hồ mỗi người đều đang nhìn thấy tương lai mà bọn hắn cực kỳ không muốn nhìn thấy. Lý Vân Tiêu hướng trong quảng trường nhìn một chút, bên cạnh cái bàn tròn kia chẳng biết từ lúc nào đã có thêm ba gã nam tử, ai nấy trầm tĩnh không nói, trên người mang theo lệ khí cực kỳ nồng đậm. Chỉ có người trường kỳ ở bên ranh giới sinh tử giết chóc mới có loại khí thế chân nhân tâm phách này. Theo thứ tự là Liệp Nhân Dòng Binh Đoàn, Hãm Bính Dòng Binh Đoàn, Thanh Hoa Dòng Binh Đoàn, tại cả Thành Tây đều là tồn tại tiếng tăm lừng lẫy, không chỉ có đoàn trưởng, mà bên trong đám đoàn viên cũng không thiếu Vũ Hoàng cường giả. Ở xung quanh bàn tròn bày đặt mấy chiếc ghế, bên trong hơn phân nửa đang ngồi đều là võ giả, ai nấy hô hấp ngưng trọng, sắc mặt đều không được tốt lắm. Còn có mấy người trâu đầu ghé tai, nhưng đều là thần tình lạnh lùng. Bầu không khí cả quảng trường đều thập phần ngưng trọng, dưới ánh mắt chăm chú của đám đông, Lý Vân Tiêu lại là vẻ mặt thoải mái, còn kém không có hát lên, trực tiếp đi đến ngồi xuống trước bàn tròn. Kiều Lạc cùng với Tĩnh Nam bên cạnh liếc nhìn nhau một cái.
đều thấy được vẻ kinh dị trong mắt đối phương. Ở dưới hoàn cảnh khắc nghiệt này, đoàn trưởng dòng binh đoàn nào mà không phải trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, mà ngay cả bọn hắn những kẻ lão luyện này, cùng với nguyên lão thương hội quan hệ không lớn đều cảm thấp thập phần áp lực cùng không thoải mái. Đối phương một tiểu hài tử 16-17 tuổi như vậy mà lại nhẹ nhõm như vào chỗ không người. Loại tâm tính thản nhiên cùng với không bị ngoại vật quấy nhiễu này tuyệt không chỉ có liên quan tới tu vi. Phải là đời sống thượng vị đã lâu mới có thể sinh ra loại khí chất bế nghệ thiên hạ này. Trong lúc nhất thời nhao nhao phát ra suy đoán đối với thân phận của kẻ tới tân nhậm đại đội trưởng này. Bân Kiệt, Chu Tường, Trầm Ly, Đinh Linh Nhi cũng chia hai bên ngồi xuống, vừa vặn đem cái bàn tròn thật lớn quây kín, tựa hồ sớm đã tính đủ số người tới vậy. Trong đôi mắt đục ngầu kia của Kiều Lạc hiện lên một đạo tinh mang, rơi vào trên người Đinh Linh Nhi, kinh ngạc nói. Vị tiểu cô nương này chẳng lẽ là Đinh Linh Nhi tiểu thư đại danh đỉnh đỉnh? Mấy người đều là ánh mắt ngưng tụ hướng phía Đinh Linh Nhi nhìn lại, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên cùng trầm tư, đều không rõ vì sao ở chỗ này lại có Thiên Nguyên Thương Hội đại lão xuất hiện. Thiên Nguyên Thương Hội tuy rằng xuống dốc, nhưng tên tuổi vẫn còn ở đó. Luận thân phận địa vị Đinh Linh Nhi muốn so với bọn hắn mạnh hơn không chỉ một điểm. Trầm Ly tựa hồ thập phần thân thiết, lôi kéo tay của Đinh Linh Nhi, hướng mọi người cười nói. Linh Nhi muội tử chính là hảo hữu của Vân Tiêu đội trưởng, đến nơi này thuần túy là để du ngoạn. À, thì ra thuần túy là đến để du ngoạn a. Kiều Lạc lộ ra vẻ giật mình, lười biếng nói một câu. Hơn nữa đặc biệt nhấn mạnh hơn hai chữ thuần túy. Tuy rằng Đinh Linh Nhi thân phận rất cao, nhưng bọn hắn căn bản không đem thương hội khác để vào trong mắt. Những người còn lại cũng là trên mặt hiện ra vẻ không tin cùng khinh thường, nhưng là vẫn mang theo vẻ cảnh giác. Vốn là đại hội dòng binh này đoán chừng cũng là đủ loại phân chia lại lợi ích lần nữa. Cùng với bọn hắn mấy đại thương minh nắm giữ lợi ích quan hệ cũng không lớn. Nhưng giờ phút này lại thêm một thành viên thương minh khác, hơn nữa còn là tồn tại cấp bậc trưởng lão. Điều này khiến cho người phụ trách tứ đại thương minh sắc mặt đều có chút không dễ nhìn. Mặc dù là Trầm Ly, vẻ mặt thân thiết tươi cười, nhưng trong ánh mắt vẫn là chốc lát lóe ra hàn mang. Thương dùng thanh âm cổ quái cười hắc hắc nói. Thương minh lưỡng hội tổ chức sắp tới, Linh Nhi tiểu thư không đi bế quan khổ tu, vì sao còn có tâm tư đi du ngoạn khắp nơi. Đinh Linh Nhi còn chưa có lên tiếng, Lý Vân Tiêu liền cau mày, mở miệng nói. Điều này cùng ngươi có quan hệ cái rắm gì? Ngươi một nhân viên quản lý phân bộ, nói trắng ra cũng là cặn bã, thương minh lưỡng hội loại hoạt động mà các nhân sĩ cao tầng tham dự này, ngươi quan tâm đến làm cái gì? Thương Hùng ngẩn ngơ, chính mình bất quá là tùy ý nói một câu, tại sao lại bị đối phương đáp trả một hồi như vậy? Mà ngay cả mấy người còn lại cũng là một mực đưa mắt nhìn nhau, không rõ Lý Vân Tiêu vì sao lại nổi bão. Lý Vân Tiêu khoan thai nói tiếp. Hẳn là ngươi không phục chính mình là cặn bã, cũng muốn xâm nhập cao tầng sao? Sau lưng có Đường Đính Thiên ủng hộ ngươi, hay là bản thân ngươi muốn phá vỡ quyền lợi hạch tâm của tứ môn hả? Ngươi! Thương Hùng đã giật mình, trực tiếp từ trên ghế nhảy xuống, cả giận nói. Ngươi đừng có nói bậy, coi chừng họa từ miệng mà ra. Trên mặt Trầm Ly vẫn là dáng tươi cười không giảm, tựa hồ không có cái gì phát sinh cả. Hồng Y Y lại là lộ ra vẻ vũ mị. Những người khác tất cả đều là cau mày, có chút không sờ được hướng gió. Lý Vân Tiêu suy nghĩ lại rất là đơn giản, đã quyết định muốn lật đổ tứ cực môn, liền dứt khoát làm như vậy là được. Loại sự tình này cuối cùng vẫn là so ai nắm tay lớn, âm mưu quỷ kế gì đó, sách lược phế thoại đều là tiểu thủ đoạn. Cho nên trên mặt hắn hiện ra vẻ lạnh lùng, nghiêm giọng nói. Họa từ miệng mà ra. Ta rất muốn nhìn một chút tên đầy tớ như ngươi làm thế nào khiến ta họa từ miệng mà ra. Trước khi mở hội liền hoạt động hạ thân một chút cũng rất tốt ha. Lý Vân Tiêu trực tiếp từ trên ghế đứng lên xương cốt ở dưới nguyên khí vận chuyển vang lên răng rắc, khí tức dần dần tản ra, vậy mà thực sự muốn động thủ. Người ở xung quanh đều có chút ngây ngốc, tiểu tử này trong đầu đến cùng đang suy nghĩ cái gì a? Chính sự còn không có xử lý. Vậy mà lại bắt đầu đặc tội tứ cực môn một trong tứ đại thương hội. Thương Hùng sắc mặt đại biến, tứ cực môn tại cả Thiên Vũ Đại Lục đều là tồn tại rất mạnh. Môn phái nào dám không để cho bọn hắn một chút mặt mũi, Thái Điểu Dòng binh đoàn tại Khinh Ca Lâm địa thế bá chủ, nhưng đặt ở Thiên Vũ giới lại là cái dám gì cũng không phải. Cứ như vậy một gã đội trưởng của binh đoàn chả là cái dám gì, vậy mà không chút hiểu biết muốn đối phó chính mình.
Sát khí mãnh liệt từ trên người hắn tuôn ra, hai mắt phóng hỏa nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu. Nội tâm của hắn cực độ khó hiểu, vì sao bản thân lại trở thành bia ngắm. Không lẽ đối phương thật sự là loại mắc bệnh tâm thần, gặp ai không vừa mắt liền sẽ đối phó người đó. Điểm ấy đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không tin, nếu thật sự là loại mãng phu mắc bệnh tâm thần này, làm sao có thể ngồi lên vị trí đội trưởng đội thứ 8. Chẳng lẽ là chuyên môn nhằm vào tứ cực môn ta? Nghĩ đến điểm này, trong lòng hắn mãnh liệt đại chấn. Ánh mắt hơi nghiêng liếc nhìn Trầm Ly bên người Đinh Linh Nhi một cái, đối phương vẫn là một bộ dáng thờ ơ không để ý, không ngờ còn lấy ra một mặt gương đầu bắt đầu trang điểm. Cưỡng chế lửa giận trong lòng, Thương Hùng đem sát khí trên người thoáng một phát tản ra, mở miệng ngưng tiếng nói. Vân Tiêu đội trưởng bất giận, ta vừa rồi lỗ mãng, không cần thiết bởi vì chuyện của ta mà chậm trễ đại hội dong binh lần này. Lần này càng là choáng váng một mảng lớn, ai nấy đều không rõ Thương Hùng vì cái gì chịu thua thiệt như thế. Bình thường cũng không phải loại tính khí này a, như thế nào hôm nay giống như đều thay đổi cả rồi. Lý Vân Tiêu nhướng mày, khi ánh mắt Thương Hùng đảo qua Trầm Ly cũng bị hắn bắt được, xem ra đối phương hẳn là bắt đầu hoài nghi cái gì, trong lòng có khúc mắc. Như thế xem ra, đường kiếp tại Khinh Ca Lâm địa khả năng thật lớn, điều này mới khiến hắn cố nén nhịn không dám tức giận. Bất quá nội tâm của hắn vẫn cười lạnh một hồi, đã quyết định muốn đối phó các ngươi, coi như là ninja rùa ta cũng muốn đập nát mai của ngươi. Hắn lộ ra thần sắc bá đạo, hừ lạnh nói. Lão tử hôm nay chướng mắt ngươi, cái bàn này ngồi rất chật chội, bên cạnh cũng không có thiếu chỗ. Làm phiền ngươi di chuyển một chuyến, để tránh trở ngại con mắt của ta. Thương Hùng tức đến toàn thân run rẩy, gắt gơ nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu về sau vẫn không nói một lời đã đứng dậy, ở bên cạnh tìm vị trí ngồi xuống. Soạt, lần này càng làm cho tất cả mọi người trong nội tâm đại chấn. Tứ cực môn mặc dù chỉ là thương hội, nhưng ở Khinh Ca Lâm địa cũng là địa vị cực cao, số lượng cao thủ cũng không ít. Ngày bình thường đoàn trưởng Tam Đại Dòng binh đoàn thấy bọn họ cũng là khách khí, bây giờ lại bị một thiếu niên quát tháo, hơn nữa lại còn ngoan ngoãn thay đổi vị trí. Cái này, lần này hoàn toàn điên đoàn rồi. Tất cả mọi người trong lòng phát lạnh, thiếu niên này đến cùng là kẻ nào? Lý Vân Tiêu cũng là trong nội tâm khẽ động, xem ra đối phương thật sự là ninja rùa quyết tâm nhẫn nhịn đến cùng, hắn cau mày lại, nhân tiện nói. Hừ, hôm nay liền tạm thời buông tha cho ngươi tên ninja rùa này, về sau tại Khinh Ca Lâm địa không để cho ta gặp được ngươi, nếu không gặp một lần đánh một lần.